Tiêu Thắm cong môi, bất mãn chừng Diệp Quân Lâm mấy cái. Ban nãy làm thế nào cũng không chịu đứng dậy. Bây giờ vừa mới nhắc tới sinh nhật của Lý Tử Nhiễm liền lập tức đứng dậy. Ra bên ngoài, Thanh Long đã chuẩn bị xe xong rồi, hôm nay Diệp Quân Lâm sẽ ngồi chiếc Audi R8. Anh dễ anh ngầu thật đấy chứ, lại đổi một chiếc xe mới, lại còn là Audi R8, ở trong nước cũng phải 300 vạn đi. Tiêu Thắm từng làm người mẫu triển lãm ô tô, nên biết rất nhiều loại xe xa xỉ. Thường thấy những chiếc xe xa hoa như vậy nên cô nhớ rất rõ ràng. Nói nhảm cái gì đấy, mau lên xe. Diệp Quân Lâm khởi động xe, chạy vọt ra ngoài như một thanh kiếm sắc bén. Ngồi trong xe, ánh mắt Tiêu Thắm chưa từng rời khỏi Diệp Quân Lâm. Em nhìn tôi mãi như vậy làm gì? Bị Tiêu Thắm nhìn như vậy Diệp Quân Lâm có chút không được tự nhiên. Anh dễ à, em thấy chị với cô em cũng chẳng đối xử tốt với anh, dứt khoát ly hôn đi không phải là xong sao? Tiêu Thắm đề nghị. Diệp Quân Lâm nói, em muốn tôi độc thân à? Không phải, anh ly hôn với chị em lập tức gả cho anh. Anh xem, em với chị em đều xinh đẹp, em còn trẻ hơn chị ấy. Anh có cần suy nghĩ một chút không? Khi nói, cả người Tiêu Thắm nhích lại gần anh. Toàn thân Diệp Quân Lâm nổi hết cả da gà. Nhỏ này lá gan cũng to thật. Anh dễ suy nghĩ một chút đi nha. Em xinh đẹp, dáng người lại chuẩn như vậy. Tiêu Thắm để lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Em còn như vậy nữa, tôi sẽ nói cho chị em. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói. Hừ, chả vui chút nào. Tiêu Thắm trở lại chỗ ngồi, gương mặt không tình nguyện. Cuối cùng Diệp Quân Lâm cũng lái xe đến trung tâm Tô Hàng nơi phồn hoa nhất Tô Hàng. Mặc dù không phải là tòa nhà cao ốc bậc nhất Tô Hàng, nhưng lại là trung tâm xa hoa nhất Tô Hàng. Tầng cao nhất có một nhà hàng Sky Revolving, có thể nói là có giá cả trên trời. Các đầu bếp đều là đầu bếp 3 sao của Michelin. Không nói đến mỗi bữa ăn đều lên tới 10 vạn, hơn nữa có tiền mà không đập được. Nói chung là muốn có chỗ ngồi ở đây thì phải đặt cọc 5 vạn trước một tháng. Ghế ngồi trên những trang web chính thức vừa được tung ra chưa tới một phút liền bị cướp hết. Người có tiền cũng không đặt trước được. Ăn cơm tại nhà hàng Sky Revolving của trung tâm Tô Hàng phần lớn đều là minh tinh hạng nhất và các doanh nhân giàu có hàng đầu. Một khi đã đặt thành công, nhà hàng sẽ phái người chuyên biệt mang thẻ cơm tới, đặc biệt tấm thẻ đó còn được mạ vàng. Có thể ăn cơm ở đây, cũng được coi như là một cách để chứng minh thân phận của mình. Anh dễ em đoán anh tới trung tâm Tô Hàng này chắc không đơn giản chỉ là mua dây chuyền hay cái gì đó để làm quà tặng phải không? Anh muốn đặt chỗ ở nhà hàng Sky Revolving của trung tâm Tô Hàng sao? Tiêu Thắm ngước đầu tò mò hỏi. Em vậy mà lại khá thông minh đấy. Diệp Quân Lâm khích lệ nói. Em đã nói anh không phải là loại người tầm thường đó rồi mà, những thứ như dây chuyền đối với em mà nói nó quá tầm thường, không bằng làm cho nó trở nên lãng mạn một chút đi. Tiêu Thắm đắc ý nhìn Diệp Quân Lâm. Thế nhưng cô lại lập tức chuyển chủ đề, thế nhưng anh dễ anh không biết sao. Nhà hàng Sky Revolving của trung tâm Tô Hàng phải đặt trước một tháng đó. Còn phải thanh toán trước 5 vạn tiền cọc nữa. Vẻ mặt Diệp Quân Lâm vô cùng kinh ngạc, cái gì? Còn có loại quy tắc này sao? Sao tôi lại không biết chứ? Diệp Quân Lâm xác thực là không biết, anh chỉ biết là nơi đây rất nổi tiếng mà thôi. Những cái quy củ phức tạp như vậy anh hoàn toàn không biết. Ông chủ của nhà hàng Sky Revolving này là cha của học trưởng em, nên em mới biết rõ như vậy. Học trưởng 3 lần 4 lượt mời em tới đây ăn. Diệp Quân Lâm gật đầu. Ừm, không đúng, anh rẻ, lời mời của anh ta em còn chưa có đồng ý. Em vẫn là một cô gái vô cùng trong sạch nhai. Tiêu Thắm sốt ruột, vội vàng giải thích. Diệp Quân Lâm nhíu mày, em giải thích với tôi chuyện này làm gì? Mau lên xem, tôi mặc kệ nó là cái quy tắc gì. Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm bước vào trung tâm Tô Hàng. Nhà hàng Sky Revolving nằm ở tầng 88. Tới nhà hàng Sky Revolving, có 8 nhân viên nghênh đón ở cửa. Xin mời anh chị đưa ra thẻ cơm. Người phục vụ cho rằng hai người Diệp Quân Lâm hôm nay tới đây là để ăn cơm. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không phải, tôi tới đặt chỗ. Ngày kia cũng chính là ngày mùng 3. Tôi muốn bao chỗ này. Tiêu Thắm bên cạnh si mê nhìn Diệp Quân Lâm. Lão đại quả nhiên là khí phách. Không phải, thưa anh có thể là anh không biết quy định của chúng tôi. Cần phải đặt trước trên trang web trước một tháng.
nếu không thì không còn cách nào khác để tới đây ăn. Người phục vụ kiên nhẫn giải thích. Diệp Quân Lâm đốt một điều thuốc, lời tôi nói cậu nghe không hiểu sao. Ngày kia tôi muốn bao chỗ này. Khụ, khụ, khụ. Diệp Quân Lâm rút điều thuốc chuyên dụng của quân khu ra, khói thuốc rất nồng. Khi anh hút thuốc nó giống như đang hút tẩu thuốc khô, xung quanh nồng nặc hơi khói. Loại thuốc này rất dễ khiến người ta hiểu lầm về giá thành của nó. Hơn nữa quần áo của Diệp Quân Lâm cũng rất đơn giản. Sắc mặt của những nhân viên này liền thay đổi, đây không phải là nơi anh có thể gây chuyện. Hơn nữa anh có biết bao chỗ này một ngày là bao nhiêu tiền không? Chỉ sợ là cả đời này anh cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy. Phải rồi, đi nhanh đi, không có tiền thì đừng có lắc lư ở đây nữa, chúng tôi chỉ phục vụ những vị khách có thân phận cao quý thôi, anh là cái thá gì chứ? Diệp Quân Lâm lại hút một điếu thuốc nữa, thản nhiên hỏi, bao chỗ này của các cậu một ngày bao nhiêu tiền? Được, vậy tôi nói cho anh biết, nghe cho rõ đây, một ngày ít nhất cũng phải 500 vạn. Lấy ra được không? Ha 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 ha. Thấy Diệp Quân Lâm sửng sốt, đám nhân viên đều bật cười. Diệp Quân Lâm hút xong điều thuốc, dập tắt tàn thuốc. Cười cười nói, một ngày tôi kiếm được bao nhiêu tiền chứ, chỉ 500 vạn thôi à. 500 vạn đối với anh mà nói quả thực cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Cái gì, anh vậy mà lại chê ít, ghìa vờ cái gì chứ, hút hộp thuốc lá có 10 đồng tiền, còn giả vờ giả vịt cái gì chứ. Tất cả các nhân viên đều trào phúng. Khi Diệp Quân Lâm định rút ví tiền ra đặt chỗ thì đột nhiên một âm thanh quái gở truyền tới, kẻ nào? Lại dám dương oai ở Tô Hàng, tôi ngược lại muốn xem là thiếu gia nhà nào tới. Âm thanh vang lên, có vài người xuất hiện ở đây. Cầm đầu là một người trẻ tuổi mặc một thân Versace, dưới chân đi đôi giày da được đặt làm thủ công của Italia, trên cổ tay đeo một chiếc Rolex Bleacher Gold. Chỉ là bộ đồ trên người anh ta sợ rằng người bình thường phần đấu cả đời cũng không kiếm được. Khương Kim Diệu, chủ nhân của nhà hàng này. Cũng chính là học trưởng trong miệng Tiêu Thắm. So với Trác Dịch Cơ thì Khương Kim Diệu này mới là phú nhị đại thực sự. Bất kể là ăn mặc hay là khí chất giàu sang. Khương Kim Diệu này rất nổi tiếng trong đám công tử nhà giàu, chơi đùa với vô số phụ nữ, nghe nói gần đây mới quyến rũ được một cô có sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng. Hửm. Tiêu Thắm sao em lại tới đây? Khi thấy Tiêu Thắm đứng sau Diệp Quân Lâm, ánh mắt bỗng trở nên nhiên sáng ngời. Học trưởng một ngày tốt lành. Em tới đặt chỗ. Tiêu Thắm có chút sợ Khương Kim Diệu. Khương Kim Diệu đã từng theo đuổi cô vài lần, và lần nào cũng vô cùng hoành tráng. Nghe vậy, Khương Kim Diệu cho người phục vụ bên cạnh một cái bạt tai bốp. Đây chính là học muội thân thiết nhất của tôi. Em ấy muốn đặt chỗ sao lại không lập tức đi sắp xếp? Khương Kim Diệu tức giận nói. Người phục vụ ủy khuất nói, thiếu gia, không phải là cô ấy đặt chỗ mà là anh ta muốn đặt. Còn muốn bao chỗ này một ngày. Nghe vậy, lúc này Khương Kim Diệu mới nhìn sang Diệp Quân Lâm, ánh mắt đánh giá anh, tò mò hỏi Tiêu Thắm, học muội, chú này là ai? Soi, 52 lúc Diệp Quân Lâm định nói chuyện, Tiêu Thắm thuận thế khoác cánh tay hắn cười nói, Khương học trưởng quên giới thiệu với anh, đây là bạn trai em. Sau khi nói xong Diệp Quân Lâm suýt chút nữa sởn gai ốc toàn thân. Tiêu Thắm lại ôm anh chặt hơn, cả người tựa như gắt gao dính chặt trên người của anh. Hình ảnh ngọt ngào này rơi vào mắt Khương Kim Diêu. Anh ta tựa như muốn nổ. Tiêu Thắm có bạn trai sao? Lại còn là cái tên trông không thể nào mà chịu được nữa chứ. Bạn trai em, Tiêu Thắm em là muốn tránh anh sao? Thế nhưng em cũng không cần tùy tiện tìm bừa một tên ăn mày để làm lá chắn như vậy chứ. Khương Kim Diệu kìm nén cơn tức giận, cười nói. Không có, em làm gì mà phải lừa anh chứ, tối qua bọn em ở chung một phòng, anh nói có phải không? Tiêu Thắm hỏi. Diệp Quân Lâm gật đầu. Tối qua bọn họ xác thực là có ngủ chung trong một căn phòng. Thế nhưng người khác nghe vào lại nghĩ Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm ngủ chung trên một chiếc giường. Tiêu Thắm anh quá thất vọng về em, anh ta có cái gì tốt chứ? Anh ta đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa em. Em cũng thật đáng bị coi thường, lại đi tìm ông chú như vậy để ngủi. Khương Kim Diệu tức đến mê muội đầu óc, tức giận quát. Nghe vậy, trên mặt Diệp Quân Lâm tựa như phủ một tầng sương lạnh. Ban nãy cậu nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Dám vũ nhục em gái của vợ, muốn chết mà.
Biết rõ sự khủng bố của Diệp Quân Lâm, Tiêu Thám lập tức giảng hòa, không sao, không sao mà, đừng quên mục đích của chúng ta đến để đặt chỗ. Khương học trưởng ngày kia bọn em muốn bao chỗ này, anh thấy thế nào? Tiêu Thám nhìn về phía Khương Kim Diệu. Khương Kim Diệu sờ chiếc nhẫn trên tay, cười lạnh nói, không thể. Chỗ này của chúng tôi phải đặt trước một tháng, hơn nữa không có quy định là được bao hết. Diệp Quân Lâm lên tiếng, tôi thêm tiền, gấp đôi, một, vạn. Nghe những lời này, Khương Kim Diệu cười cười, xem ra anh cũng rất có tiền thì phải. Nguy sau đó, Khương Kim Diệu đổi đề tài nói, như vậy đi, sau này, tất cả các nhà hàng của chúng ta sẽ thêm một quy định. Chó và bọn họ không được đi vào. Thiếu gia, ý của cậu là sau này vị khách nào đến chúng ta cũng có thể tiếp đón, thế nhưng chó và hai người này thì không tiếp có phải không? Người nhân viên cố ý hỏi. Không sai, chính là như vậy. Nói trắng ra là ba con chó không thể vào. Khương Kim Diệu cười nói. Trước đây Tiêu Thắm ở trong lòng anh ta rất thánh khiết, thế nhưng hiện tại cũng chỉ là một con chó mẹ mà thôi. Vừa nghe những lời này, Tiêu Thắm nóng nảy lên tiếng, Khương Kim Diệu anh có ý gì? Dùng việc công để báo thù riêng sao? Anh đây là cố ý. Phải, tôi chính là cố ý đấy. Nhà hàng là nhà tôi mở, tôi muốn tiếp đón ai thì tiếp đón người đấy. Không muốn tiếp đón hai con chó thì làm sao? Cô định làm gì tôi nào? Khương Kim Diệu thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt dưới chân Tiêu Thắm. Anh! Tiêu Thắm đương nhiên là không thể làm được gì với Khương Kim Diệu rồi. Bối cảnh của Khương Kim Diệu rất lớn, cô làm sao có thể đả động tới anh ta chứ? Diệp Quân Lâm lãnh khốc nhìn Khương Kim Diệu hỏi, tôi hỏi lại cậu lần cuối, rốt cuộc là tiếp hay không tiếp? Không thể nào, cả đời này cũng sẽ không. Khương Kim Diệu đương nhiên là cự tuyệt. Anh yên lặng lấy điện thoại ra, gọi tới một dãy số, tôi hy vọng trong 10 phút có thể nhìn thấy hợp đồng thu mua nhà hàng Sky Revolving ở trung tâm Tô Hàng. Ha 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 ha. Nghe được những lời này của Diệp Quân Lâm, mọi người ở hiện trường đều cười TH lên. Ngay cả Tiêu Thắm cũng cúi thắp đầu xuống. Cô cũng cảm thấy anh dễ có chút khoa trương. Nhà hàng của Khương gia phân bố rộng rãi khắp Tô Hàng, thế lực lớn mạnh, đám côn đồ như Tam gia, Hùng ca không thể nào sánh được. Trong 10 phút thu mua nhà hàng này là điều không thể nào. Ha ha ha, thực sự là tức cười chết tôi mất, đời này tôi cũng không nghĩ tới lại có người thu mua nhà hàng tốt nhất của chúng tôi, lại còn trong 10 phút. Khương Kim Diệu và đám nhân viên cười đến không khép được miệng. Trong mắt bọn họ Diệp Quân Lâm tựa như một thằng ngốc. Đám phục vụ đó xem thường dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc mà nhìn Diệp Quân Lâm. Khách hàng mà bọn họ tiếp đón mỗi ngày đều là những ông to mặt lớn, thậm chí những ngôi sao hàng đầu bọn họ cũng đã từng tiếp xúc qua. Thế nhưng lại không có ai dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Tiêu Thắm lôi kéo góc áo Diệp Quân Lâm, nhỏ giọng nói, anh dễ chúng ta đi thôi, đặt nhà hàng khác cũng được mà. Không được, tôi nhìn chúng cái nhà hàng này rồi. Nếu như bọn họ đã không tiếp đón tôi, vậy tôi đành mua nó và biến nó thành của mình vậy. Diệp Quân Lâm nói. Ha ha ha, được thôi, chúng ta hãy chờ xem L còn 5 phút nữa. Khương Kim Diệu cố gắng giơ đồng hồ lên liếc nhìn thời gian. Đến phút thứ 8, cửa thang máy mở ra, mấy người đi giày da mặc tây trang đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, cung kính nói, Diệp tiên sinh đây là hợp đồng thu mua. Mời ngài xem cùa. Thấy một màn này, mọi người đều ngơ hết cả người. Tiêu Thắm cũng vô cùng khiếp sợ, cơ thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Lẽ nào anh dễ đã làm được rồi? Thật không thể tin được mà. Khương Kim Diệu thấy một màn trước mắt, cười lạnh nói, bộ dáng khá là nghiêm túc đấy, ngay cả hợp đồng thu mua cũng mang tới rồi. Cha tôi sẽ ký sao? Thật là lực cười mài. Lúc này, điện thoại của Khương Kim Diệu vang lên. Cha, chuyện gì vậy? Đúng rồi ạ. Con đang ở trung tâm Tô Hàng. Khương Kim Diệu không ngờ cha lại gọi tới. Đối mặt với cơn tức giận tựa như khủng bố của Khương Long Sinh, thằng nghịch tử này. Rốt cuộc mày đã đắc tội với ai vậy hả? Nhà hàng Sky Revolving đi toi rồi. Cha, con nào có đắc tội với ai đâu. Thoạt nhìn cũng chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi. Khương Kim Diệu tỏ vẻ không thèm quan tâm nói. Tao nói cho mày biết, đó chính là một vị tai to mặt lớn. Mau chóng quỳ xuống trước mặt người ta xin lỗi đi, nếu không thì cái mạng nhỏ của mày cũng sẽ gặp nguy hiểm, tao không nói đùa với mày đâu,
còn cái nhà hàng Sky Revolving này thì tao đã đem bán đi rồi. Lát nữa về, tao không chặt đứt một chân của mày tao không mang họ Khương. Nghe được cái giọng điệu tựa như phát điên của cha trong điện thoại, sắc mặt của Khương Kim Diệu liền thay đổi. Khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Cuối cùng anh ta cũng ý thức được vấn đề ở đây. Nhà hàng đã bị thu mua trong vòng 10 phút. Anh ta nhìn Diệp Quân Lâm bằng ánh mắt sợ hãi. Bên này, Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm đang lật xem hợp đồng thu mua, thủ tục đầy đủ, và cũng có con dấu chính thức. Thực sự là đã thu mua rồi. Lúc này, từ bên trong nhà hàng có một nhóm người chạy ra. Người cầm đầu là giám đốc Từ Khoa, chạy bước nhỏ tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh, từ giờ trở đi anh chính là ông chủ duy nhất của nhà hàng này. Xin mời vào trong. Mọi nhân viên của nhà hàng đều đồng thời hô lên, mời ông chủ vào trong. Khương Kim Diệu trợn tròn mắt. Khách sạn của nhà mình đã về tay kẻ khác. Lại còn bị thu mua trong 10 phút. Đối mặt với lời mời của Tổng Giám đốc, Diệp Quân Lâm lại vẫy vẫy tay, khoan đã, còn có một việc cần xử lý. Nói xong, ánh mặt Diệp Quân Lâm rơi trên người Khương Kim Diệu. Vừa nãy là cậu sỉ nhục Tiêu Thám, bây giờ quỳ xuống xin lỗi, sau đó liếm sạch bãi nước bọt mà cậu đã nhỏ, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Câu này của Diệp Quân Lâm đã chọc giận Khương Kim Diệu, anh là cái thá gì chứ? Dám kêu tôi xin lỗi. Khương Kim Diệu ở Tô Hàng đã quen thói ngang ngược nên đâu có để Diệp Quân Lâm vào mắt. Diệp Quân Lâm ra tay trong chớp nhoáng, cầm một ngón tay của hắn bẻ về phía sau, Khương Kim Diệu kêu lên từng tiếng thảm thiết. Răng giá. Diệp Quân Lâm hơi dùng sức một chút, ngón tay liền bị bẻ gãy. Mỗi một người ở đây đều bị tiếng xương nứt kia hù dọa một trận. Bịch. Sau đó, Diệp Quân Lâm đã đạp một cái lên đầu gối của Khương Kim Diệu. Răng giá. Lại một tiếng xương răng rắc nữa vang lên. Đầu gối của Khương Kim Diệu tựa như bị nứt ra, quỳ rạp trước mặt Diệp Quân Lâm với Tiêu Thám. Bai Diệp Quân Lâm giẫm lên đầu anh ta. Mạnh mẽ áp cả người anh ta xuống đất, một bên mặt dính trên mặt đất, bên còn lại thì bị Diệp Quân Lâm dẫm lên. Xin lỗi, sau đó liền sạch bãi nước bọt. Giọng nói của Diệp Quân Lâm tàn nhẫn và lạnh lẽo. Lực ở chân cũng tăng lên. Khương Kim Diệu cảm thấy não mình tựa như muốn nổ ra đến nơi rồi, loại cảm giác thống khổ đó cả đời hắn cũng không muốn dính tới nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Khương Kim Diệu nhận lỗi. Tiêu tiểu thư, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn xuống, Khương Kim Diệu không chỉ xin lỗi mà còn liếm sạch bãi nước bọt của mình. Thấy một màn này mọi người đều mắc ói không chịu được. Nhưng cũng vô cùng khiếp sợ. Khương thiếu gia vậy mà lại bị ép đến bước này. Diệp Quân Lâm cũng thật độc á. Trong lòng Tiêu Thắm cũng bị dọa cho một trận. Trong phạm vi tiếp xúc của cô thì Khương Kim Diệu cũng được coi là người có thân phận lớn nhất. Bây giờ không phải cũng bị anh dễ của mình đè xuống đất sao? Anh dễ thật sự là quá lợi hại. Cúa ngầu. Nếu như không phải ngại ở đây có người, Tiêu Thắm thật sự muốn ôm chặt lấy cổ của Diệp Quân Lâm ngay lập tức. Sau khi Khương Kim Diệu bị người ta mang đi, lúc này Diệp Quân Lâm mới bước vào nhà hàng Sky Revolving. Nhân viên không cần thay đổi. Chỉ là bố trí một bữa tiệc vào ngày kia, làm tốt thì tiền lương của mỗi người đều được tăng gấp đôi. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Điều này khiến cho mọi nhân viên kích động không thôi. Sau khi Diệp Quân Lâm đưa ra yêu cầu của mình thì ăn với Tiêu Thám ở đây một bữa rồi mới đi. Anh rẻ, nếu như có một người đàn ông vì em mà bổ trí bữa tiệc sinh nhật như vậy, em nhất định sẽ yêu anh ta chết mát. Tiêu Thám cười nói. Diệp Quân Lâm không quan tâm. Địa điểm sinh nhật cũng đã giải quyết rồi, tiếp theo là chọn quà. Diệp Quân Lâm cười nói. Tiêu Thắm ngây người, hả, còn có quà nữa sao? Đi theo tôi là được rồi. Tiêu Thắm theo Diệp Quân Lâm tới một tòa trung tâm cao ốc khác. Hả, Oriental Garden, anh dễ anh bệnh sao? Tiêu Thắm vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Oriental Garden là tiểu khu tốt nhất nội thành, giá phòng cũng phải từ 7 vạn một mét vuông trở nên. Có hàng nghìn căn hộ ở đây. Đây mới thực sự là nơi tắc đất tắc vàng theo đúng nghĩa. Chính là đây rồi, vào thôi. Người ở trong trung tâm bất động sản này cũng không nhiều lắm, dù sao thì giá cả ở nơi này cũng quá cao. Thấy hai người Diệp Quân Lâm tiến vào, lập tức có nhân viên tư vấn tiến lên. Có điều thấy quần áo Diệp Quân Lâm đang mặc, lại thấy anh còn khá trẻ,
nhân viên tư vấn liền do dự. Suy cho cùng, với những đặc thù của một người mua nhà thực sự thì Diệp Quân Lâm lại không có một điểm thích hợp nào. Xin chào, anh tới thuê phòng sao? Nhân viên tư vấn Trang Hà cười lạnh hỏi Diệp Quân Lâm. Nếu như muốn thuê phòng thì anh chỉ tới nhầm chỗ rồi. Đây chính là trung tâm bán nhà Oriental Garden, cho dù là tới thuê nhà thì hai người có thể trả được 1 vạn một tháng không, thanh niên trẻ tuổi không có khả năng để thuê đâu, mời đi cho. Trương Hà nhịn không được thúc giục. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng tôi tới là để mua nhà. Cái gì, tới mua nhà? Trương Hà hoài nghi mình nghe nhầm, đánh giá từ trên xuống dưới Diệp Quân Lâm. Ngoại trừ bên người có một em gái xinh đẹp ra thì nhìn thế nào trông cũng không giống là tới mua nhà. Trương Hà nghiêm túc hỏi, xin hỏi anh có biết giá nhà ở Oriental Garden không? Thấp nhất là 7 vạn một mét vuông trở nên. Nhưng hiện tại còn hơn 10 căn mà giá mỗi căn rẻ nhất cũng là 8 vạn 5 một mét vuông, căn hộ lớn ở trên cao là 10 vạn một mét vuông. Chọn bừa một căn cũng đã 2-3 ngàn vạn rồi. Xin hỏi hai người lấy cái gì để mua nhà? Trương Hà diễu cợt nhìn Diệp Quân Lâm. Cô khinh thường ai vậy chứ? Mắt chó mà cũng muốn khinh thường người khác sao? Tính cách Tiêu Thắm mạnh mẽ, lúc này liền tức giận lên tiếng. Trương Hà cũng tức giận quát lên, nhìn các người nghèo như vậy. Mà còn muốn mua nhà vài ngàn vạn. Sau khi ầm ĩ một trận liền thu hút sự chú ý của những người khác. Rất nhiều người xúm lại xem. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ chuyên nghiệp màu đen, một đôi vớ màu đen mỏng bao lấy đôi chân thon dài, vô cùng mê hoặc. Vóc người nóng bỏng, bộ ngực quả thực là vô cùng sống động. Hơn nữa khuôn mặt lại rất đẹp, những người đàn ông ở đây đều nhìn trộm cô. Nhìn bảng tên trên ngực cô liền biết cô là tổng giám đốc của Oriental Garden Trần Tĩnh Huyên. Trương Hà chuyện gì vậy? Sau khi Trần Tĩnh Huyên đi tới, Hiếu Kỳ hỏi. Trần Tổng, bọn họ không có khả năng mua nhà, lại còn ở đây quấy rồi. Trương Hà hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Ừ, Diệp Quân Lâm là anh sao? Thấy Diệp Quân Lâm Trần Tĩnh Huyên vô cùng kinh ngạc. Hửm, là cô sao? Diệp Quân Lâm cũng nhận ra Trần Tĩnh Huyên. Trần Tĩnh Huyên chính là bạn học cấp 3 của anh, cô là hoa hậu của lớp, khi đó có vô số người theo đuổi, mọi người đều coi cô như là nữ thần. Trần Tĩnh Huyên đã từng theo đuổi Diệp Quân Lâm, có điều đã bị Diệp Quân Lâm từ chối. Sau này, cô đã thi vào một trường cao đẳng chuyên nghiệp. Về sau cũng chưa từng liên lạc với Diệp Quân Lâm. Có điều tin tức về Diệp Quân Lâm cô vẫn luôn cập nhật. Đặc biệt là sau khi nghe tin Diệp Quân Lâm đi tù. Cô thấy mình rất may mắn vì năm đó đã tỏ tình thất bại, nếu không thì cô đã bị mất hết thể diện rồi. Hiện tại đối mặt với Diệp Quân Lâm cô thấy rất phức tạp. Thế nhưng cô lại cảm thấy kích động nhiều hơn. Cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Cô muốn cho Diệp Quân Lâm thấy được thật nhiều sự ưu tú của mình. Muốn cho Diệp Quân Lâm phải hối hận. Ra tù khi nào vậy? Trần Tĩnh Huyên hỏi. Diệp Quân Lâm trả lời, nửa tháng trước. Ai? Đã từng là một doanh nhân mới nổi trong giới kinh doanh của thành phố Tô Hàng, vinh quang một thời, thế nhưng thật đáng tiếc, sau này lại phải ngồi tù, nếu không bây giờ cậu cũng đã trở thành một trong 10 người giàu có nhất Tô Hàng rồi nhỉ. Cậu trước đây thực sự là rất xuất sắc, tôi còn ngu ngốc mà đi tỏ tình với cậu nữa, chỉ là đã bị cậu từ chối. Tôi nói nếu như bây giờ tôi tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ? Ha ha ha! Trần Tĩnh Huyên cảm thán nói. Cái gì cơ? Giám đốc Trần bây giờ chị rất ưu tú đó nha, không chỉ là giám đốc của Oriental Garden mà còn là quán quân tiêu thụ. Một năm kiếm được vài tỷ, có nhà, có xe sang, lại còn rất xinh đẹp, chị chính là nữ thần, anh ta có chỗ nào xứng với chị chứ? Chắc anh ta đã hối hận muốn chết rồi, vì khi đó đã từ chối lời tỏ tình của chị. Bây giờ anh ta vừa mới ra tù, chắc chỉ mong sao có thể tiếp cận được chị. Bây giờ mà so sánh anh ta với chị. Chỉ có thể nói là một ở trên trời một ở dưới đất mà thôi. Anh ta căn bản là không xứng với chị. Máy cô bán hàng này tinh danh, cái gì chưa từng thấy qua. Nghe Trần Tĩnh Huyên nói như vậy, lập tức hiểu ra Trần Tĩnh Huyên muốn Diệp Quân Lâm hối hận. Cho nên bọn họ lập tức phối hợp. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua bảng tên trước ngực Trần Tĩnh Huyên, quả nhiên là giám đốc. Có thể lăn lộn được đến vị trí này ở Oriental Garden. Nói đúng ra thì Trần Tĩnh Huyên quả thực là rất tài giỏi. Trần Tĩnh Huyên cười cười nói, loại bằng cấp này ra ngoài chỉ có thể bán đi,
bây giờ cũng chỉ kiếm được một chút thành tích nho nhỏ. Giờ đây mỗi tháng cũng chỉ miễn cưỡng kiếm được vài trăm vạn. Đương nhiên là không thể sánh được với anh trước kia, thế nhưng so với anh bây giờ thì tôi. Lời còn dư lại, Trần Tĩnh Huyên không nói ra. Ý tứ rất đơn giản chính là anh bây giờ còn không xứng để xách dép cho tôi. Thấy được bộ dáng bắt lực bây giờ của Diệp Quân Lâm, trong thâm tâm Trần Tĩnh Huyên vô cùng thoải mái. Đã từng là sinh viên xuất sắc nhất mà bây giờ lại biến thành như vậy. Ý trời mà! Diệp Quân Lâm cười cười, cô có thể làm được. Trần Tĩnh Huyên nghĩ đến cái gì đó không nhịn được nói, phải rồi, mùng 7 này lớp chúng ta tụ tập, anh có đến không? Có điều anh ngàn vạn lần đừng có tự ti, biết đâu khi tới tham gia, sẽ có bạn học nào đó tốt bụng giúp đỡ một phen, điều đó cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, đây cũng là một cơ hội anh đừng bỏ qua. Họp lớp, tôi sẽ tham gia. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Như vậy đúng là quá tốt rồi. Biểu tình trên mặt Trần Tĩnh Huyên vô cùng vui vẻ. Thế nhưng trên thực tế thì lại vô cùng thất vọng về Diệp Quân Lâm. Theo cô thấy thì việc Diệp Quân Lâm tới tham gia buổi họp lớp là vì muốn đi tâng bốc những bạn học khác. Trần Tĩnh Huyên cười cười, phải rồi, anh muốn mua ngôi nhà nào? Có điều cho dù có giảm giá cho anh thì một căn nhà cũng lên tới 2-3 ngàn vạn rồi. Cái này khẳng định là anh không mua nổi, anh có thể mua căn nhà 100-200 mét vuông ngược lại có thể mua được. Thế nhưng thành phố Tô Hàng làm gì có ngôi nhà nào 100-200 mét vuông chứ? Anh tới chính là trung tâm thành phố đấy. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm Trần Tĩnh Huyên nói, ngại quá, tôi chính là muốn mua nhà ở đây. Ha ha ha, đám Trương Hà cười ra tiếng. Anh muốn giả bộ đến cùng sao? Trần Tĩnh Huyên cũng cười, bạn học cũ à, mua nhà ở chỗ chúng tôi phải trả toàn bộ tiền, vay thế chấp thì khá ít. Hơn nữa cho dù có thế chấp thì ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Nhìn bộ dáng của anh thì cùng lắm chắc cũng chỉ thế chấp được 100 vạn, số tiền này căn bản là không thể. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, tôi thanh toán toàn bộ. Thanh toán toàn bộ, anh xác định. Trần Tĩnh Huyên giật mình. Cái tên này là đang giữ mặt mũi trước mặt cô sao, ngay cả những lời như vậy mà cũng nói ra được. Trần Tĩnh Huyên cũng tức giận. Cô ngược lại muốn xem Diệp Quân Lâm có mua nổi nhà hay không. Cô muốn thấy Diệp Quân Lâm bẽ mặt. Cô đã nghĩ xong rồi, tối nay cô sẽ nói cho các bạn học cấp 3 về chuyện bẽ mặt của anh ta ngày hôm nay. Câu tiếp theo sẽ khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc. Chỉ nghe thấy Diệp Quân Lâm nhàn nhạt nói, chọn một căn hộ đất tiền nhát ở đây của các cô đi. Diệp Quân Lâm vừa nói ra những lời này, hiện trường liền không một tiếng động. Đám người Trần Tĩnh Huyên trợn tròn mắt nhìn anh. Anh nói cái gì cơ? Căn hộ đắt nhất, anh xác định. Trần Tĩnh Huyên trầm giọng hỏi. Tiêu Thắm nghe mà không nhịn được, cả giận nói, tai bị điếc à? Là căn hộ đắt nhất. Lúc này Trần Tĩnh Huyên mới phản ứng lại. Hừ, căn hộ đắt nhất, tôi ngược lại muốn xem anh lấy cái gì để mua. Được, hai người đi theo tôi. Trần Tĩnh Huyên dẫn mấy người tới bàn mô hình mẫu, chỉ vào một căn rồi nói. Đây chính là căn hộ giá cao nhất của Oriental Garden, căn hộ lớn rộng 500 mét vuông. Còn được tặng thêm một tầng hầm để xe và một tầng hầm cắt đồ nội thất. Giá 5.000 vạn. Sao vậy? Sau khi Trần Tĩnh Huyên giới thiệu tỉ mỉ xong liền nhìn Diệp Quân Lâm. Bọn Trương Hà cười nhạo nhìn Diệp Quân Lâm. Anh lại cứ khư khư chọn căn hộ 5.000 vạn. Lần này xem anh mua kiểu gì? Diệp Quân Lâm gật đầu hài lòng, tôi cho rằng nó cũng không tồi. Em cũng thấy rất được. Tiêu Thắm cũng gật đầu. Trần Tĩnh Huyên nở nụ cười. Diệp Quân Lâm anh thật biết cách giả vờ. Căn hộ 5.000 vạn đương nhiên là tốt rồi, cái này còn phải nói sao? Vấn đề là anh có thể mua được sao? Hôm nay Trần Tĩnh Huyên thật sự muốn gây khó dễ cho Diệp Quân Lâm, muốn ép anh tới bước đường cùng. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút chứ. Đây chính là căn nhà đã được hoàn thành, chỉ cần trực tiếp vào ở thôi. Trần Tĩnh Huyên cười nói. Cô chắc chắn sẽ không để Diệp Quân Lâm rời đi. Cô đâu có ngờ được một màn sau đó. Chỉ thấy Diệp Quân Lâm lấy ra một cái thẻ ngân hàng, không cần xem nữa, trực tiếp quẹt thẻ. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái gì? Sửng sốt một phút đồng hồ, Trương Hà là người phản ứng đầu tiên. Trực tiếp quẹt thẻ, anh xác định. Trong giọng nói của Trần Tĩnh Huyên mang theo chút run. Diệp Quân Lâm đưa thẻ tới. Nhanh lên, tôi còn có việc. Khoảnh khắc Trần Tĩnh Huyên nhận thẻ liền bị dọa cho choáng váng.
bởi vì tấm thẻ cô nhận được này lại là thẻ đen. Được mệnh danh là thẻ không có giới hạn. Ôm tâm tình thấp thỏm, Trần Tĩnh Huyên bắt đầu quẹt thẻ. Sau khi Diệp Quân Lâm nhập mật khẩu, vậy mà lại là thanh toán thành công. Một lần duy nhất trả 5.000 vạn. Anh ta sử dụng 5.000 vạn để mua nhà. Vẻ mặt của mỗi người đều không thể tin được. Cho dù với năng lực hiện tại của Trần Tĩnh Huyên thì ít nhất cũng phải hơn 10 năm mới có thể kiếm được số tiền lớn như thế. Thế nhưng 5.000 vạn này lại bị Diệp Quân Lâm quẹt một cách nhẹ nhàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Cô biết với tình hình của Lý Tử Nhiễm bây giờ thì hoàn toàn không có khả năng. Vậy thì chỉ có thể là Diệp Quân Lâm mà thôi. Anh ta vẫn mạnh mẽ như trước. Nói không chừng anh ta đã ra tù lâu rồi và đã phát triển trở lại. Cô không biết giới hạn trong thẻ đen của Diệp Quân Lâm là bao nhiêu, thế nhưng kinh nghiệm của cô nói cho cô biết rằng, vài tỷ chắc cũng không phải là vấn đề. Diệp Quân Lâm của hôm nay tuyệt đối không hề thua kém anh ta của 6 năm chứa. C. Lúc này đây, Diệp Quân Lâm tựa như đang phát sáng. Trần Tĩnh Huyên hồi hận. Nếu như ban nãy mình không nói những lời như vậy, nói không chừng mình còn có thể ở bên Diệp Quân Lâm. Dù sao bây giờ cô cũng có lòng tin rằng cô có ưu thế hơn so với Lý Tử Nhiễm. Rất nhanh hợp đồng mua phòng đã được in xong. Khi ký tên, Diệp Quân Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, căn nhà này vẫn đang trong thời gian chờ đợi, biệt thự đã bắt đầu tu sửa. Như vậy đi, ký tên Imo. Diệp Quân Lâm nhìn Tiêu Thắm. Tiêu Thắm cũng ngây ngắn cả người. Trong lúc bàng hoàng, Tiêu Thắm đã ký tên lên hợp đồng, căn hộ này coi như là Diệp Quân Lâm mua cho cô. Trần Tĩnh Huyên và đám Trương Hà tựa như phát điên lên. Tùy tiện bỏ ra 5.000 vạn vậy mà lại là mua cho em vợ. Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền chứ? Lúc này đây tất cả những ông to bà lớn ở Oriental Garden đều vô cùng kinh hãi. Lần này, tiền thưởng mà Trần Tĩnh Huyên nhận được là 150 vạn. Đây chính là hóa đơn tiêu thụ lớn nhất của cô. Thế nhưng trong thâm tâm cô lại vô cùng đau khổ. Rất có thể là đã sai vài tỷ hay vài chục tỷ. Các ông chủ lớn như Thôi Cảnh Minh đều chủ động đưa ra danh thiếp, Diệp tiên sinh chúng ta kết bạn. Kết bạn thì thôi đi, đuổi cô ta. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Trương Hà. Anh muốn cho cái người luôn coi thường người khác này một bài học. Trương Hà khóc ròng lên quỳ rạp trên mặt đất, thế nhưng kết quả vẫn là không cứu vãn được. Sau cùng, Diệp Quân Lâm được 7-8 người đưa ra cửa. Diệp Quân Lâm xoay người nhìn Trần Tĩnh Huyên mỉm cười, yên tâm đi, buổi họp lớp nhất định tôi sẽ tới, được. Tâm tình của Trần Tĩnh Huyên lập tức rơi xuống đáy cốc. Cô tựa như đã để bay mất vài tỷ. Tiêu Thắm sùng bái nhìn Diệp Quân Lâm, em đây là có nhà rồi. Bây giờ thì là tôi và chị em ở. Diệp Quân Lâm sủa lại một câu. Vậy em cũng có thể tới ở mà. Tiêu Thắm thậm chí còn tính dọn ra khỏi ký túc xá. Như vậy thì mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh dễ rồi. Rất nhanh liền tới mùng 3, là sinh nhật của Lý Tử Nhiễm. Vào ngày này tất cả mọi người đều tạm dừng công việc để chúc mừng sinh nhật Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm còn chưa kịp nói chuyện mình đã đặt xong chỗ ở nhà hàng Sky Revolving của trung tâm Tô Hàng thì Triệu Nhã Lan liền nói, Tử Nhiễm à, bữa tiệc sinh nhật hôm nay của con có người sắp xếp rồi, lát nữa nhất định là sẽ có bất ngờ lớn cho con. Lý Văn Uyên cũng cười nói, không sai, địa điểm đặt ở khách sạn Grand Kempinski. Thấy bộ dáng thần thần bí bí của cha mẹ, Lý Tử Nhiễm không khỏi nói, Grand Kempinski. Chỗ đó quá đắt, một bữa cơm cũng lên tới vài vạn. Sinh nhật con cứ bình thường thôi là được rồi. Lý Văn Uyên cưới nói, Tử Nhiễm à, đây cũng không phải là chúng ta đặt, là người khác đặt. Còn là những món ăn sang trọng nhất ở Grand Kempinski, một bàn cũng hơn 10 vạn. Nghe những lời này, Lý Tử Nhiễm theo bản năng nhìn Diệp Quân Lâm. Triệu Nhã Lan lạnh giọng nói, yên tâm đi, không phải nó. Dù nó có muốn chúc mừng sinh nhật con thì cũng chẳng có cái năng lực này. Tiêu Thắm định nói chuyện về nhà hàng Sky Revolving gạch dưới nhưng lại bị Diệp Quân Lâm kéo lại. Chẳng bao lâu, có một chiếc xe Mercedes-Benz dừng ở cửa nhà Lý Tử Nhiễm. Ngôn Tình Sủng, một người đàn ông mặc tây trang trắng từ trên xe bước xuống. Trên tay cầm một bó hoa tươi đi về phía nhà Lý Tử Nhiễm. Sau khi cửa xe mở ra Lý Tử Nhiễm liền nhận ra người này. Bạch Thu Sinh con trai của bạn học cũ Lý Văn Uyên, nghe nói là đã đi Pháp. Cô chú ngày càng trẻ ra.
Từ Pháp quay về cháu cũng không mang cái gì, chỉ có ít rượu ngoại và mỹ phẩm, cũng không được phải phép cho lắm. Bạch Thu Sinh lễ phép chào hỏi. Đồng thời đưa cho Lý Văn Uyên vài chai rượu với ít thuốc lá xa xỉ, đưa cho Triệu Nhã Lan bộ đồ mỹ phẩm cao cấp. Điều này khiến cho Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên vô cùng vui vẻ. Đây đều là những sản phẩm xa xỉ của nước ngoài. Có bao nhiêu mát mặt chứ? Lại nhìn con rể nhà mình, chẳng được cái tác dụng gì cả. Chả được cái lợi ích gì hết. Tử Nhiễm em vẫn xinh đẹp như vậy. Bạch Thu Sinh muốn tặng cho Lý Tử Nhiễm một cái hôn gặp mặt, Lý Tử Nhiễm theo bản năng lùi lại về phía sau. Diệp Quân Lâm chắn trước mặt anh ta. Xin lỗi, nghi lễ này không thịnh hành ở trong nước. Bạch Thu Sinh không để ý đến Diệp Quân Lâm, nhìn Lý Tử Nhiễm cười nói, Tử Nhiễm sinh nhật vui vẻ. Có điều vẫn còn một bất ngờ nữa vào tối nay, bảo đảm em sẽ thích. Lý Tử Nhiễm gật đầu, hả, cảm ơn. Bạch Thu Sinh lại nhìn về phía hai người Lý Văn Uyên cười nói, cô chú, tối nay cha mẹ cháu cũng sẽ tới tham gia bữa tiệc sinh nhật này. Hả, thật sao, như vậy thì tốt quá rồi. Hai người Lý Văn Uyên nghe vậy liền kích động một trận. Từ sau khi nhà bọn họ suy sụp, những bạn học cũ trước đây kỳ thực cũng rất ít liên lạc. Đặc biệt là cha mẹ của Bạch Thu Sinh, họ đều là những người đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống tổ chức của các cơ quan nhà nước. Chẳng hạn như cha của Bạch Thu Sinh là Bạch Chính Văn là một cán bộ của Cục Công Thương, hậu thuẫn phía sau vô cùng vững chắc. Mẹ của Bạch Thu Sinh, Khổng Nguyệt Hoa bà là cán bộ cấp phòng của Cục Giáo dục. Có bối cảnh như vậy, Bạch Thu Sinh đã trở thành tiêu điểm từ khi còn nhỏ, sau khi học xong đại học ở nước ngoài, liền làm việc tại Pháp. Trong mắt của nhiều người thì Bạch Thu Sinh chính là một cậu con rể vô cùng đáng xem trọng. Con gái của nhà nào mà gả cho Bạch Thu Sinh chắc sướng chết mắt. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không phải là không nghĩ tới. Chỉ là sau này, ông bạn học cũ Bạch Chính Văn này không hề liên hệ lạc với bọn họ dù chỉ một lần, chứ đừng có nói đến việc dựa vào mối quan hệ. Không nghĩ tới tối nay vậy là lại tới tham gia sinh nhật của Lý Tử Nhiễm. Đây là một cơ hội tốt. Phải cải thiện thật tốt mối quan hệ với Bạch Chính Văn và Khổng Nguyệt Hoa. Bây giờ Bạch Thu Sinh cảm thấy xương cốt của mình đã trở nên cứng hon. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đều nhìn nhau, ý tưởng của hai người đều giống nhau. Có điều có tên phá đám Diệp Quân Lâm ở đây thì điều đó là không thể nào. Hy vọng Lý Tử Nhiễm có thể hiểu. Dù sao thì bọn họ cũng nhìn ra được, Bạch Thu Sinh đặc biệt chạy qua chúc mừng sinh nhật Lý Tử Nhiễm chính là đã nhìn chúng con bé rồi. Sau đó, Bạch Thu Sinh cùng với vợ chồng Lý Văn Uyên nói chuyện phiếm với nhau. Ba người Diệp Quân Lâm vẫn ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào. Công ty của cháu cũng chỉ mới thành lập ở Pháp, tương lai cũng khá là ổn. Bạch Thu Sinh nói về những trải nghiệm của mình tại Pháp. Lý Văn Uyên cười cười, Thu Sinh à, cho dù cháu không có làm gì thì cháu cũng có thể dựa vào cha mẹ cháu. Không bao lâu sau, một chiếc Volkswagen Passat đi tới. Gia đình Lý Văn Uyên đích thân ra đón. Một nam một nữ bước xuống, họ chính là cha mẹ của Bạch Thu Sinh. Bạch Chính Văn mặc một bộ chính trang, hai tay chắp ở phía sau, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trên người lộ ra khí thế uy nghiêm, tràn đầy dáng vẻ của một cán bộ. Khổng Nguyệt Hoa lại giản dị hơn một chút, có điều trên người cũng mang theo một loại khí chất mạnh mẽ và sắc bén, khí chất đó được tu luyện từ trong các hệ thống tổ chức mà ra. Chính Văn, chị dâu hai người tới rồi. Hai người Lý Văn Uyên nhiệt tình chào hỏi. Vẻ mặt Bạch Chính Văn không thay đổi gật gật đầu. Trung tâm Tô Hàng Bạch Chính Văn nhìn Lý Tử Nhiễm nói, dự án công viên sinh thái Thành Tây, tôi đã nghe lão Ngô của Cục Xây dựng thành phố nói rồi, thật sự rất tuyệt vời, cố gắng nhé. Cảm ơn chú Bạch. Lý Tử Nhiễm gật gật đầu. Khổng Nguyệt Hoa lại không quá nghiêm túc, cười nói, khả năng của Tử Nhiễm nằm ở chỗ đó. Triệu Nhã Lan nhân cơ hội nói, tôi cũng hy vọng anh trai và chị dâu có thể giúp. Bạch Chính Văn rất có quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Bạch Chính Văn liếc nhìn Diệp Quân Lâm, và lạnh lùng nói, chúng tôi có thể giúp đỡ, nhưng lại có vẻ như chẳng ra đâu vào đâu. Truyền ra ngoài thì người ta đánh giá thế nào chứ? Mọi người không ai là không hiểu ẩn ý, Bạch Chính Văn đang ám thị rằng Lý Tử Nhiễm là con dâu. Khổng Nguyệt Hoa cười nói thêm, có điều... Gia phong của chúng tôi từ trước đến nay rất nghiêm khắc, không được làm lung tung, mọi thứ đều phải rõ ràng. Ý của Khổng Nguyệt Hoa là Lý Tử Nhiễm có thể gả cho con trai mình,
nhưng phải cắt đứt với Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên lập tức nói, hiểu hiểu, nếu không đã chẳng nuôi dạy được thế hệ sau xuất chúng như thu sinh. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta tới thẳng khách sạn đi. Bạch Thu Sinh mỉm cười. Vâng, đi thôi. Bạch Chính Văn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, vô cùng kiêu căng. Khoan đãi. Lúc này, giọng của Diệp Quân Lâm đột nhiên vang lên. Sao vậy, có chuyện gì sao? Mọi người cùng nhau nhìn anh. Diệp Quân Lâm nói với Lý Tử Nhiễm, Tử Nhiễm, thật ra anh đã đặt tiệc sinh nhật ở nhà hàng, để anh đưa em tới đó. Nghe xong, Triệu Nhã Lan sốt ruột nói, hừ, cậu đặt tiệc sinh nhật thì sao? Thu Sinh đã sắp xếp xong hết ở khách sạn Grand Kempinski rồi. Một bàn hơn 10 vạn tệ, cậu đặt cái gì chứ? Bạch Thu Sinh nho nhã cười nói, chỗ anh Diệp đặt có thể không đi. Bàn tôi đặt tối nay nếu mà không tới, sẽ tổn thất mất mười mấy vạn, tổn thất của anh tôi đền cho, vài nghìn tệ là đủ chứ gì. Bạch Chính Văn nghiêm nghị liếc mắt nhìn, có vẻ không hài lòng với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mỉm cười, tổn thất của tôi lớn hơn của anh. Ồ, anh đặt ở đâu vậy? Tôi đặt gói VIP 888 của khách sạn Grand Kempinski, tiêu chuẩn tối thiểu là 12 vạn tệ. Bạch Thu Sinh rất tò mò. Những người khác cũng nhìn Diệp Quân Lâm. Tôi đã đặt nhà hàng Sky Revolving ở trung tâm Tô Hàng. Diệp Quân Lâm nói. Cái gì, nơi đó sao, phải đặt trước một tháng, chưa nói còn phải đặt cọc, còn rất khó để đặt được. Bạch Thu Sinh ngây người. Hừ, tôi cũng đã nghe nói qua, tới nơi đó ăn uống hầu hết là những người giàu có và những minh tinh bậc nhất. Một bữa ăn có thể có giá hàng trăm nghìn, và hàng trăm nghìn là chuyện thường. Bạch Chính Văn nói. Bạch Thu Sinh bất định hỏi, anh thật sự đặt bàn ở đó? Không phải một bàn, tôi đã bao toàn bộ nhà hàng. Diệp Quân Lâm nhẹ nói. Ha ha. Nhưng ngay khi dứt lời, mọi người đều bật cười. Ngay cả Bạch Chính Văn vốn nghiêm túc cũng bật cười, có điều đầy vẻ chế nhạo. Anh nói cái gì, tôi nghe không rõ, anh bao toàn bộ nhà hàng. Anh có biết bao hết chỗ ấy cần những gì không? Bỏ qua chuyện thân phận không nói tới, riêng số tiền một ngày cũng có thể lên tới vài trăm vạn. Anh đang đùa tôi đấy à? Bạch Thu Sinh cười thành tiếng. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên vẻ mặt lạnh lùng, mỗi khi có nhiều người, Diệp Quân Lâm đều mắt mặt thế này. Thật là quá đáng ghét. Anh cho rằng thế này sẽ rất có thể diệt, nhưng trong mắt người khác, anh chẳng qua cũng chỉ là một tên hề. Lần này đến cả Lý Tử Nhiễm cũng không tin anh. Cô biết nhà hàng Sky Revolving đó. Muốn bao được nhà hàng đó ít nhất phải có thân phận như Diệp Nhất Long. Diệp Quân Lâm dựa vào đâu chứ? Không thể nào. Hơn nữa, Diệp Quân Lâm lấy đâu ra cả vài trăm vạn chứ? Bạch Chính Văn cười nói, không phải cậu ta đã đặt chỗ ở nhà hàng Sky Revolving sao? Vậy thì chúng ta tới đó xem sao. Dù sao thì vẫn còn kịp thời gian, đến lúc đó không được, chúng ta lại tới Grand Kempinski, dù sao cũng ở gần đó. Được. Chúng ta đi xem nhà hàng mà anh Diệp bao chọn một ngày xem thế nào. Bạch Thu Sinh và Khổng Nguyệt Hoa nóng lòng muốn đi xem trò cười của Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan bất lực, cũng chỉ đành đi theo. Dù sao tâm trạng Lý Tử Nhiễm vẫn đang rối tung lên. Nếu kết quả hôm nay không viên mãn, chắc chắn cô phải nói Diệp Quân Lâm một trận. Lão Lý, chúng ta đi xe của chúng ta đi, để cho thanh niên bọn chúng đi một xe. Bạch Chính Văn muốn tạo cơ hội cho con trai mình. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm và Tiêu Thắm đã lên chiếc Mercedes-Benz G của Bạch Thu Sinh. Người có thân phận như anh Diệp, ngồi xe tôi thành ra hạ mình mắt. Anh bắt taxi đi. Bạch Thu Sinh cười với Diệp Quân Lâm. Này, lái xe của em đi. Lý Tử Nhiễm đưa cho Diệp Quân Lâm chìa khóa xe của mình. Ba chiếc xe lần lượt tới trung tâm Tô Hàng. Lý Tử Nhiễm không biết chuyện gì đang xảy ra. Bắt đầu thấp thỏm không yên, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Tiêu Thắm đang run rẩy. Cô thực sự rất mong chờ Diệp Quân Lâm có thể mang tới cho cô bất ngờ. Nhưng một mặt, cô sợ hiện thực tàn khốc sẽ ập đến với mình. Lúc này, Bạch Thu Sinh đột ngột dừng lại, hỏi Diệp Quân Lâm, đúng rồi, tôi biết sau khi đặt chỗ thành công ở nhà hàng Sky Revolving, nhà hàng sẽ gửi một thẻ ăn mạ vàng. Cầm thẻ ăn đó mới có thể dùng bữa. Bạch Chính Văn gật đầu. Tôi cũng đã nghe qua chuyện này rồi. Nhà hàng còn sử dụng xe Rolls-Royce để đưa thẻ ăn, và lại thẻ ăn đều được mạ vàng, được coi như đồ lưu niệm, được những người nổi tiếng,
giàu có siêu tầm, cũng là một loại biểu tượng cho bản thân. Bạch Thu Sinh nhìn Diệp Quân Lâm cười hỏi, anh Diệp, thẻ ăn của anh đâu? Anh có thể cho chúng tôi xem được không? Bạch Chính Văn cũng nói thêm vào, đúng vậy, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt với, chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ. Lý Tử Nhiễm càng lúc càng lo lắng. Vì cô vừa nhìn thấy bộ dạng của Diệp Quân Lâm, cô liền biết ngay là anh không có thẻ ăn này. Chỗ này cần phải đặt trước một tháng, Diệp Quân Lâm mới ra tù chưa đầy nửa tháng, làm sao có thời gian mà đặt trước. Điều này hoàn toàn không thể. Đến cả Tiêu Thắm cũng chết lặng. Vì đúng là không có thẻ ăn mà. Giọng điệu bất mãn của Lý Văn Uyên vang lên, rốt cục là có không? Nếu có thì lấy ra. Diệp Quân Lâm hào phóng nói, tôi không có thẻ ăn. Tôi bao luôn rồi, không giống với đặt trước. Ha ha, không có thì nói là không có, nói hay thế làm gì? Bạch Thu Sinh nhìn Diệp Quân Lâm như nhìn một kẻ ngốc. Bạch Chính Văn lắc đầu bất lực. Thằng nhóc này kém hơn con ruột của mình quá nhiều. Hay đó là hắc mã lớn nhất trong giới kinh doanh Tô Hàng 6 năm trước? Là nó. Chính Văn, chị dâu khiến mọi người chê cười rồi, nó trước giờ vẫn vậy, cái tật nói khoác mãi không đổi được. Lý Văn Uyên nói. Khổng Nguyệt Hoa cười xòa nói, đi thôi, chúng ta đi Grand Camping School. Khoan đã. Tiêu Thắm ngăn mọi người lại, lên tiếng đề nghị, tuy không có thẻ ăn, nhưng không có thẻ ăn có gọi món được hay không, chúng ta cứ vào rồi sẽ biết. Bạch Chính Văn chế nhạo, được rồi, chúng ta vào nhà hàng xem sale. Mọi người lên thang máy tham quan, lên thẳng tầng 88. Tỉnh lúc thang máy lên tới nơi, Lý Tử Nhiễm càng lo lắng hơn. Bùm bùm. Nhưng ngay sau đó, pháo hoa phun ra, những mảnh giấy đủ màu sắc rơi trên đầu mọi người. Chúc mừng sinh nhật. Bài hát chúc mừng sinh nhật đã vang lên. Hóa ra đó là một ban nhạc chuyên nghiệp, đang hát và chơi nhạc mừng sinh nhật. Lý Tử Nhiễm ngả hoắng đầu nhìn, thấy xung quanh nhà hàng có treo những tấm ảnh rất lớn của mình. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm của cô và Diệp Quân Lâm. Sảnh tiệc còn sang trọng hơn với đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng ấm áp chói mắt, các loại lãng hoa được bày biện. Ở trung tâm nhà hàng còn có một xe bánh xem lớn, bên trên có một chiếc bánh kem rất lớn. Nhà hàng Sky Revolving trung tâm Tô Hàng chúc Lý Tử Nhiễm tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Cô là người duy nhất tổ chức tiệc sinh nhật trong nhà hàng Sky Revolving. Đây là món quà kỷ niệm được chúng tôi đặc biệt làm ra. Đại diện nhà hàng lên tặng quà. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đã bật khóc. Cảm động. Cảm động nhất thì cũng như vậy là cùng. Tiểu Thắm thấy vậy rất hâm mộ. Về phần Bạch Thu Sinh và những người khác, họ hoàn toàn chết lặng. Đi, Tử Nhiễm, chúng ta đi lên phía trước. Diệp Quân Lâm nắm tay Lý Tử Nhiễm đi đến trước xe bánh ở trung tâm. Trong lúc Lý Tử Nhiễm đang bối rối, Diệp Quân Lâm bất ngờ búng tay. Vu! Bỗng một tiếng hú vang lên. Bùm! Ngay sau đó, pháo hoa nổ ngoài cửa sổ. Víu! Những chùm pháo hoa bay lên trời, vừa nổ tung ngay bên ngoài nhà hàng Sky Revolving. Từng chùm pháo hoa đỉnh cao, hiệu quả tốt, kéo dài lâu và phạm vi còn rất rộng. Cuối cùng, còn xếp thành 4 chữ chúc mừng sinh nhật lúc này, khắp thành phố Tô Hàng đều nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Làm kinh ngạc cả toàn bộ Tô Hàng. Lý Tử Nhiễm hiểu rằng tất cả những thứ trước mắt đêm nay đều là dành cho cô. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm nắm lấy tay Lý Tử Nhiễm, Tử Nhiễm anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Em sẽ theo anh cả đời. Lý Tử Nhiễm ôm chặt lấy Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy cảnh này, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đều có chút cảm động. Đứa nhóc Diệp Quân Lâm này thực sự đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật độc nhất vô nhị cho Lý Tử Nhiễm. Ấp về phần ba người Bạch Thu Sinh, sắc mặt tái nhọt. Bạch Thu Sinh đương nhiên đã chuẩn bị xong xuôi ở Grand Kempinski. Nhưng so với sự sắp xếp của Diệp Quân Lâm, đúng là còn kém xa. Bạch Chính Văn tối sầm mặt lại, nóng lòng muốn lập tức rời đi. Bữa tiệc sinh nhật cứ diễn ra như vậy. Bạch Thu Sinh vẫn luôn ngơ người. Bắt đầu điều tra chuyện này là thế nào. Anh ta không tin rằng Diệp Quân Lâm có thể bao cả nhà hàng. Bạch gia rất có địa vị, nên việc tra tìm cái gì đó là chuyện nhỏ. Khoảng vài phút sau, Bạch Thu Sinh đột nhiên cười lớn, ha ha, hóa ra chủ của nhà hàng này là tiền bối của em Tiêu Thám. Lại vẫn đang theo đuổi Tiêu Thám, bây giờ tôi đã làm sao mà anh Diệp lại có thể bao được nhà hàng này. Hóa ra là nhờ Tiêu Thám à.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thắm, ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng nhìn sang. Tiêu Thắm gật đầu, đúng, nhà hàng này quả nhiên là của gia đình tiền bối, nhưng bây giờ... Tiêu Thắm nói đến giữa chừng thì bị ngắt lời. Em gái Tiêu Thắm, chúng tôi đều hiểu rồi. Nhưng cũng có thể thấy anh Diệp rất có tâm, bữa tiệc sinh nhật được sắp đặt rất tốt đấy. Bạch Thu Sinh bề ngoài nói điều này, nhưng thực ra anh ta đang chế giễu Diệp Quân Lâm. Bọn họ sẽ cho tất cả công lao là của Tiêu Thắm. Nhờ Tiêu Thắm, Diệp Quân Lâm mới có thể tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Nhưng Lý Tử Nhiễm đã nắm lấy tay Diệp Quân Lâm, mỉm cười, dù là có chuyện gì, em cũng rất cảm động. Đối với Diệp Quân Lâm mà nói, như vậy là đủ rồi. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, miễn là Lý Tử Nhiễm cảm động là được. Sau khi Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan biết rằng tất cả là nhờ Tiêu Thắm, định kiến của họ với Diệp Quân Lâm lại càng lớn. Cái thứ chỉ biết dở trò. Cuối cùng, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Vợ chồng Lý Văn Uyên bắt đầu tặng quà món sinh nhật của mình. Tiêu Thắm cũng tặng quà. Vợ chồng Bạch Chính cũng tặng quà. Bạch Thu Sinh nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm và hỏi, chắc chắn món quà sinh nhật mà anh Diệp tặng cho Lý Tử Nhiễm cũng rất giá trị đúng không? Anh ta cố tình muốn làm cho Diệp Quân Lâm xấu hổ. Đúng vậy, cậu chuẩn bị quà gì cho Tử Nhiễm? Triệu Nhã Lan không nhịn được mà hỏi. Diệp Quân Lâm cười, tôi không mang quà theo bên người, quan trọng là tôi cũng không mang tới được. Anh Diệp, anh cứ nói là không có quà không phải được rồi sao? Vừa nói, Bạch Thu Sinh lấy ra một hộp quà tinh xảo đưa cho Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, đây là món quà dành cho em. Là chiếc vòng cổ Cartier, cùng loại với của công chúa Hoàng gia Anh. Anh đã tốn rất nhiều công sức mới mua được nó. Triệu Nhã Lan nhìn chiếc vòng cổ sáng chói mắt, không nhịn được mà hỏi, Thu Sinh, cái này đắt lắm đúng không? Cô à, cũng bình thường thôi, chỉ hơn 80 vạn. Bạch Thu Sinh tỏ vẻ không có gì to tát. Cái gì, hơn 80 vạn, trời ơi! Triệu Nhã Lan và mấy người khác đều cảm thấy rất kinh ngạc. Anh Thu Sinh, em xin nhận tấm lòng của anh, món quà đắt quá, nên em sẽ không nhận. Lý Tử Nhiễm nhất định không nhận. Tuy nhiên, Bạch Chính Văn và mấy người khác nhìn sang một cách nghiêm túc. Tấm lòng của người ta, sao lại không nhận được chứ? Triệu Nhã Lan ngay lập tức nhận thay Lý Tử Nhiễm. Bạch Thu Sinh bắt đầu nhìn Diệp Quân Lâm, anh Diệp, bữa tiệc tối nay rất tuyệt. Nhưng cuối cùng công lao cũng là của Tiểu Thắm. Về phần anh, thật ra chuẩn bị trước một món quà, không cần quá đắt, một sợi dây chuyền là được mà. Khổng Nguyệt Hốt cười nói, sinh nhật Tử Nhiễm thật sự không thể không tặng quà, huống chỉ là thân phận đặc biệt của cậu. Hay! Lý Văn Uyên xấu hổ cúi đầu xuống. Triệu Nhã Lan thấy Diệp Quân Lâm càng thêm chướng mắt hơn. Được rồi, mọi người đừng quá để ý chuyện này. Chúng cháu đã là vợ chồng lâu năm rồi. Để ý nhiều vậy làm gì chứ? Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm lên tiếng giải vây. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đi dạo một mình. Tiệc sinh nhật là tiệc sinh nhật, anh cũng có chuẩn bị quà rồi. Diệp Quân Lâm bỗng nói. Cái gì? Lý Tử Nhiễm cảm thấy rất ngạc nhiên. Diệp Quân Lâm lấy ra một chùm chìa khóa, thẻ nhà gì đó. Đã đến lúc có nhà riêng của mình rồi, không cần sống chung với cha mẹ nữa. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Cái gì, Oriental Garden? Khi Lý Tử Nhiễm nhìn thấy thông tin trên thẻ nhà, cô đã choáng váng. Vì Lý Tử Nhiễm biết rõ Oriental Garden ghê gớm như thế nào. Ngay cả Lý Thiên Hạo cũng không dám nói tùy ý mà mua được một căn nhà ở đó. Đi thôi, cùng anh đi xem. Diệp Quân Lâm đưa Lý Tử Nhiễm đến Oriental Garden. Trời ơi, anh đã làm gì thế này? Lý Tử Nhiễm sắp phát điên rồi. Đừng lo lắng, chỉ là thuê thôi, cùng lắm là em trả tiền thuê nhà hàng tháng. Diệp Quân Lâm cười cười nói đùa. Không ngờ, Lý Tử Nhiễm lại tin là thật, theo như cô nghĩ, Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ không thể mua nổi nhà ở đây. Chắc chắn là thuê nhà rồi. Nhưng điều này cũng khiến cô rất cảm động. Tiền thuê để em trải. Lý Tử Nhiễm vội nói. Đêm đó, Lý Tử Nhiễm ngủ rất ngon, đến nằm mơ cũng nở nụ cười. Trong đại viện Lý gia, mọi người nghe được tin về Lý Tử Nhiễm đều rất tức giận. Lý Tử Nhiễm này đã tổ chức sinh nhật ở nhà hàng Sky Revolving ở trung tâm Tô Hàng, còn bao cả nhà hàng, thế là làm quá rồi. Nếu ông nội không giúp họ, họ còn chẳng bước được tới của.
Lý Mộng Nguyệt tức giận nói. Lý Văn Phi và Lý Văn Hải cũng tức giận, lão Tam đúng thật không ra gì. Cha, nếu như trước đây chúng ta không giúp nó, nhà bọn họ đã phải đi ăn xin ngoài đường. Bây giờ nhận được một dự án mà quên luôn tổ tiên rồi sao? Lý Thiên Hạo vẻ mặt cũng ảm đạm, lạnh lùng nói, không ngờ bọn họ lại quay lưng với chúng ta. Trước đây lão Tam và Tử Nhiễm rất nghe lời ông. Tất cả là do Diệp Quân Lâm giở trò. Mọi người không nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Diệp Quân Lâm xuất hiện sao? Lý Mộng Nguyệt nói. Vẻ độc ác thoáng qua trên mặt Trương Tùng, hừ, dự án này bọn họ không muốn tiến hành bình thường. Lý Thiên Hạo nhìn Trương Tùng tò mò hỏi, A Tùng, cháu có cách gì hay sao? Thì một tia sát khí khát máu lóe lên trong mắt Trương Tùng, dự án này chúng ta không làm được, Lý Tử Nhiễm cũng đừng hòng làm. Ông nội, ông yên tâm, cháu có quen một đại ca trong giới, để ông ta ra mặt, hờ hờ. Lý Thiên Hạo hỏi, đại ca này là ai hai? Người trong giới gọi ông ta là Lão Cửu. Trương Tùng lạnh lùng nói. Thì ra là Lão Cửu, đây chính là kẻ tàn nhẫn chém hơn trăm người bằng rìu trong truyền thuyết. Trong giới không phải có một câu như thế này sao? Nam Tiểu Đỗ Bắc Lão Cửu, thập tam thái bảo bắt khả chiến bại. Lão Cửu ngồi tù 3 năm, mới ra tù năm ngoái. Còn ở cùng nhà tù với Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo và những người khác rõ ràng đã nghe từng nghe danh Lão Cửu. Được. Tùng cháu đi mời Lão Cửu đi, ta bỏ tiền. Lý Thiên Hạo cũng đã chuẩn bị trả đũa rồi. Lý Tử Nhiễm và Diệp Lâm Quân đương nhiên không biết âm mưu của Lý gia. Công viên sinh thái thành Tây đã bắt đầu mở rộng, đích thân Lý Tử Nhiễm đảm nhận việc giám sát công trường. Do đủ kinh phí nên đội thi công được mời đều là những người giỏi nhất. Hiệu quả và tốc độ rất cao, nhiều tòa nhà đang dần được xây lên. Lý Tử Nhiễm đến thăm công trường vào đêm hôm đó. Nhưng thấy một đống hỗn độn, như thể đã xảy ra chuyện rồi. Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên đã chạy vội đến hiện trường vụ việc. Nhưng tới nơi lại thấy có hai nhóm người, một nhóm là công nhân của họ, nhóm còn lại không rõ là ai nhưng người nào người nấy trông hung hăng, có nhiều người còn cởi trần, xăm trổ. Ai cũng cầm hung khí trên tay như thanh sắt, dao, ép đội thi công phải lùi dần về sau. Đi sau những tên côn đồ này là đám đông dân làng. Có chuyện gì vậy? Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên chạy đến nơi hỏi. Lý Tổng, họ tự xưng là cư dân cũ của khu đất này, họ tới đây gây chuyện vì việc tiền đền bù. Không chỉ phá bỏ các công trình mà chúng tôi đã xây dựng, họ còn đánh người nữa. Đội trưởng đội xây dựng khóc nói. Đáng sợ quá, toàn là người xã hội cải. Cư dân địa phương đâu có như thế này. Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên nhìn sang. Quả nhiên. Đám người kia ai ai cũng như người đã đi tù về, khác với những tên lưu manh bình thường, trên người họ có sát khí. Như thể họ thực sự dám giết người. Tôi là chủ đầu tư của dự án này. Mọi người có việc gì cứ việc nói lại với tôi. Lý Tử Nhiễm không hề sợ hãi nhìn mọi người. Người đàn ông cầm đầu, nước da màu đồng thiếc, cơ bắp cuồn cuộn muốn nhô ra khỏi cái áo ba lỗ đang mặc, trên mặt, trên vai, trên cả người hắn chỉ chít những vết sẹo ghê người. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra đó là vết chém. Người đàn ông chỉ để lộ ra toàn thân toàn vết sẹo cũng đã dọa được nhiều người. Gã cũng rất nổi tiếng, là tay chân số một dưới trướng Lão Cửu, biệt danh là Tiểu Đao. Lăm lăm trong tay hai con dao ngắn, ông ta nhìn Lý Tử Nhiễm cười nhạo, bà chủ. Tiền đền bù không đúng, mua nài bán ép, lừa người dân trong thôn chúng tôi. Đúng, đền tiền, đền tiền. Hoặc là đến tiền, hoặc là chúng tôi sẽ phá nát chỗ này. Dưới sự lãnh đạo của những người này, rất đông dân làng phía sau đã nhao nhao hò hét. Lý Tử Nhiễm nhìn họ chằm chằm, nghiêm túc nói, xin lỗi, chúng tôi có đầy thủ tục pháp lý để triển khai ở đây. Nếu mọi người cho rằng tiền đến bù là không đúng, không phải tìm chúng tôi, mà nên liên hệ với những đơn vị như văn phòng giải phóng mặt bằng. Tiểu Đao chế nhạo nói, chúng tôi không quan tâm mấy chuyện này. Chúng tôi đều là người quê mùa, giờ các người xây dựng trên đất của chúng tôi. Các người phải đến bù tiền giải phóng mặt bằng. Nếu không chúng tôi sẽ phá hết chỗ này, các người xây bao nhiêu, chúng tôi sẽ phá bấy nhiêu. Đúng, đền tiền. Mọi người lại nhao nhao gào lên. Lý Tử Nhiễm cũng hiểu được rằng, những người này đến đây để gây rồi. Những người phía trước đều là côn đồ, những người dân phía sau đều là bị ép. Được rồi. Tiền đền bù mọi người muốn bao nhiêu? Lý Tử Nhiễm hỏi.
chúng tôi tính rồi, đền bù thêm 100 triệu nữa là được. Tiểu Đao lạnh lùng nói. Không được, một xu cũng đừng hòng. Lý Văn Uyên lập tức nói. Mắt Tiểu Đao khẽ lóe lên vẻ lạnh lùng, được, phá sạch hết cho tao. Tiểu Đao vừa ra lệnh, hàng chục tên côn đồ và hơn 100 dân làng đã bắt đầu động thủ. Công nhân muốn ngăn cản, bọn chúng cầm hung khí suýt nữa dí vào cỗ, tao xem ai dám cản tao sẽ giết nó. Tất cả mọi người phía Lý Tử Nhiễm chỉ có thể đứng nhìn, bọn chúng phá bỏ hoàn toàn công trường, thậm chí là những ngôi nhà tạm cho công nhân nghỉ ngơi cũng phá sạch. Sau khi phá hết, Tiểu Đao mới cười tỏ vẻ hài lòng. Lý Tử Nhiễm, để tôi nói cho cô biết, chỉ cần một ngày không đền tiền cho chúng tôi, ngày nào chúng tôi cũng tới, các cô xây bao nhiêu chúng tôi dỡ bấy nhiêu. Tiểu Đao thậm chí còn nhìn các công nhân và đe dọa, nếu có ai trong số các người dám gọi cảnh sát, thì xem chúng tôi sẽ xử lý như thế nào. Tiểu Đao dẫn tất cả mọi người rời đi. Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên sắp khóc rồi. Sau khi đến một nơi vắng vẻ, Tiểu Đao nhìn những người trong thôn, lạnh lùng nói, mau về đi, chuyện này không ai được nói ra ngoài. Nếu ai dám nói ra, nhà các người ở đâu tôi đều biết, hậu quả tự hiểu lấy. Biết rồi, chúng tôi chắc chắn không dám. Dân làng bỏ đi ngay lập tức. Tiểu Đao bấm một dãy số, cười nói, cửu gia việc xong rồi. Một tiếng cười giễu cợt vang lên từ đầu dây bên kia, 10 triệu của Lý gia cũng dễ kiếm quá nhỉ. Phá tí chút đồ thôi mà đã lấy được rồi. Chắc chắn rồi, cửu gia tối mai tôi lại tới đó một chuyến. Tiểu Đao phấn khích đến nỗi cười thành tiếng. Ở phía bên kia, trong một hội quán. Trên lô ghế, có rất nhiều người đang ngồi. Trong số đó có Tam gia. Nhưng trong bữa tiệc tối nay, Tam gia chỉ là nhân vật tầm trung. Chủ bữa tiệc là bác lão cửu danh tiếng lẫy lừng. Một ông chủ lớn như lão cửu có địa vị cao hơn hẳn lão Tam một bậc. Có người nhỏ giọng hỏi, cửu gia sao vậy? Có chuyện gì buồn phiền sao? Nếu cần đến anh em thì cứ nói một câu. Lão cửu mặc bộ đồ đường trang màu đen, miễn cưỡng cười, nói, không có gì, Lý gia cho không tôi 10 triệu tệ, để tôi tới chỗ triển khai dự án công viên sinh thái thành Tây Phá, tôi còn tưởng sẽ bị chống trả quyết liệt lắm cơ. Nhẹ nhàng quá, như là cho không tôi tiền vậy. Nghe xong lời này, Tam gia không nhịn được mà hỏi, Tam gia, chủ dự án đó có phải tên là Lý Tử Nhiễm không? Đúng rồi, là một người tên Lý Tử Nhiễm. Sao vậy? Nghe câu trả lời của cửu gia, đầu Tam gia ong lên. Lão cửu lần này đúng là phạm phải sai lầm lớn rồi. Anh ta cảnh báo cửu gia, nói, cửu gia à, chỗ anh em với nhau tôi khuyên anh một câu, đừng nhúng tay vào chuyện này. Lão cửu lộ vẻ kinh ngạc, hả? Sao vậy? Có chuyện gì sao? Người phụ nữ này không đắc tội được. Cửu ca, chúng ta đừng nhúng tay vào nữa. Tam gia nói. Lão cửu giễu cợt, hờ hờ, còn cái gì tôi không dám đắc tội. Tôi lại muốn xem người phụ nữ nào tôi không động được vào. Tam gia lắm bẩm nói, cửu ca, người phụ nữ này rất đặc biệt, nói sao nhỉ? Đã động tới cô ta thì chỉ có nước chết, ngay cả cửu ca anh cũng không ngoại lệ. Hồng Tam, mày là cái quái gì mà dám nói với cửu ca như thế? Đúng vậy, là cái quái gì chứ? Tam gia nói xong câu này, lão cửu cũng tức giận, được rồi, nói cho tôi biết lai lịch của cô ta thế nào. Có ai đứng sau lưng cô ta? Đứng sau cô ta là... Thôi bỏ đi, cửu ca anh hãy nghe lời anh em khuyên đi, đừng xen vào. Tam gia suy nghĩ một hồi vẫn không nói, thân phận của người đó coi như là bí mật. Nếu ông ta nói ra thì chết thế nào còn không biết. Hừ, Hồng Tam cậu đang xem thường lão cửu tôi sao? Được rồi, cút khỏi đây. Lão cửu gầm lên giận dữ. Anh sẽ hối hận vì không chịu nghe lời khuyên của tôi. Tam gia gào lên. Kết quả là bị một mấy người ném ra ngoài. Ở nơi khác, Lý Tử Nhiễm đau lòng trở về Oriental Garden. Nếu còn cứ thế này, dự án không thể tiến hành, cô thậm chí còn không trả nổi tiền thuê nhà ở đây. Sao vậy, có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Tử Nhiễm kể lại chuyện vừa xảy ra với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm sau khi nghe xong liền hỏi, có chắc là mai bọn chúng lại tới không? Chắc. Em không biết ai đứng sau những chuyện này, nhưng mục đích của họ là ngăn cản dự án của em tiến hành. Được rồi, cứ giao cho anh. Tối mai anh sẽ đến công trường. Sau khi Lý Tử Nhiễm ngủ say, Diệp Quân Lâm ra ban công. Anh gọi vào một số điện thoại,
Thanh Long, tối mai tôi cần một nhóm người. Tướng quân, ngài nên liên lạc với Kỳ Lân. Dưới trướng Kỳ Lân có rất nhiều người. Rất nhanh, Kỳ Lân đã chủ động liên lạc với Diệp Quân Lâm. Việc này tướng quân tìm thuộc hạ là đúng rồi. Gần đây thuộc hạ theo ngài tới Tô Hàng không có việc gì làm. Thuộc hạ đã huấn luyện một đội dự bị đặc nhiệm ở Tô Hàng. Qua công tác huấn luyện của thuộc hạ, bọn họ không khác gì đặc nhiệm. Tổng cộng có 200 người. Được, đêm mai cậu mang theo này đội quân tới đây, có nhiệm vụ tác chiến. Diệp Quân Lâm vẻ mặt ảm đạm. Đã rõ thưa tướng quân, vừa hay đội này còn thiếu chút thực chiến, tốt rồi. Có thể nghe ra, Kỳ Lân thiếu tướng ở đầu dây bên kia đang rất hào hứng. Năm vị tướng dưới quyền chỉ huy của Diệp Quân Lâm đều là quân hàm thiếu tướng, nhưng trên thực tế mỗi người lại có những trọng trách khác nhau. Thanh Long thiếu tướng là chỉ huy chiến dịch sắp xếp mọi mặt, còn Kỳ Lân thiếu tướng lại là một giáo quan chuyên đào tạo lực lượng đặc biệt. Trong nửa tháng qua, Kỳ Lân thiếu tướng đã huấn luyện một nhóm lính đặc nhiệm ở Tô Hàng. Trong hơn 10 người chỉ chọn lấy 200 người. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm theo lời Diệp Quân Lâm và thi công bình thường. Cảnh này đương nhiên bị mọi người nhìn thấy, truyền đến tai Lão Cửu. Lão Cửu rất tức giận nói, cái gì? Còn dám tiếp tục thi công? Đấy rõ ràng là không coi Lão Cửu tao ra gì. Tiểu Đao đêm nay mang thêm người nữa đi, ra đòn mạnh hơn, dã mấy người của nó một trận, chỉ cần không chết người là được. Khóe mắt Tiểu Đao lóe lên một tia độc ác, mỉm cười gật đầu. Đến khi trời tối, Diệp Lâm Quân nói với Lý Tử Nhiễm di chuyển công nhân rời khỏi đây. Anh và Kỳ Lân thiếu tướng ở lại công trường. Hút thuốc lá hết điều này đến điều khác. Chờ Lão Cửu tới. Không lâu sau, một đám người đông nghìn nghịt kéo tới phía đối diện. Tiểu Đao lần này đem theo cả trăm tên côn đồ, tên nào cũng giỏi khoản đánh đấm. Lần này, bọn chúng thậm chí còn không mang theo dân làng. Không cần. Ái chà, thì ra bọn này sợ chết. Không có ai hết. Tiểu Đao chế nhạo. Đao ca một khi ra mặt thì làm gì có ai mà không sợ chứ. Những người khác vội vàng tâng bóp. Nếu đã không có ai, vậy thì phá nát chỗ này cho tao. Tiểu Đao vừa ra lệnh, đang lúc định phá chỗ này. Diệp Lâm Quân và Kỳ Lân thiếu tướng từ trong bóng tối bước ra. A ha, còn có người sao, hai chúng mày đều làm ở công trường này. Tiểu Đao nhìn Diệp Lâm Quân giễu cợt. Ừ, đúng, tối nay chúng tôi bảo vệ công trường. Diệp Lâm Quân hút một điều thuốc. Tiểu Đao nhìn một lượt, không nhịn được bật cười, nhìn dáng người với cách ăn mặc của mày, hình như đã từng là quân nhân. Đúng, vậy Lý Tử Nhiễm cũng coi thường chúng ta quá rồi nhỉ. Hai người lính đã từng phục vụ trong quân đội lại muốn chặn nhiều người chúng ta như vậy. Còn nữa chúng mày dùng cả bộ đàm để dọa ai đấy? Tiểu Đao nhìn Diệp Lâm Quân một cách khinh thường. Mỗi người trong cả trăm người của hắn cũng đã không kém gì một người quân nhân đã xuất ngũ. Được, cho hai thằng kia thành tàn tật luôn đi, đừng để nó chết là được. Tiểu Đao còn chẳng thèm tự mình làm luôn. Khi đám côn đồ chuẩn bị lao vào, Kỳ Lân nhắc bộ đàm lên. Nói. Hành động bắt đầu. Viun một phát pháo hiệu được bắn lên trời. Bùm. Pháo hiệu nổ tung trên không trung, đám người Tiểu Đao sợ hãi, thất thần nhìn chằm chằm trên không trung, không biết phải làm thế nào. Chủ yếu là chưa từng gặp qua cảnh này. Khoảnh khắc tiếp theo. Xung quanh truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Tiểu Đao nhất thời có chút hoảng hốt. Khi một người lính đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện trước mặt hắn, não của bọn chúng đều trống rỗng. Bùm, cạch, cạch, Tiểu Đao chưa kịp phản ứng, một chiến sĩ đặc công đã trực tiếp đánh hắn ta, hai cổ tay bị bẻ gãy, con dao trên tay rơi xuống đất. Bùm, 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 tuy băng nhóm giết người không ghê tay này ghê gớm, nhưng trước mặt những người lính đặc nhiệm này cũng không cách nào chống trả. Còn chưa kịp giơ vũ khí lên, khớp cổ tay đã bị bẻ gãy, người còn nằm sống xoài trên đất. Trong nháy mắt. Mấy trăm người Tiểu Đao mang theo đều nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Một người lính mặc quân phục tiến đến trước mặt Kỳ Lân, chào rồi báo cáo thiếu tướng. Lực lượng dự bị giặc nhiệm Kỳ Lân đã khống chế toàn bộ kẻ thù. Kỳ Lân thiếu tướng liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, mỉm cười, 59 giây, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Đám người Tiểu Đao nằm trên đất nghe thấy lời này, tên nào cũng trợn trừng mắt, há hốc miệng kinh ngạc. Cái gì, lực lượng đặc nhiệm? Thiếu tướng, chúng ta mắc sai lầm lớn rồi. Chúng ta chỉ là mấy tên côn đồ quèn thôi,
có cần tới đặc nhiệm không? Ra đầu tiểu đao tê đi, suýt ngắt. Bọn chúng trong giới là những kẻ đánh tới đâu thắng tới đó, đâu ngờ lại gặp phải lực lượng đặc nhiệm chứ. Thậm chí còn nhìn thấy cả đám tia hồng ngoại đang nhắm vào họ, ai cũng hiểu nó là thứ gì. Đội quân bắn tỉa ra đây đi. Kỳ Lân hạ lệnh. Từng đội bắn tỉa xuất hiện. Tiểu đao thực sự sắp ói ra máu. Có cả những tay súng bắn tỉa. Hỏi danh tính của bọn chúng. Diệp Lâm Quân đang phì phèo hút một điều thuốc. Nhìn Diệp Quân Lâm, tiểu đao càng cảm thấy khó tin. Người đứng cạnh là một thiếu tướng mà còn phải kính cẩn với cậu ta, thân phận của cậu ta phải thế nào chứ? Kỳ Lân túm lấy cổ tiểu đao, nhắc bổng hắn ta lên, lơ lửng giữa không trung. Tôi nói hết, là lão cửu sai chúng tôi tới đây. Tiểu đao hoảng sợ đến mức tè ra quần, khai hết tất cả. Bảo lão cửu trong vòng nửa giờ tới gặp tôi, đừng để tôi phải tìm ông ta. Nụ cười của Kỳ Lân kỳ lạ nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Được, tôi sẽ gọi điện ngay. Tiểu đao sợ đến mức tè cả ra rồi. Ngay lúc này, lão cửu đang rượu chè be bét trong một quán bar. Thế nào rồi, việc đã giải quyết xong rồi hả? Vừa nãy Lý gia còn hỏi đã xong chuyện chưa? Sau khi nhận điện thoại của tiểu đao, lão cửu nhẹ giọng hỏi. Cửu ca không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Kết quả cuộc điện thoại ấy lại truyền tới giọng nói hoảng sợ của tiểu đao. Có chuyện sao? Cửu ca, anh mau tới đi, chúng em bị bắt lại rồi. Tiểu đao còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã cúp máy. Nghe thấy tình huống này, lão cửu lập tức gào lên, tập hợp tất cả các anh em đi lại theo tao. Nửa giờ sau, từng chiếc xe tải xuất hiện trên công trường. Dưới sự lãnh đạo của lão cửu, hàng trăm tên côn đồ xông vào. Họ nhìn thấy tiểu đao và những người khác nằm sóng xoài trên đất, trước mặt là Diệp Quân Lâm và Kỳ Lân đang đứng. Thần thánh phương nào, có dám xưng tên không? Lão cửu lạnh lùng hỏi. Mặc dù nhận thấy điều gì đó bất thường, nhưng ở cái vùng Tô Hàng này ông ta có sợ ai đâu chứ? Lão cửu phải không, là ai sai ông làm chuyện này? Diệp Quân Lâm hỏi. Mày là cái thứ gì mà cũng dám hỏi tao? Lão cửu khinh thường nói. Cạch cạch. Nhưng hắn có điên cũng không thể ngờ tới việc xảy ra sau đó. Kỳ Lân lấy ra một khẩu súng lục, chĩa vào trán ông ta. Súng đã lên đạn. Ngơ người. Tất cả đều lú cả người. Ngay cả lão cửu cũng run lẫy bẩy. Chưa từng có ai dám cầm súng chĩa vào ông ta. Lão cửu giơ hai tay lên, hai chân run rẩy, có gì từ từ nói. Mẫu súng này của cậu rất đặc biệt, chắc là dùng trong quân đội phải không? Lão cửu là một tay lõi đời. Nhìn ra cả Diệp Quân Lâm và Kỳ Lân đều có khí thế quyết đoán trong quân ngũ. Đặc biệt là mẫu súng trong tay Kỳ Lân, lão cửu vô tình từng nhìn thấy, loại súng lục này được trang bị cho lực lượng đặc biệt. Kỳ Lân không nói gì, nhưng chiếc áo gió đang khoác trên người đột nhiên tuột xuống, lộ ra bộ thường phục đang mặc. Cầu vai một sao. Thiếu tướng. Là một thiếu tướng. Bùm. Lão cửu như bị sét đánh, suýt nổ tung đầu. Những chuyện như thế này mà ông ta cũng gặp phải. Kinh hoàng hơn nữa là những tia hồng ngoại quét qua quét lại trên mặt bọn chúng. Một nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập tâm trí tất cả. Pằng, pằng, pằng. Ngay sau đó, tất cả đèn pha trên công trường đều được bật sáng, chiếu sáng nơi này như ban ngày. Mọi người đều hiểu tia hồng ngoại đó là gì, đó là những khẩu súng đang chĩa vào họ. Bọn chúng thậm chí còn nhìn thấy có những tay súng bắn tỉa đang nhắm vào chúng ở phía xa. Những người lính này được trang bị đầy đủ vũ khí, trên vai còn có mấy quả lựu đạn. Cửu ca mau quỳ xuống, đây là bộ đội đặc nhiệm. Tiểu đao ôm cỗ hét lên. Bụp, bụp, bụp. Lão cửu và những người khác lần lượt quỳ xuống. Toàn bộ vũ khí cầm trên tay cũng ném xuống mặt đất. Lúc này, lão cửu mới nhớ ra những gì Tam gia đã nói với mình vào đêm hôm trước. Hóa ra đúng là ông ta không động vào được. Mấu chốt là thân phận của họ, Tam gia không cách nào nói với họ được. Tôi sai rồi, tôi khai hết, là Trương Tùng con rể Lý gia liên hệ với tôi. Đây là tin nhắn và lịch sử giao dịch. Lão cửu lăn lộn trong giang hồ đã lâu, kinh nghiệm dày dặn, vội vàng nói hết chuyện về Lý gia. Kỳ Lân đưa điện thoại cho Diệp Quân Lâm. Sau khi đọc nội dung, mặt Diệp Quân Lâm sầm lại. Lý gia tìm đường chết sao? Thiếu tướng chúng tôi chỉ là bị người ta lừa thôi,
xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Lão cửu xém chút nữa tè ra quần, quỳ trên đất dập đầu lại. Nghe nói các người phá bỏ rất nhiều tòa nhà ở đây, phá bao nhiêu thì phải sửa lại bấy nhiêu. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả sẽ đến công trường làm việc. Ngoài ra, sẽ phải trả phí tổn thất tinh thần, 5.000 vạn tệ. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, đồng ý hết, cho chúng tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Lão cửu nào còn lý nào để từ chối. Sống sót được đã là may mắn lớn nhất rồi. Kỳ Lân thiếu tướng nhặt con dao của lão cửu lên, tiện tay bẻ một cái, một con dao bầu đã biến thành phế liệu. Lúc này đám người lão cửu tiểu đao còn kinh hãi hơn. Chưa nói đến thân phận, với sức mạnh ấy, cậu ta một mình đánh lại cả 100-200 người bọn họ cũng không thành vấn đề, khỏi đợi đến ngày mai. Đêm nay bắt đầu làm luôn đi, hy vọng sáng mai tôi sẽ thấy được hiệu quả. Còn hệ thống thoát nước thải vẫn chưa hoàn thành, các người phụ trách việc đó. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Phù, bọn họ ai mà không hiểu hệ thống thoát nước thải là gì chứ? Điều này đồng nghĩa với việc họ phải đi dọn phân. Nhưng lão cửu nào dám cãi lại. Xin hỏi mối quan hệ giữa thủ trưởng và Lý Tử Nhiễm tiểu thư. Lão cửu sợ hãi hỏi. Ồ, cô ấy là vợ tôi. Diệp Quân Lâm trả lời. Xịt, mọi người hít vào một hơi. Hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Sau khi Diệp Quân Lâm và những người khác rời đi, rất nhanh sau đó Trương Tùng đã gọi điện. Cửu gia thế nào rồi? Tôi còn đợi để thanh toán nốt đây. Nghe đến đó, lão cửu như sắp nổ tung. Trương Tùng, tao xử chết bà mày, mà hại anh em của tao què quặt, suýt chút nữa hại chết tao, ông đây muốn giết chết mày. Mày đợi đấy, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Lão cửu gác máy. Trương Tống bị dọa chết khiếp. Lý Thiên Hạo hỏi, làm sao vậy? Lão cửu nói anh em của ông ta đã bị đánh què quặt, ông ta thì suýt chết, còn nói không tha cho chúng ta. Trương Tùng bất lực nói. Cả Lý gia nghe vậy, suýt chút nữa bị dọa cho tè ra quần. Chắc chắn là do Diệp Quân Lâm làm, cậu ta làm như vậy là hại chúng ta rồi. Cái nhà này đúng là độc ác, ông nghĩ sớm muộn gì cũng phải rơi vào tay bọn họ. Đây không phải là thành tâm hại chúng ta sao? Lý Thiên Hạo giận dữ đập bàn dữ dội. Giờ nên làm gì? Lý Văn Phi lo lắng hỏi. Còn có thể làm gì khác nữa? Để cho cả nhà họ đi xin lỗi. Lý Thiên Hạo tức giận nói. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên và các công nhân chết lặng khi đến công trường. Vì công trường đang hoạt động nhộn nhịp, nhiều tòa nhà bị phá bỏ hôm đó đều đã được xây dựng lại. Điều đáng sợ hơn là những công nhân đang chuyển gạch đều là những người đàn ông cởi trần xăm trổ. Những người này không phải những người hôm kia tới phá sao? Lý Tử Nhiễm nhận ra rằng những người chuyển gạch đều là bọn côn đồ đến gây rối ngày hôm đó. Không thể tin được. Những tên côn đồ này không thể làm việc kỹ thuật, nhưng những việc như chuyển gạch lại vô cùng thành thục. Chuyện gì thế này? Mấy người Lý Tử Nhiễm đều đang tự hỏi. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc bộ đường trang chạy tới, phía sau có một đám đàn em. Khiến mấy người Lý Tử Nhiễm sợ hãi. Ý gì đây? Lý Văn Uyên mang cả dùi cui ra. Lý Tử Nhiễm cũng lo sợ đối phương gây sự. Thế nhưng lão cửu lại cười ha hả nói, chào Lý Tử Nhiễm tiểu thư, Lý Văn Uyên tiên sinh, người ta thường gọi tôi là lão cửu. Hai hôm nay tôi gây phiền phức cho mọi người rồi, tôi thật sự vô cùng áy náy. Vì vậy suốt đêm tôi sửa lại hết những thứ bị tháo ra, hơn nữa sau đó hơn 200 anh em trợ thủ của tôi sẽ do hai người tùy ý sai bảo, cho đến khi làm xong. Còn về hệ thống xả thải tôi sẽ quyết định. Đúng rồi, chúng tôi nhất định không lấy tiền công. Tặng tận 200 công nhân miễn phí. Người nào cũng đều là lưu manh. Bước đi này đúng là không ai hiểu nổi, nhưng mà Lý Tử Nhiễm cũng chỉ có thể chấp nhận. Buổi tối về nhà, Lý Tử Nhiễm hỏi dò. Thật ra anh và lão cửu từng ở chung trong tù, quan hệ cũng không tệ lắm, chắc ông ta cũng nể mặt anh. Diệp Quân Lâm giải thích. Ban ngày Lý Tử Nhiễm đã điều tra qua, lão cửu đúng là từng ngồi tù, cũng đúng là ở tù chung với Diệp Quân Lâm. Sau này bớt qua lại với người như vậy đi, những người anh quen trong tù cũng không thể coi là mối quan hệ gì được. 500 vạn này anh cũng mượn người ở trong tù à? Lý Tử Nhiễm mau chóng nghĩ tới nguồn cơn của 500 vạn. Diệp Quân Lâm không còn gì để nói, ừ, đúng là vậy. Được, chờ em lấy được tiền, mau chóng trả 500 vạn này lại.
Thái độ của Lý Tử Nhiễm có vẻ hơi cứng nhắc. Trong biệt thự trên núi Diệp Gia, Diệp Kiện Sâm tập hợp tất cả người Diệp Gia lại. Diệp Nhất Long kích động nói với mọi người, thời gian này con đã điều tra rõ ràng rồi, đằng sau Diệp Quân Lâm là Lão Cửu, năm đó vì chém người nên vào tù, ở tù chung với Diệp Quân Lâm, ra tù một năm trước. Vừa khéo là Tam gia cũng phải nghe lời Lão Cửu này. Mọi người biết không, tay sai của Lão Cửu thế mà lại làm việc ở công trường của Lý Tử Nhiễm. Diệp Kiện Sâm cười nói, lần này điều tra rõ ràng rồi, hóa ra đằng sau Diệp Quân Lâm chính là Lão Cửu. Lý Mộng Nguyệt dè dặt hỏi, ông à, tên Lão Cửu này lợi hại lắm à? Cũng khá vai vế, người ta có nói câu thế này, Nam Tiểu Đỗ, Bắc Lão Cửu, Thập Tam Thái Bảo không có kẻ địch. Nhưng mà Lão Cửu cũng không phải lợi hại nhất là Đỗ Việt Sinh, biệt danh là Tô Hàng Vương, ý là gã là vua của Tô Hàng. Thập Tam Thái Bảo giờ cũng là tay sai của gã rồi. Tay sai cũng phải có vài trăm tay đắm, Diệp Kiện Sâm nói. Vậy ông chúng ta có phải sợ Lão Cửu không? Lý Mộng Nguyệt hỏi. Diệp Đông Huy cười khỉnh một tiếng, chỉ có một Lão Cửu thì là gì đâu. Chúng ta muốn giết tên này quả thật là dễ như trở bàn tay. Nếu như là Đỗ Việt Sinh chúng ta còn phải nể. Ý giết chóc lướt qua đôi mắt của Diệp Kiện Sâm, được, một tháng kỳ hạn mà Diệp Quân Lâm hứa không phải sắp tới à? Chúng ta có thể sắp xếp xong mọi sự giao thiệp, ông sẽ mời Đỗ Việt Sinh tới, nhìn xem thằng nhãi đó trốn đi đâu. Ha ha ha, chiêu này của ông đúng là cao tay quá. Đỗ Việt Sinh tới rồi, Lão Cửu chỉ có thể quỳ xuống. Ông đã nghĩ tới gương mặt há hốc miệng của Diệp Quân Lâm rồi đấy. Ha ha ha, người Diệp gia cười rộ lên. Bọn họ đã coi Lão Cửu là chống lưng của Diệp Quân Lâm rồi, muốn nhờ Đỗ Việt Sinh lợi hại nhát để chèn ép, có điều bọn họ làm sao biết được thân phận của Diệp Quân Lâm. Ngày hôm sau, Lý gia sai Lý Tùng Khuê và Trương Tùng tới tìm Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm nhìn hai người hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Biết các người làm sai gì không? Diệp Quân Lâm làm cho trợ thủ của Lão Cửu bị thương, các người chọc giận Lão Cửu, đúng là không thể bót lo được. Trương Tùng cười giễu nói, vì vậy các người mau đi xin lỗi đi, không thì chuyện này không yên tâm. Khóe miệng Lý Tử Nhiễm nở nụ cười trào phúng, xem ra những người đấy là các người tìm tới. Sao có thể, không phải, là Diệp Quân Lâm làm người khác bị thương, người ta mới tới nói cho bọn tôi biết. Mau đi xin lỗi đi không thì người ta sẽ trách lên đầu chúng tôi. Việc các người làm, tự bản thân chịu trách nhiệm. Trương Tùng hùng hổ bức ép. Ha ha. Lý Tử Nhiễm cười gần hai tiếng, sao cô không nhận ra mấy chuyện này là Lý gia làm? Thế mà ngược lại còn muốn bọn họ xin lỗi. Việc các người làm thì tự mình đi mà xử lý. Lý Tử Nhiễm xoay người đi. Có điều Trương Tùng và Lý Tùng Khuê chắn trước mặt cô không cho cô đi. Lúc này một đoàn công nhân đội mũ an toàn bước nhanh chạy tới. Đi đầu tất nhiên là Lão Cửu. Sao vậy Lý Tổng? Lão Cửu hỏi. Một thằng công nhân thối tha định làm gì? Trương Tùng đẩy Lão Cửu một cái. Sau khi Lão Cửu cởi mũ xuống, Trương Tùng và Lý Tùng Khuê đều trợn tròn mắt. Cửu, Cửu gia, sao lại là ông? Gương mặt hai người này vẻ khó tin nổi. Đánh, Lão Cửu vừa nói một tiếng, rất nhiều người xông lên đánh Trương Tùng và Lý Tùng Khuê một trận tơi tả. Lý Tổng, cô yên tâm, sau này công trường do tôi trông coi, không ai có thể giở trò gì được. Lý gia cuối cùng đã biết được Cửu gia và Diệp Lâm Quân từng cùng ngồi tù, nghĩ tới chuyện có giao tình. Việc lần này Diệp Quân Lâm nề mặt Lý Tử Nhiễm nên bỏ qua. Sắp tới mùng 7 rồi, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày. Trần Tĩnh Huyên gọi điện tới, nhắc Diệp Quân Lâm tham gia gặp mặt bạn học cũ. Anh phải đi tham gia buổi gặp mặt bạn học cấp 3, buổi tối chắc có lẽ về hơi muộn chút. Diệp Quân Lâm không học cùng một lớp với Lý Tử Nhiễm hồi cấp 3. Hơn nữa cô rất bận vì vậy không tham gia vào buổi gặp mặt bạn cũ. Được, anh cứ bận việc của anh đi, anh mặc bộ này à? Lý Tử Nhiễm đang bận xem phương án, thấy Diệp Quân Lâm mặc cả cây đồ thể thao, khó tránh phải hỏi. Diệp Quân Lâm lắc đầu một cái, không sao đâu. Vừa tới cửa khu nhà, Diệp Quân Lâm đã thấy Trần Tĩnh Huyên đi ra từ tòa nhà trung tâm ở phía không xa. Diệp Quân Lâm vung tay lên, Trần Tĩnh Huyên lái ngay xe tới gần. Cô đi một chiếc Porsche Pamela. Một cô gái hơn 20 tuổi độc thân đi loại xe hơn 1 triệu, chồng tương lai của cô ấy tuyệt đối không phải người bình thường. Rất có thể là người nhà nước hoặc quản lý cấp cao của công ty nước ngoài.
Cô gái thế này người thường không thể có được. Trần Tĩnh Huyên chủ động bước xuống khỏi xe, cười hỏi, tôi còn tưởng anh sẽ đưa Lý Tử Nhiễm đi. Cô ấy bận mà hơn nữa không phải buổi gặp của bạn cô ấy, cũng không cần đi. Diệp Quân Lâm giải thích. Hay là anh đi xe tôi đi? Trần Tĩnh Huyên hỏi dò. Được, sau khi Diệp Quân Lâm ra ngoài vốn muốn gọi Thanh Long tới đón, thấy Trần Tĩnh Huyên thì để cô đưa đi luôn. Thấy Diệp Quân Lâm không lái xe, Trần Tĩnh Huyên tưởng anh không tiện. Dù sao người tiện tay tiêu 5.000 vạn, dù cho có lái xe sang hơn 100 triệu cô cũng không thấy lạ. Cho dù anh ngồi taxi cũng thấy siêu ngày, đây là người giàu đi trải nghiệm cuộc sống thôi. Ai bảo Diệp Quân Lâm là người có tiền chứ? Người giàu làm gì mà trả đúng? Chắc anh ra tù từ lâu rồi. Trong xe, Trần Tĩnh Huyên tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm ngạc nhiên, đối với chuyện ra tù từ sớm, cô là người duy nhất hỏi tới. Ừ, đúng vậy, tôi ra tù từ lâu rồi. Diệp Quân Lâm nói. Mấy năm nay anh làm gì vậy? Trần Tĩnh Huyên tuy lái xe nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Diệp Quân Lâm. Vận chuyển vũ khí, Diệp Quân Lâm nói. Mấy năm nay việc anh động tới nhiều nhất là súng và pháo. Nói là làm ăn chắc cũng không quá đáng. Xuyệt, bảo sao? Đây là chỗ hôm nay các bạn học tụ họp. Mặc dù không có kiểu bàn ăn tròn xoay vòng quá phô trương nhưng đặt một bàn cũng phải từ 1-2 vạn trở lên. Cũng xem như là cao cấp rồi. Đối với tầng lớp có thu nhập bình thường mà nói, đã bằng 3-4 tháng lương của bọn họ rồi. Dù sao trong đám bạn học không phải ai cũng giàu, có người sống tốt có người sống cũng không tốt. Ở cửa nhà hàng có mấy người đi giày tây đón tiếp. Trông thấy chiếc xe Porsche Pamela của Trần Tĩnh Huyên phi đến, mọi người dồn dập đi lên. Đây không phải là hoa khôi Trần à, mình nghe nói một năm kiếm được mấy trăm vạn, đúng là thế thật. Đi luôn xe Porsche rồi. Mấy bạn học nam đều azure nịnh hót. Trần Tĩnh Huyên cười ngại ngùng. Nhưng lúc một bên cửa khác mở ra, mọi người trông thấy Diệp Quân Lâm thì thoáng cái, nụ cười mọi người cứng đờ trên mặt. Đầu tiên không ai nghĩ Diệp Quân Lâm sẽ tới. Thứ hai càng không ai nghĩ Diệp Quân Lâm sẽ đi chung với Trần Tĩnh Huyên. Đây không phải Diệp Quân Lâm à, nhân vật nổi tiếng năm xưa. Một bạn nam trông vẻ rất hoạt bát phá tan cục diện này trước. Anh ta là lớp trưởng Trình Lỗi Lạc của lớp Diệp Quân Lâm năm xưa. Có điều cho tới giờ, anh ta luôn bị Diệp Quân Lâm vượt hơn, vẫn luôn âm thầm so ganh với Diệp Quân Lâm. Trình Lỗi Lạc cũng tốt nghiệp từ một trường 985, đi làm ở công ty nước ngoài, có người bảo một năm thu nhập hơn 100 vạn rồi. Anh ta lái một chiếc xe Land Rover, vô cùng có mặt mũi, là một trong những người đứng đầu lớp. Diệp Quân Lâm cười khẽ, xem như chào hỏi. Diệp Quân Lâm à, chúng tôi đều tưởng cậu không tới được. Mấy bạn học khác ngạc nhiên nói. Trình Lỗi Lạc vạch thẳng luôn ý tứ của người bạn kia, Quân Lâm đâu phải người quá để tâm, sẽ không vì chuyện này mà không tới đâu. Vừa nãy trong phòng bao mọi người còn đang thảo luận về Diệp Quân Lâm, ai cũng nói Diệp Quân Lâm vừa ra tù, chắc chắn tự thấy hổ thẹn, không dám tới gặp mặt bạn cũ. Ai ngờ anh lại tới. Đúng, khả năng chịu đựng của Quân Lâm mạnh, chúng ta sao có thể so sánh được. Mấy bạn học khác cười nói. Thật ra nói thẳng thì là cười Diệp Quân Lâm ra mặt dày. Trình Lỗi Lạc lơ Diệp Quân Lâm đi, tới trước mặt Trần Tĩnh Huyên. Tĩnh Huyên cuối cùng cậu cũng tới rồi, mau vào chung với mình thôi, mọi người đang chờ cậu đấy. Trình Lỗi Lạc có hứng thú với Trần Tĩnh Huyên, lại thêm chuyện giờ anh ta rất có năng lực, nghe đồn Trần Tĩnh Huyên còn độc thân, có ý tổ chức buổi gặp mặt bạn cũ này. Tất cả mọi người vây lấy Trần Tĩnh Huyên. Lơ thẳng Diệp Quân Lâm. Đi thôi, Trần Tĩnh Huyên dừng bước lại nói với Diệp Quân Lâm. Lúc này Diệp Quân Lâm mới đi theo. Tầng 3 của Hoàng gia Thịnh Yến đã có rất nhiều người tới rồi. Có mấy người đưa theo cả vợ chồng gì đó, đông hơn dự đoán của Diệp Quân Lâm nhiều. Trần Tĩnh Huyên vừa tới mọi người đều đứng dậy đón. Các bạn nam đều rất hứng khởi, Trần Tĩnh Huyên từng là hoa khôi của trường mà. Bây giờ sự nghiệp cô thành công càng tỏa sáng hơn. Diệp Quân Lâm tìm chỗ ngồi xuống. Tôi thấy ai vậy? Diệp Quân Lâm, bỗng nhiên có một bạn nam Vương Vũ Bác trông thấy anh, gọi tên. Đúng là Diệp Quân Lâm, cậu ta tới thật rồi. Thoáng chốc, sự chú ý của mọi người đều dồn lên người Diệp Quân Lâm. Nhân vật nổi tiếng ngày xưa, lúc học cấp 3 đánh đầu thắng đó không gì cản được, đại học đã lập nghiệp trở thành hắc mã trong giới kinh doanh, tài sản cá nhân phải tới vài tỷ, khiến bạn nam thì ước ao, bạn nữ thì thầm mến.
nhưng sau khi bị Diệp Gia tính kế Diệp Quân Lâm thành con chuột cống, bạn học nào cũng chửi sau lưng vài câu. Lúc trước Diệp Quân Lâm mạnh mẽ tới độ nào thì giờ mắng chửi ghê gớm tới mức đó. Mình đã bảo tên nhóc Diệp Quân Lâm kia kiểu gì cũng gây chuyện, các cậu cứ không tin. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm là một kẻ xúc sinh, cưỡng hiếp chị dâu của mình, suýt chút nữa còn giết cả cha mẹ. Trước đây lúc đi học đã ngông nghênh biết mấy, vừa nhìn đã thấy không phải loại tử tế gì. Những điều này là người ta nói khi Diệp Quân Lâm còn chưa đến. Nhóm người Vương Vũ Bác luôn không thích Diệp Quan Lâm, có thể nói là vì ghen tị tạo thành, nhưng họ không có cơ hội để xả ra, bây giờ đương nhiên không chịu bỏ qua. Diệp Quân Lâm à, cậu ngồi trong nhóm con gái làm gì vậy? Mau tới bàn của bọn mình, để chúng ta nói kỹ xem lúc cậu ở trong tù có những chuyện gì xảy ra chứ? Ha ha ha! Tiếng cười của mọi người vang ầm lên, tất cả đều dùng ánh mắt trào phúng khinh thường nhìn Diệp Quân Lâm. Mình còn nghe cậu ra tù chưa lâu, không có công việc cũng đành, còn ở cùng một chỗ với cha mẹ vợ à? Có người cười khỉnh nói. Mình nghe nói Diệp Quân Lâm đã rơi vào danh sách đen của các công ty lớn ở Tô Hàng, cho dù cậu ta có năng lực hơn cũng không tìm được việc làm, thế nên không có việc là bình thường. Một bạn nữ nhỏ giọng nói. Diệp Quân Lâm lúc này mới biết hóa ra mình trong danh sách đen rồi. Vương Vũ Bác cười nói, vậy đi, dạo gần đây công ty mình tuyển bảo vệ, bao ăn ở, 4.000 một tháng, dáng người như cậu chắc chắn được nhận. Trần Tĩnh Huyên không chịu nổi nữa, không nhịn được mà nói, mọi người khỏi cần phải chế giễu Quân Lâm, cậu ấy tự có sự nghiệp của bản thân. Sự nghiệp của bản thân, Hoa Khôi Trần chắc không phải cậu bao nuôi cho Diệp Quân Lâm chứ. Vừa hay cậu còn dẫn cậu ta tới đây mà, Vương Vũ Bác mau miệng nói ngay. Có điều thấy ánh mắt Trình Lỗi Lạc, anh ta câm ngay lập tức. Mọi người đừng bàn tới chuyện này nữa, Trần Tĩnh Huyên gạt luôn vấn đề này đi. Mọi người cũng dần dần ngồi xuống, Diệp Quân Lâm không đổi chỗ ngồi, Trần Tĩnh Huyên ngồi ở bên cạnh anh. Vương Vũ Bác tới cạnh Trình Lỗi Lạc, nhỏ giọng nói, lớp trưởng, Hoa Khôi Trần đúng là si tình quá, Diệp Quân Lâm đã ra thế này rồi còn tốt với nó như vậy, cậu phải nắm chặt lấy đáy. Trình Lỗi Lạc cười đều một tiếng, yên tâm đi, sao mình có thể thất bại trước một tên tội phạm đang bị cải tạo. Diệp Quân Lâm bị người đẹp vây quanh, bên phải anh là người đẹp Lâm Nguyễn Du, chỉ đứng sau Trần Tĩnh Huyên. Lâm Nguyễn Du là con nhà giàu lại đẹp điển hình, tài sản trong nhà hơn 100 triệu, dung mạo xinh đẹp, học hành lại giỏi. Lâm Nguyễn Du luôn có hảo cảm với Diệp Quân Lâm, gặp lại anh khiến cô có sự đồng cảm sâu sắc. Diệp Quân Lâm chỉ bằng thế này, cậu tới công ty của cha mình làm việc đi, làm cố vấn kỹ thuật, lương căn bản một tháng là 8.000, còn có các loại tiền thưởng nữa. Không gian phát triển rất lớn, Lâm Nguyễn Du đưa một tấm danh thiếp cho Diệp Quân Lâm. Được, cảm ơn, Lâm Nguyễn Ển Du không có ý xấu nên Diệp Quân Lâm nhận lấy danh thiếp. Trần Tĩnh Huyên ở bên cạnh nở nụ cười. Lấy khả năng tài chính của Diệp Quân Lâm hiện tại, một câu là mua đứt công ty của cha Lâm Nguyễn Du rồi nhí. So sánh Lâm Nguyễn Du và Trần Tĩnh Huyên thì những cô gái khác không giống vậy. Bọn mình còn tưởng cậu sẽ đưa Hoa Khôi Lý của trường tới đây. Làm gì có chuyện, bây giờ Diệp Quân Lâm thế này, Lý Tử Nhiễm sao mà đi theo tới được? Không sợ mất mặt à hai? Đúng vậy, bây giờ chỉ cần nói Diệp Quân Lâm là bạn học mình đã sợ mất mặt rồi. Diệp Quân Lâm bây giờ đã thành sách giáo khoa dạy cách làm việc xấu, người không thể gả nhát là Diệp Quân Lâm. Sao còn chưa bắt đầu vậy, còn ai chưa tới à? Trần Tĩnh Huyên vội đổi chủ đề. Nhân vật chính còn chưa tới đây. Trần Tĩnh Huyên nghĩ tới một người không kìm được hỏi, chẳng lẽ là Hạ Thành Lĩnh? Còn không sao, Hạ Thành Lĩnh cũng tới đấy. Diệp Quân Lâm có đôi phần ấn tượng với Hạ Thành Lĩnh này, trước kia cha cậu ta là một chủ nhiệm của một khu cao ốc nào đó trong thành phố, ngay cả hiệu trưởng cũng nể Hạ Thành Lĩnh vài phần. Hạ Thành Lĩnh thi thố rất tệ cuối cùng vẫn vào được một trường trong khối 985. Tĩnh Huyên à, có khi cậu không biết, bây giờ cha của Hạ Thành Lĩnh là trưởng khu rồi. Mọi người sao dám không đợi cậu ta? Dù cho lớp trưởng ăn nên làm ra, lương 1 năm 1.000.000 thì có sao? Dù cho trong nhà Lâm Nguyễn Du có mấy 100 triệu tài sản thì có sao? Thấy Hạ Thành Lĩnh chẳng phải cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng cách nói hơi cường điệu quá nhưng đây là sự thật. Lúc còn đi học, mọi người không có những khái niệm này nhưng sau khi vào xã hội, mọi người đều hiểu người làm quan có thể lợi hại tới mức nào. Đặc biệt là trưởng một khu càng không thể mà tưởng tượng được.
Con trai của một trưởng khu chỉ cần lên tiếng là có thể hạ được hết cả. Quyền lực vĩnh viễn lớn hơn tiền tài. Không lâu sau ở hành lang vang lên âm thanh. Mọi người đều đứng dậy cả, đặc biệt lớp trưởng lương 1 năm 100 vạn thì thích cực nhất, đi lên trước hẳn. Hạ Thành Lĩnh mặc cả một cây hàng hiệu, áo khoác Armani, thắt lưng Gucci, áo sơ mi Versace, đồng hồ đeo tay Patek Philippe. Cả người này từ trên dưới phải hơn 100 vạn. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái siêu đẹp, chiều cao phải hơn 1m7, vừa nhìn là thầy xuất thân người mẫu. Vóc người đầy đặn thon thả cùng với đôi chân dài khiến mọi người kinh ngạc. Hạ thiếu cuối cùng cũng tới rồi. Trình Lỗi là kích động ôm lấy Hạ Thành Lĩnh. Lớp trưởng làm ăn tốt đấy, đeo cả Omega rồi. Hạ Thành Lĩnh nhìn cánh tay Trình Lỗi Lạc rồi cười nói. Trình Lỗi Lạc nhìn qua người đẹp bên cạnh Hạ Thành Lĩnh, Hạ Thiếu không giới thiệu người đẹp này chút à. Một đứa em gái thôi, Hạ Thành Lĩnh thuận miệng nói. Đối với anh ta mà nói, phụ nữ chỉ 1-2 tháng đổi một lần, không có bạn gái chính thức. Đôi mắt nhỏ của Vương Vũ Bác lóe lên, người mẫu thì phải, mình từng thấy trên TV. Cô gái nghe thấy có người nhận ra mình thì càng tỏ vẻ lạnh lùng. Những người khác chỉ có thể nhìn Hạ Thành Lĩnh với vẻ ước ao. Người mẫu ở trên TV chỉ cần người ta thích là có. Vương Vũ Bác đi lên trước, Hạ Thiếu còn nhớ mình không? Mình là Vương Vũ Bác, thời cấp 3 mình còn đánh nhau giúp GQU do Tiêu Bác à, nhớ chứ? Hạ Thành Lĩnh gật gù. Lần này Vương Vũ Bác kích động rồi, hô to với mọi người nghe thấy chưa? Hạ Thiếu nhớ ra mình đấy. Hạ Thiếu công ty nhà mình đang khai phá một dự án, cần sự đồng ý của lãnh đạo khu, hy vọng Hạ Thiếu nói giúp vài câu. Vương Vũ Bác nhân cơ hội lôi kéo quan hệ. Ừ, nói một câu thôi mà. Hạ Thiếu cậu có thiếu tài xế hay là bảo vệ gì không? Bạn thân của Vương Vũ Bác là Lý Nhạc Phi lập tức hỏi. Hạ Thành Lĩnh cười nói, thiếu con chó giữ của. Được đấy, mình có thể, gâu gâu gâu. Lý Nhạc Phi lập tức sủa như chó nhưng mà trở thành con chó của Hạ Thành Lĩnh cũng là giấc mơ cả đời của gã. Trông thấy các bạn học tìm trăm phương ngàn kế tạo quan hệ với Hạ Thành Lĩnh, Trần Tĩnh Huyên trông mà có chút buồn nôn. Sau khi Hạ Thành Lĩnh đi vào, nhìn một lượt rồi nói, đúng rồi, tên cưỡng hiếp chị dâu phải ngồi tù của lớp mình đâu. Có tới không? Ha ha ha, Hạ Thiếu à sao mà nó không tới được? Bây giờ tất cả ngành nghề đều liệt cậu ta vào danh sách đen. Chắc chắn tới tìm cậu rồi. Vương Vũ Bác nói ngay. Trình Lỗi là còn nhìn về phía Diệp Quân Lâm, Hạ Thiếu tới mà cậu cũng không chào một tiếng sao. Xem thường Hạ Thiếu đấy à. Hạ Thành Lĩnh cười đều một tiếng, đừng đừng đừng, tôi cũng chẳng dám. Năm đó Diệp Quân Lâm là danh nhân ở Tô Hàng mà, cha tôi còn nhắc cậu ta nhiều lần, còn muốn tôi học theo cậu ta tử tế nữa cơ. Học theo đi cưỡng hiếp à, ha ha ha. Những người khác cũng cười rộ lên theo. Vương Vũ Bác lườm Diệp Quân Lâm một cái rồi nói, mày còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy trưởng khu còn nhớ tới mày à? Chỉ cần mày nói tốt vài câu với Hạ Thiếu là lệnh cấm sẽ hủy bỏ chắc rồi, mày còn có thể tìm được một phần công việc tử tế nữa. Có điều Diệp Quân Lâm ngồi đó vốn dĩ chẳng hề động đậy. Trần Tĩnh Huyên và Lâm Huệ Ẩn Du ngồi cạnh cũng đều đứng dậy. Ánh mắt Trần Tĩnh Huyên nhìn chằm chằm lên người Diệp Quân Lâm. Cô biết Diệp Quân Lâm rất giàu. Cũng có quan hệ nhưng bây giờ kẻ ở đối diện là Hạ Thành Lĩnh, con của trưởng khu, cô không nghĩ là Diệp Quân Lâm có khả năng ra tay với Hạ Thành Lĩnh. Tô Hàng là một thành phố lớn về kinh tế, sức mạnh của một trưởng khu khó mà tưởng tượng được. Diệp Quân Lâm mày còn ngồi ngây ra làm gì? Mau đứng lên! Chẳng lẽ còn muốn Hạ Thiếu tự mình xin mày nữa à? Vương Vũ Bác và Lý Nhạc Phi tức giận nói, hai tên này thiếu chút nữa thì bê luôn Diệp Quân Lâm lên. Trình Lỗi là cũng sầm mặt lại, Quân Lâm mau đứng dậy chào hỏi đi, không nẻ mặt nhau quá rồi. Diệp Quân Lâm đốt điếu thuốc lá, hút một hơi, hoàn toàn lơ sạch mấy kẻ ở trước mặt. Hạ Thành Lĩnh nhìn Diệp Quân Lâm, trong mắt như bốc hỏa. Nhát là khi thấy Trần Tĩnh Huyên và Lâm Nguyễn Du ngồi quanh hai bên trái phải của Diệp Quân Lâm, thì càng tức giận hơn. Trần Tĩnh Huyên và Lâm Nguyễn Ẩn Du ngồi cạnh cũng đều đứng dậy. Ánh mắt Trần Tĩnh Huyên nhìn chằm chằm lên người Diệp Quân Lâm. Cô biết Diệp Quân Lâm rất giàu, cũng có quan hệ nhưng bây giờ kẻ ở đối diện là Hạ Thành Lĩnh, con của trưởng khu, cô không nghĩ là Diệp Quân Lâm có khả năng ra tay với Hạ Thành Lĩnh. Tô Hàng là một thành phố lớn về kinh tế, sức mạnh của một trưởng khu khó mà tưởng tượng được.
Diệp Quân Lâm mày còn ngồi ngây ra làm gì? Mau đứng lên! Chẳng lẽ còn muốn Hạ Thiếu tự mình xin mày nữa à? Vương Vũ Bác và Lý Nhạc Phi tức giận nói, hai tên này thiếu chút nữa thì bê luôn Diệp Quân Lâm lên. Trình Lỗi Lạc cũng sầm mặt lại, Quân Lâm mau đứng dậy chào hỏi đi, không nể mặt nhau quá rồi. Diệp Quân Lâm đốt điếu thuốc lá, hút một hơi, hoàn toàn lơ sạch mấy kẻ ở trước mặt. Hạ Thành Lĩnh nhìn Diệp Quân Lâm, trong mắt như bốc hỏa. Nhất là khi thấy Trần Tĩnh Nguyên và Lâm Uyển Du ngồi quanh hai bên trái phải của Diệp Quân Lâm, thì càng tức giận hơn. Hạ Thành Lĩnh lạnh lẽo vô cùng. Chẳng cần nói Diệp Quân Lâm giờ vừa mới ra tù, ngay cả Diệp Quân Lâm trước đây tài sản tới vài tỷ anh ta cũng không sợ. Thân phận của anh chỉ là tư bản mà thôi. Diệp Quân Lâm hút thuốc nhìn hai người không nói gì. Tiết Thiến Thiến bày ra nét mặt hung hiểm, cầm một cốc nước hắt lên người Diệp Quân Lâm. Nghe không hiểu tiếng người à? Bảo mày cút đi, lỗ tai điếc rồi à? Tiết Thiến Thiến hét to. Đột nhiên xảy ra chuyện thế này không ai ngờ được câu chuyện sẽ thành ra thế này. Trình Lỗi Lạc giảng hòa ngay, Diệp Quân Lâm mau đứng dậy nói xin lỗi với Hạ Thiếu, chuyện hôm nay xem như xong rồi. Vương Vũ Bác cũng phụ họa nói, đúng, mày đứng dậy quỳ xuống xin lỗi Hạ Thiếu đi, lỗi mà mày gây ra Hạ Thiếu chắc chắn sẽ tha thứ. Mọi người dồn dập lên án, tất cả đều dồn vào Diệp Quân Lâm. Trần Tĩnh Nguyên và Lâm Uyển Du đều nhìn mọi người với vẻ khó tin. Rõ ràng là Hạ Thành Lĩnh và bạn gái anh ta sai mà. Diệp Quân Lâm còn bị hất nước, thế mà ngược lại muốn Diệp Quân Lâm quỳ xuống xin lỗi. Làm gì có cái lý đó. Nhưng trong thực tế vì thân phận của Hạ Thành Lĩnh, cho dù anh ta đánh người cũng là anh ta đúng. Người bị đánh ngược lại phải nói xin lỗi. Diệp Quân Lâm hút xong điều thuốc, tắt tàn thuốc đi. Lúc này anh mới ngẳng đầu nhìn về phía Hạ Thành Lĩnh, thản nhiên nói, gọi cha cậu tới xin lỗi đi không thì chuyện này không xong đâu. Cái gì, gọi cha Hạ Thiếu tới xin lỗi? Lời này khiến người ta kinh ngạc đến chết mắt thôi, Diệp Quân Lâm vừa dứt câu cả phòng đều trợn mắt lên. Khoảng chục giây sửng sốt mọi người mới dần phản ứng lại. Diệp Quân Lâm mày điên rồi à? Biết cha của Hạ Thiếu là ai không? Người ta xin lỗi mày dám nhận không? Đúng vậy, mày là cái thá gì? Còn muốn trưởng khu xin lỗi mày? Mẹ nó chứ, một tên tội phạm vừa ra tù còn đang bị cải tạo, mày xứng không? Vương Vũ Bác và Lý Nhạc Phi bây giờ chẳng hề khách sáo với Diệp Quân Lâm, mắng thẳng mặt. Trần Tĩnh Nguyên tuy biết hoàn cảnh của Diệp Quân Lâm cũng thấy anh điên rồi. Đúng là anh cũng có quan hệ nhưng mà cha của Hạ Thành Lĩnh là trưởng khu mà. Bảo người ta xin lỗi không phải bị điên thì là gì, tự tìm được chết à? Cô không ngờ giờ Diệp Quân Lâm lại ngông nghênh tới mức này. Hạ Thành Lĩnh nghe thấy anh muốn cha anh ta xin lỗi, suýt nữa thì tức chết. Anh ta đưa tay vỗ lên mặt Diệp Quân Lâm, chỉ có điều ngay giây tiếp theo Diệp Quân Lâm vươn tay ra, một phát bắt ngay tay của anh ta, dùng sức hất một cái. Rầm. Đồng thời đá mạnh một cước lên đầu gối Hạ Thành Lĩnh. Hức á. Hạ Thành Lĩnh kêu lên một tiếng như con heo bị làm thịt, cả người quỳ rạp trước mặt Diệp Quân Lâm. Bốp! Diệp Quân Lâm còn kéo Tiết Thiến Thiến lên, tát một cái lên mặt cô ả khiến cô ta ngã lăn ra đất. Bây giờ cả hai người đều quỳ gồi trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mày đang làm gì vậy, dám ra tay với Hạ Thiếu. Mày chán sống rồi à hai? Diệp Quân Lâm mày điên rồi. Trình Lỗi Lạc và Vương Vũ Bác hét thật lớn, muốn xông lên trên. Chỉ thấy Diệp Quân Lâm cầm hai cái đũa cắm vào đùi trong của đôi Hạ Thành Lĩnh. Bỗng nhiên máu tươi trào ra. Hứ á! Hứ á! Hai người đều kêu thảm thiết như heo bị giết thịt. Tất cả đứng lại, Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khó tin. Trần Tĩnh Nguyên sợ đến mức run lẫy bẩy. Diệp Quân Lâm vỗ lên mặt Hạ Thành Lĩnh, mau gọi cha cậu tới đây xin lỗi đi. Hạ Thành Lĩnh hoang mang lấy điện thoại di động ra, cha mau tới cứu con. Không đợi đối phương hỏi gì, Diệp Quân Lâm nhận ngay điện thoại di động, cười nói, Hạ Long Phi đúng không? Mau tới đây xin lỗi. Đúng vậy, tôi tên Diệp Quân Lâm. Điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Trong mắt mọi người, hành động của Diệp Quân Lâm đúng là quá điên cuồng. Đúng là ra tay trên đầu Thái Tuế mà. Thẳng thắn khiêu khích cha của Hạ Thành Lĩnh. Sau khi tắt máy, trên mặt Hạ Thành Lĩnh lộ ra một ý cười khát máu, Diệp Quân Lâm mày xong đời rồi, chờ xem tiếp theo tao sẽ giết mày như thế nào,
còn cả nhà Lý Tử Nhiễm nữa, tao cũng không bỏ qua. Diệp Quân Lâm không lên tiếng, cầm một cái nĩa, đâm vào một cái chân khác của Hạ Thành Lĩnh. A, à, trong phòng bao lại vang lên tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn của Hạ Thành Lĩnh. Hạ Thành Lĩnh kêu thảm thiết, nhìn về phía Diệp Quân Lâm muốn uy hiếp, có điều trông thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm thì im miệng ngay. Trong mắt mọi người Diệp Quân Lâm xong đời rồi, chắc chắn không giữ nổi mạng nữa. Trần Tĩnh Huyên như bị sét đánh, cô không làm sao ngờ được, Diệp Quân Lâm lại tự tìm đường chết. Lần này không ai cứu được anh. Trần Tĩnh Huyên tiến tới nói bên tai Diệp Quân Lâm, bây giờ anh mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Diệp Quân Lâm cười, sao tôi phải chạy, tôi còn chờ nghe xin lỗi nữa. Trần Tĩnh Huyên, không tới 20 phút. Từng chiếc ô tô đỗ trước Hoàng gia Thịnh Yến, một nhóm người nhanh chóng lao vào trong Hoàng gia Thịnh Yến. Nghe được tiếng bước chân cộc cộc ở bên ngoài, cả người Hạ Thành Lĩnh bỗng nhiên phấn chấn lên. Ngay cả bọn Trình Lỗi Lạc, Vương Vũ Bác cũng mong đợi. Một nhóm người lao vào, tất cả đều đi giày tây, nhìn là thấy là cán bộ. Người đàn ông trung niên cầm đầu rất phúc hậu, lại có khí khái bất phàm. Khiến cho không khí cũng trở nên rắn giỏi hơn. Ông ta là Hạ Long Phi. Bọn họ vội vàng phi vào trong, nhất là lúc thấy Hạ Thành Lĩnh và Tiết Thiến Thiến quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm, mọi người càng bước dồn dập vội hơn. Cha cứu con bị đánh thành thế này rồi. Hạ Thành Lĩnh cầu cứu. Chỉ thấy Hạ Long Phi lao tới nhưng lỡ anh ta đi, thế mà lại nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, ngài có sao không? Những cán bộ khác cũng không dám nhìn đôi Hạ Thành Lĩnh một cái, sự chú ý toàn bộ đặt lên người Diệp Quân Lâm. Ngài có sao không, nghe thấy tin bọn tôi sợ chết mát, mọi người dồn dập nói. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là gương mặt khí tin được của Hạ Thành Lĩnh. Cha, con mới là con trai cha mà, là con bị thương mà, Hạ Thành Lĩnh không khỏi thấy oan ức. Thế nhưng nhóm người Hạ Long Phi không dám nhìn anh ta một cái, tất cả chỉ nhìn Diệp Quân Lâm. Tôi không sao, chỉ bị bản một bộ quần áo thôi, Diệp Quân Lâm nói. Mọi người trong rõ quần áo của Diệp Quân Lâm ướt một mảng lớn. Hạ Long Phi nổi giận ngay, nhìn xung quanh, ai làm? Ai hất nước? Những người khác cũng hét lên, là ai? Mọi người dồn dập nhìn về phía Tiết Thiến Thiến. Tiết Thiến Thiến cúi đầu cả người run lẫy bẩy. Hạ Phi Long kéo Hạ Thành Lĩnh lên, tát một cái vào mặt, sao tao lại sinh ra đứa phá của như mày, mày muốn hại chết cha mày à? Dầm! Hạ Phi Long đá con trai mình một cước. Đánh tới khi ông ta thở hồng hộc mới dừng lại. Cả mặt Hạ Thành Lĩnh ngây ra, vốn không hiểu nổi là chuyện gì. Cha anh ta thế mà lại đánh anh ta. Rõ ràng anh ta bị thương mà. Vì sao phải hỏi han ân cần với Diệp Quân Lâm? Không chỉ Hạ Thành Lĩnh ngây mặt ra mà những người khác cũng vậy. Ánh mắt mọi người đầy cảm xúc nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Có chuyện gì vậy? Trần Tĩnh Huyên là người tỉnh táo nhất. Chẳng lẽ thân phận của Diệp Quân Lâm đủ để trên cơ hạ ra? Vì vậy anh mới thẳng thắn không nể nang như vậy. Lúc này một người đàn ông mặc Âu phục đi từ ngoài vào, trong tay còn cầm cặp đựng giấy tờ. Đây không phải bí thư chính của văn phòng thành phố Trương Hiểu Lượng sao? Đúng, là ông ta, bí thư số 1 của Tô Hàng. Đây là trợ lý của các ông lớn mà, mỗi lần ông ta xuất hiện đều đại diện cho thị trưởng. Mọi người nhận ra người tới thế mà lại là bí thư số 1. Trương Hiểu Lượng bước nhanh lên phía trước, ông cũng giống những người vừa nãy, quan tâm Diệp Quân Lâm trước, Diệp tiên sinh ngài không sao chứ? Khiến tôi lo chết đi thôi, thị trưởng Chu vừa mới gọi mười mấy cuộc, cho rằng có việc gì lớn. Bây giờ ông ấy mở họp ở tỉnh khác, không thể tới được, cố ý dặn tôi tới thăm ngài. Phụt, lúc này mọi người đều muốn hộc máu. Mẹ nó chứ, rốt cuộc thân phận của Diệp Quân Lâm là gì vậy? Đáng để thị trưởng Chu gọi mười mấy cuộc điện thoại hỏi thăm. Trời ơi! Không thể nào tưởng tượng được. Mọi người vốn dĩ không thể nào tưởng tượng nỗi thân phận của Diệp Quân Lâm. Tôi không sao, khiến ông Chu lo lắng rồi. Có dịp tôi mời ông ấy ăn bát mì. Diệp Quân Lâm cười nói. Được, được thôi, tôi nhất định chuyển lời. Thị trưởng Chu nghe được thì sẽ vui chết mát. Diệp Quân Lâm chỉ vỏn vẹn mời ăn một bát mì, đã khiến bí thư số 1 kích động như vậy. Trương Hiểu Lượng nghiêm túc nhìn Hạ Long Phi, có chuyện gì rồi? Trưởng khu Hạ, sếp bảo tôi hỏi anh chuyện ra sao? Lỗi của tôi, tất cả là tại tôi. Đều tại tôi quản giáo không nghiêm, đụng tới Diệp tiên sinh là do tôi sai nhất.
Hạ Long Phi dập đầu trước mặt Diệp Quân Lâm một cái, nói, Diệp tiên sinh xin lỗi, tôi sai rồi. Ngài muốn trách cứ trách tôi đi. Xuyệt. Thấy cảnh này cả phòng đều vang lên tiếng hít hơi lạnh. Dù ai cũng không ngờ, trưởng khu Hạ Long Phi lại cúi đầu với Diệp Quân Lâm. Hạ Thành Lĩnh trợn tròn mắt. Tiết Thiến Thiến trợn tròn mắt. Trần Tĩnh Nguyên trợn tròn mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là cảnh không một ai ngờ tới, thân phận của Diệp Quân Lâm hóa ra khủng bố tới mức này. Cóc gọc cóc lại có tiếng bước chân vang lên. Có một người mặc cảnh phục và một người mặc quân phục tới. Thấy dấu quân hàm ở trên vai, Trình Lỗi Lạc kêu lên theo bản năng, trưởng cục công an và một vị đại tá quân đội. Mình biết ông ta, đây là Thấm Hiểu Huy Trung đoàn trưởng ở đoàn quân thiết binh ở quân khu Tô Hàng, cấp bậc đại tá. Người còn lại là cục trưởng cục công an Phó Học Kiệm. Xuyệt! Lúc này mọi người chỉ thấy tê dần hết cả da đầu. Không ngờ lại có cả Phó Học Kiệm và Thẩm Hiểu Huy tới nữa. Bọn họ đang có cuộc họp, sau khi nghe chuyện cũng tới ngay. Hai người cùng bước tới trước mặt Diệp Quân Lâm, cúi chào với anh, điều này khiến mọi người càng chấn động thêm. Diệp Quân Lâm rốt cuộc là thánh ở phương nào vậy? Khiến các vị cán bộ đều tôn trọng Diệp Quân Lâm tới vậy. Thậm chí ngay cả thị trưởng ở tỉnh khác cũng suýt chạy tới. Diệp Quân Lâm rốt cuộc có vai về gì, quyền thế ngất trời quá. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Quân Lâm mang theo vẻ sợ hãi. Vừa nãy trong ánh mắt mọi người chỉ là một tên tội phạm đang bị cải tạo chẳng có công việc làm, vừa xoay người một cái đã trở thành người có vị thế lớn mạnh. Trần Tĩnh Huyên đứng cạnh Diệp Quân Lâm không ngừng run lên, bây giờ hai chân giống như bị đổ trì, hoàn toàn không nhúc nhích được. Cô nhanh nhạy như vậy giờ mới phát hiện ra ý khác trong lời nói của Diệp Quân Lâm. Làm việc liên quan tới vũ khí. Nếu như liên tưởng một lát, sẽ dễ dàng nghĩ ngay ra những phương diện khác. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm là sếp lớn ở trong quân đội? Trần Tĩnh Huyên nghĩ tới đây không dám nghĩ tiếp nữa. Đưa người đi đi, sau này đừng để tôi gặp lại nữa. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Hạ Long Phi nói ngay, Diệp tiên sinh tôi nhất định quản giáo thằng con khốn nạn này. Chắc chắn không để nó gây chuyện thị phi nữa. Còn về Tiết Thiên Thiến, các sếp lớn khắp nơi đều nhìn cô ta một cái. Tiết Thiên Thiến cũng biết mình xong đời rồi. Ai bảo cô ta dám ra tay với người như thế này? Nhanh chóng, đám Hạ Long Phi rút đi. Diệp Quân Lâm lại gọi Thẩm Hiểu Huy lại. Thẩm Hiểu Huy cung kính đứng bên cạnh, kích động nhìn thần tượng của mình. Thủ trưởng có chuyện gì xin cứ nói. Thẩm Hiểu Huy nói. Diệp Quân Lâm sờ mũi, qua một tuần nữa, tôi cần dùng 10 vạn người. Anh sớm thông báo cho quân khu một tiếng. Đây là chiêu lớn mà Diệp Quân Lâm chuẩn bị cho Diệp gia. Thẩm Hiểu Huy cả kinh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Hiểu Huy đi rồi, lúc Diệp Quân Lâm về phòng bao, tất cả bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhất là chỗ bàn Diệp Quân Lâm ngồi đã thay cả khăn trải bàn mới. Trông thấy anh, tất cả mọi người đều lo lắng, toàn bộ nhìn Diệp Quân Lâm mà run lẫy bẩy. Mọi người ở đây đều hiểu rõ. Giờ chỉ cần một câu nói của Diệp Quân Lâm, trong nháy mắt mọi người sẽ mất hết cả. Không cần câu nệ quá không phải là gặp mặt sao, cần làm gì cứ làm đi. Diệp Quân Lâm cười. Trần Tĩnh Huyên đứng ra giảng hòa, mọi người ngồi xuống hết đi, xem như chuyện ban nãy chưa xảy ra. Mọi người dồn dập ngồi xuống vị trí của mình nhưng rất e dè. Đặc biệt là Trình Lỗi Lạc và đám Vương Vũ Bác không dám ngẩng đầu chỉ sợ Diệp Quân Lâm để ý tới mình. Với những người khác mà nói nếu là Hạ Thành Lĩnh mọi người có thể nịnh nọt vài câu. Nhưng là Diệp Quân Lâm thì họ căn bản không dám. Đưa đồ ăn lên đi, đói bụng rồi. Diệp Quân Lâm nói to. Món ăn đưa lên từng món một, Diệp Quân Lâm bắt đầu ăn. Tướng ăn khiến người ta nghĩ Diệp Quân Lâm không biết đói bao nhiêu ngày rồi. Nhưng không ai trong phòng dám cười nhạo anh. Diệp Quân Lâm nhanh chóng nhận ra, cứ ăn một mình, vẻ mặt những người khác đều căng thẳng. Không dám nói một câu nào. Sau khi Diệp Quân Lâm ăn xong, đứng dậy, tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Tĩnh Huyên cũng đi theo sau, Diệp Quân Lâm nói, không cần đâu. Đợi lúc Diệp Quân Lâm đi rồi trong phòng khách mới vang lên tiếng nói ầm ĩ. Trời ơi, vừa rồi mình đã trải qua chuyện gì thế? Diệp Quân Lâm kinh khủng quá đi. Bí thư số 1. Trưởng khu, trưởng cục công an và trung đoàn trưởng gì đó đều đến hết cả.
Mọi người đúng là gây cười quá, còn tìm việc làm cho người ta. Nghe vậy Trình Lỗi Lạc và đám Vương Vũ Bác đều hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Hả, đây là loại thuốc Diệp Quân Lâm vừa hút sao? Trước giờ sao tớ chưa từng thấy qua? Có người cầm cái hộp thuốc giống của Diệp Quân Lâm mà hỏi. Đồ quê mùa, đây là thuốc dùng ở quân khu. Hơn nữa tiêu chí được dùng loại thuốc này chắc phải là đặc biệt của đặc biệt, bộ đội bình thường vốn dĩ không có tư cách hút. Diệp Quân Lâm bây giờ rốt cuộc có thân phận gì nhỉ? Kinh khủng quá đi. Diệp Quân Lâm đúng là lợi hại, 6 năm trước cậu ta là vương giả, bây giờ cậu ta còn vương hơn. Trần Tĩnh Huyên thấy mọi người nghị luận, cô vừa vui mừng lại. Lúc này điện thoại của Trần Tĩnh Huyên vang lên, là Diệp Quân Lâm gọi tới. Hôm nay Lục Vân Đình không tới à? Diệp Quân Lâm hỏi. Lục Vân Đình là bạn cùng lớp với anh cũng là bạn tốt nhất của anh. Từ cấp 3 cho tới đại học vẫn luôn bên cạnh anh. Sau đó, Diệp Quân Lâm lập nghiệp, Lục Vân Đình cũng đi theo, tập đoàn Quân Lâm có một phần tư công lao của cậu ta. Chỉ là sau khi Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện, đám người Sử Hồng Phi làm phản hết cả. Theo như Lục Quân Lâm thấy Phó Tổng Giám đốc Lục Vân Đình chắc chắn cũng phản bội rồi. Hôm nay Diệp Quân Lâm tới buổi họp bạn cũ thật ra là muốn tới gặp Lục Vân Đình, không ngờ cậu ta không tới. À, Lục Vân Đình chắc chắn không tới được đâu. Trần Tĩnh Huyên trong điện thoại rất kinh ngạc. Sao không tới được, Diệp Quân Lâm chau mày. Không phải cậu ấy đã qua đời rồi sao? Trần Tĩnh Huyên hỏi ngược lại. Để tránh nhắc chuyện buồn, Trần Tĩnh Huyên còn cố ý nhắc hôm nay mọi người đừng nhắc đến Lục Vân Đình nữa. Qua đời. Tin tức này giống như sấm vang chớp giật bên tai Diệp Quân Lâm. Hả, anh không biết sao, sau khi anh vào tù không lâu, Diệp gia và tập đoàn Quân Lâm xảy ra tranh chấp, sau đó không lâu có tin Lục Vân Đình sợ tội mà nhảy lầu tự tử. Trần Tĩnh Huyên giải thích. Cái gì, có cả việc này nữa? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Bởi vì từ đầu chí cuối anh đều biết là chuyện do Diệp gia ra tay vì vậy không sai người đi thăm dò, bởi vậy không nghe tin Lục Vân Đình qua đời. Bây giờ xem ra Lục Vân Đình không phản bội anh như Sử Hồng Phi, mà giữ vững tập đoàn Quân Lâm nên bị ép chết rồi. Sợ tội nhảy lầu. Tuyệt đối không có chuyện đó. Được, tôi biết rồi. Sau khi tắt máy, Diệp Quân Lâm để Thanh Long tìm hiểu chuyện này ngay lập tức. Nhanh chóng, Thanh Long gửi lại tin tức Lục Vân Đình sống chết bảo vệ tập đoàn Quân Lâm, kết quả bị Diệp gia mưu hại, cuối cùng ép cậu ấy nhảy lầu tự tử. 6 năm trước truyền thông đưa tin là Lục Vân Đình vì tham ô công quỹ, một mình nuôi hai nhân tình, sợ tội mà nhảy lầu tự tử. Diệp gia, Diệp Quân Lâm đấm một cái nát tường. Anh em là tôi trách nhầm cậu, Diệp Quân Lâm hổ thẹn nói. Buổi tối về tới nhà, Lý Tử Nhiễm nhận ra điểm thay đổi của Diệp Quân Lâm, không khỏi hỏi, anh sao vậy? Vân Đình chết rồi em biết không? Lý Tử Nhiễm sững sờ, em nghĩ là anh biết. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Tối nay anh mới biết. Anh đừng có kích động, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Lý Tử Nhiễm chỉ lo anh sẽ tìm Diệp gia để trả thù. Đó là người bạn tốt nhất của anh, cậu ấy vì anh nên bị hại chết, sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ? Anh nhất định không tha cho Diệp gia. Đôi mắt Diệp Quân Lâm lạnh buốt. Lý Tử Nhiễm nói ngay, anh bình tĩnh, sự nghiệp của chúng ta vừa mới bắt đầu, vốn không thể nào chống lại Diệp gia được. Giọng Diệp Quân Lâm lạnh băng. Một tuần nữa là tới kỳ hạn một tháng anh nói, đến lúc đó anh sẽ để tất cả người Diệp ra tới trước mộ của người anh em của anh, cần dập đầu thì dập đầu, cần đền mạng thì đền mạng. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long đến thăm mộ Lục Vân Đình. Vì sự can thiệp của Diệp ra, Lục Vân Đình không có tư cách chôn ở trong nghĩa trang, mà bị chôn ở một bãi biển vắng vẻ. Phần mộ đã bị cỏ dại phủ kín. Qua vài năm nữa, có lẽ phần mộ này cũng sẽ không còn hình dạng gì nữa. Người anh em, tôi tới thăm anh. Diệp Quân Lâm nói. Cái gọi là thương trường như chiến trường, Lục Vân Đình là người đầu tiên cùng Diệp Quân Lâm chém giết tắm máu. Tình cảm của anh và Lục Vân Đình người thường không ai hiểu được. Diệp Quân Lâm tự tay nhỏ hết cỏ dại, rồi chỉnh trang lại phần M độ anh cầm một chai đặc biệt chỉ dành cho quân khu và đổ lên phần mộ. Ngày hôm nay, hai anh em chúng ta cùng nhau vui vẻ uống một chút. Diệp Quân Lâm cầm chai rượu uống một hơi. Thanh Long thông báo mọi người Diệp ra, 6 ngày đã tới nơi này mà đền mạng. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tướng quân, đã rõ. Thanh Long gật đầu. Còn nữa,
Kỳ Lân làm cho lão cửu mang những người đó đến đây, phải sửa sang nơi này thật tốt. Mộ của anh em tôi không thể tồi tàn như vậy được. Diệp Quân Lâm nói với Kỳ Lân. Diệp Quân Lâm ngồi ở trước phần mộ, uống từng ngầm rượu. 6 năm trước anh còn cùng Lục Vân Đình giao hẹn, sau khi Lục Vân Đình kết hôn, Diệp Quân Lâm sẽ lái một chiếc Rolls Royce đắt tiền nhất đi đầu rước dâu. Trước mộ Lục Vân Đình, Diệp Quân Lâm ngây người gần một ngày. Đi thôi, đi xem cha mẹ của Vân Đình. Diệp Quân Lâm đứng dậy. Tướng quân đã điều tra được, cha mẹ của Lục tiên sinh ở cách đây không xa ngay trong thôn thành trung. Thanh Long không nén được mà nói. Diệp Quân Lâm sắc mặt thay đổi, được, cái gì, cha mẹ Vân Đình trước kia là nhân viên chính phủ, có nhà trong đơn vị, dù thế nào cũng sẽ không đến nổi phải sống trong thôn thành trung. Thanh Long do dự một chút rồi nói, Diệp gia dở trò quỷ, đơn vị thu họ Hồ nhà ở, đồng thời ngừng cấp lương hưu. Hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới ở tại thôn thành trung, thậm chí có thể nói là đang thoi thóp. Diệp Quân Lâm sắc mặt thay đổi. Diệp gia rõ ràng đuổi tận giết tận. Chỉ sợ nếu không có ai người, ước đoán cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp gia phải diệt trừ. Đi, chúng ta đi xem, cha mẹ Vân Đình cũng chính là cha mẹ ta. Ai dám động đến, chết. Diệp Quân Lâm lời nói chắc như đao chém. Thanh Long và Kỳ Lân nghe xong cảm thấy sợ hãi. Lâu rồi không thấy Diệp Quân Lâm tức giận như vậy. Lần cuối cùng là Diệp Quân Lâm đơn độc chống lại cùng lúc 18 cường quốc. Ba người rời đi không lâu. Lão cửu mang theo một đám người đi tới nơi này, chỉnh trang tu sửa lại phần mộ. Theo sau còn có một đám anh em. Số người được mang đến phải ít nhất 300 người. Dù sao Diệp Quân Lâm tự mình đích thân giao việc, bọn họ sao có thể không nghe. Thôn thành trung, không có khu đô thị sầm uất như Tô Hàng. Nhiều loại người hỗn tạp. Có đủ hạng người tụ tập, đây là nơi không có người quản lý. Trong ngõ tắt, tất cả đều nhân viên nhàn tản. Cũng có nhiều người phụ nữ ăn mặc hở hang ở đầu hẻm. Đầu hẻm lộn xộn, rác rưởi khắp nơi. Diệp Quân Lâm cảm thấy thật đau lòng, cha mẹ Vân Đình làm sao có thể ở nơi này. Ở trong ngõ sâu, mới tìm được căn nhà nhỏ của cha mẹ Vân Đình, cũng chỉ khoảng 30 mét vuông. Hai lão già, mau đem tiền ra đây. Mẹ nó. Chỉ còn nhà các người. Cách rất xa, ba người Diệp Quân Lâm đã nghe được tiếng ồn ào. Ba người đi vào trong sân sau, mới phát hiện chuyện đang xảy ra. Máy tên côn đồ nhuộm tóc màu mẹ đang thu phí bảo kê của cha mẹ Vân Đình. So với 6 năm trước, hai người đã già đi rất nhiều, xanh xao vàng vọt, chịu đủ khổ cực theo tháng năm. Tiểu ca thư thư một chút, khi có tiền sinh hoạt phí chúng tôi sẽ trả ngay. Lúc đó sẽ đưa cho anh. Cha Lục Vân Đình là Lục Học Văn đau khổ cầu xin. Cút mẹ mày đi, lần trước bọn mày cũng nói như vậy. Tên côn đồ cầm đầu một muốn tát một cái lên mặt Lục Học Văn. Tay hắn vừa mới giơ lên không trung thì dừng lại. Diệp Quân Lâm bắt lấy cổ tay của hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Mày là ai, mau buông tao ra. Tên côn đồ uy hiếp nói. Phanh. Diệp Quân Lâm đánh một quyền vào mặt tên côn đồ. Ngay lúc đó mặt nữ sụt xuống, máu bắn tung tóe. Tên côn đồ hét lên thảm thiết. Mấy tên côn đồ khác cũng bị Thanh Long và Kỳ Lân xử lý. Vài tên côn đồ phải bò đi để trốn khỏi đây. Tên cầm đầu đám côn đồ uy hiếp nói, lão già họ Lục kia tốt lắm, còn dám kêu người tới. Ông chờ đó, tao kêu hỗ ca tới. Bọn côn đồ bỏ đi. Lục Học Văn nhắm mắt lại, gương mặt tuyệt vọng. Hồ ca trong miệng tên côn đồ kia là một con rắn độc của thôn thành trung, dưới tay hắn có tới hơn 50-60 tên côn đồ và xã hội đen, chuyện gì bọn chúng cũng dám làm. Mỗi ngày đi thu phí bảo kê của các gia đình và người buôn bán. Nếu ai không nộp, hoặc nộp muộn, chắc chắn không tránh được bị đánh đập, thậm chí sẽ còn bị cắt đứt chân. Hồ ca lại càng hung ác, trước đây còn từng đi tù. Ở thôn thành trung, vừa nhắc tới hồ ca, ai cũng phải sợ mất mật. Vị tiểu ca này cảm ơn anh rất nhiều, anh mau rời đi đi. Hai, Lục Học Văn không nén được. Chú, gì là cháu? Cháu là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm kích động nói. Quân Lâm, thật sự là cháu sao? Có thể gặp lại cháu thật quá tốt. Vợ chồng Lục Học Văn kích động mà khóc thành tiếng. Con trai chết. Nơi gửi gắm duy nhất của bọn họ cũng không còn. Bây giờ thấy Diệp Quân Lâm, lại nhớ đến con trai, hai người đau lòng muốn chết. Chú,
Gì, hai người yên tâm đi, sau này cháu chính là con trai hai người, nửa đời sau của hai người có cháu chăm sóc. Bất kỳ ai cũng không được ức hiếp hai người. Diệp Quân Lâm thấy trên cổ vợ chồng Lục Học Văn vết bầm, lập tức nổi trận lôi đình. Đám súc sinh này, ngay cả người già cũng không buông tha. Lục Học Văn nhìn thoáng qua dưới lầu, lập tức nói, Quân Lâm, cháu và mọi người mau rời đi. Bọn họ chắc chắn đi gọi Hỗ Can, Hỗ Ca sẽ tới ngay đấy. Nếu Hỗ Ca tới đây, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nhẹ thì bị đánh một trận, nặng có thể nằm viện hoặc tàn phế. Con trai, mau đi đi. Mẹ của Lục Vân Đình cũng dục Diệp Quân Lâm, muốn anh đi khỏi đây. Chú, gì, cháu mà đi thì hai người phải làm sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Không sao cả, cùng lắm thì chúng ta bị đánh một trận thôi. Mạng của chúng ta không đáng tiền. Cháu phải sống tốt, giải oan cho Vân Đình, báo thù cho nó. Nói đến đây, Lục Học Văn nước mắt đã chảy dài. Diệp Quân Lâm an ủi, chú, dì hai người yên tâm. Bây giờ cháu đủ mạnh, không chỉ bảo vệ hai người, còn có thể báo thù cho Vân Đình. Không được, cháu không biết Hỗ Ca đáng sợ thế nào. Hỗ Ca dám giết người. Xem ra sự sợ hãi Hỗ Ca đã ăn sâu trong lòng người ở đi. Lục Học Văn vừa nhắc tới Hỗ Ca vừa có thái độ e ngại. Như vậy, vợ chồng Lục Học Văn bình thường hay bị bọn chúng ức hiếp. Con trai, con mau đi đi, nếu liên lụy đến các con sẽ không ổn. Mẹ Lục Vân Đình cũng sắp khóc, thỉnh thoảng liếc mắt phía dưới lầu. Chú, dì, có cháu ở đây, không có chuyện gì. Cháu ngược lại muốn xem Hỗ Ca lợi hại tới đâu. Diệp Quân Lâm quay đầu nói với Kỳ Lân, trước mắt để cho lão cửu cùng mọi người đến đây. Kỳ Lân gật đầu, đã rõ. Con trai mau đi đi, thật sự rất nguy hiểm. Không được, không đi được, bọn họ đến rồi. Lục Học Văn hoảng sợ nói. Mọi người thấy trong hẻm nhỏ xuất hiện mấy chục người, trong tay cầm theo gậy gộc, vũ khí. Cầm đầu là một gã đàn ông để lưng trần, trên người có hình xăm con hổ. Vừa nhìn giống như hung thần ác sát. Ai dám đánh anh em tao, cút ra đây cho tao. Từ rất xa đã nghe được tiếng gào thét của Hỗ Ca. Các nhà xung quanh đều sợ hãi đóng hết cửa lại. Bọn họ sợ trận đổ máu sẽ liên lụy đến họ. Hỗ Ca vừa lên tiếng, hai người già sợ đến lạnh run người, ôm chặt cánh tay Diệp Quân Lâm cánh tay. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ tay bọn họ, chú, dì, đừng sợ. Rất nhanh Hỗ Ca cùng hơn hàng chục tên côn đồ tới ngay dưới cầu thang. Ở đây có Kỳ Lân và Thanh Long trông chừng. Nhìn thấy khí thế hai người, sắc mặt Hỗ Ca biến đổi rồi lại bình thường. Trên người hai người kia có khí tức sát phạt làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Vừa rồi ai đánh anh em tao? Hỗ Ca hỏi. Hắn là một con rắn độc của thôn Thành Trung. Chỉ cần là tiền, cũng không cần cướp, trực tiếp thu phí bảo kê. Thích người phụ nữ nào, trực tiếp đem về ngủ cùng là được. Từ trước tới nay chưa từng có ai làm trái ý hắn. Chứ đừng nói là ai đó ra tay đánh người của hắn. Cho nên Hỗ Ca rất tức giận. Tự mình mang theo tất cả đám côn đồ tới đây. Diệp Quân Lâm cười cười, là tôi. Rất ngang ngược, là người thân của Lục Học Văn. Lục Học Văn lá gan thật lớn nha. Dám kêu người đánh anh em tao. Tao để mày xem hai lão già này sẽ chết như thế nào. Hỗ Ca uy hiếp trước mặt Diệp Quân Lâm. Vợ chồng Lục Học Văn sợ choáng váng, lập tức cầu xin tha thứ. Hỗ Ca, cháu của tôi không hiểu chuyện. Cầu xin anh tha thứ. Cam đoan không có lần xô. Tha thứ cũng được, 500.000 tiền men. Sau đó mỗi người bọn họ tự phế bỏ một cái cánh tay, chuyện này coi như xong. Hỗ Ca cười lạnh nói. A, 500.000. Vợ chồng Lục Học Văn như sét đánh. Không được, bọn họ còn trẻ như vậy, làm sao có thể phế bỏ cánh tay. Hỗ Ca anh muốn cánh tay, để hai chúng tôi thay thế bọn họ. Lục Học Văn khóc khẩn cầu. Vậy không được, lấy hai cánh tay của hai lão già có ích lợi gì? Uy, ba người các ngươi có nghe hay không? Đừng ép tao tự mình động thủ. Hỗ Ca tàn nhẫn, khóe miệng câu lên. Ong ong ong. Lúc này trong hẻm nhỏ truyền đến âm thanh tiếng xe, một chiếc lại một chiếc. Chính điều này đã thu hút sự chú ý của Hỗ Ca và mấy chục tên côn đồ. Bọn họ quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe tải dừng ở bên ngoài. Ra ớt không từ trên xe lao xuống vô số người, tạo thành một mảng đen, đáng sợ hơn là những người kia đều vọt vào trong sân nhà này. Ken két két,
đông nghịt người tập trung tại sân nhỏ, thậm chí có vẻ có điểm chật chội. Mà Hỗ Ca và hơn 40-50 tên côn đồ đang bị bao vây ở giữa. Chung quanh bọn họ đều là người. Trong tay những người này là gậy gộc, đang nhìn chòng chọc vào bọn họ. Hỗ Ca em đếm có hơn 200 người, cộng thêm bên ngoài chưa vào thì khoảng 300 người rồi. Một gã côn đồ lạnh run nói. Cái gì, 300 người? Hỗ Ca và đám côn đồ đều sợ choáng váng. Bọn họ nhìn xung quanh, phát hiện một chuyện. Nhóm người bao vây hắn ai đấy đều cường tráng, trên người lộ ra sát khí, vừa nhìn đây chính là côn đồ cao cấp. Cùng côn đồ như bọn họ rất khác nhau. Có thể đoán được một người trong số họ đánh 5-6 người bọn họ là chuyện bình thường. Đây chuyện gì? Chuyện này, ngay cả Hỗ Ca đều run lẫy bẩy. Lúc này, khi mọi người đang vây xung quanh, một nhóm người đi vào. Cầm đầu là lão cửu, đi theo bên cạnh còn có Tam gia và các lão đại. Đây là Bắc lão cửu, đây là Tam gia, đây là Thành Đông Long gia, đây là Thành Nam Vạn gia. Hỗ Ca đã từng gặp những lão đại này, cho nên những lão đại ở Tô Hàng hắn đều biết. Hắn ở trong mắt Tam gia, cao lắm cũng chỉ là một tên đàn em mà thôi. Chứ đừng nói đến trước mặt lão cửu. Mà ngay cả làm tiểu đệ cũng chưa đủ tư cách. Cửu gia cơn gió nào đưa ngài đến nơi nhỏ bé này ạ? Hỗ Ca khom người cười nói. Chỉ là lão cửu cùng 7-8 vị lão đại, cơ bản không quan tâm đến hắn. Bọn họ trực tiếp đi tới cửa cầu thang, hướng về phía trên lầu nhìn Diệp Quân Lâm cung kính nói, Diệp tiên sinh. Có việc xin dặn dò. Cái gì? Đám người Hỗ Ca thấy vậy thì cảm thấy không thể nào tin được. Lão đại lão cửu lại cung kính đối với Diệp Quân Lâm như vậy. Người thanh niên này có thân phận gì? Tất cả mọi người sợ choáng váng. Ngay cả vợ chồng Lục Học Văn cũng trợn tròn mắt. Không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm. Nhìn thái độ của Hỗ Ca có thể nhìn ra, những người này rất lợi hại. Nhưng sao bọn họ lại tôn kính với Diệp Quân Lâm như vậy? Diệp Quân Lâm phất tay một cái, bọn chúng ức hiếp cha mẹ nuôi của tôi, các anh cứ xem mà làm. Nói xong, Diệp Quân Lâm mang theo vợ chồng Lục Học Văn đi vào phòng. Nhận được chỉ thị, lão cửu chậm rãi xoay người lại, nhìn đám người Hỗ Ca cười dữ tợn, đánh. Đánh chết cho ta, không nương tay. Nghe như thế, cả đám Hỗ Ca sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Xong, hơn 300 người nhằm đám người Hỗ Ca. 50-60 người của Hỗ Ca thực sự không có sức chiến đấu. Không tới 3 giây bọn chúng đều té ngã trên mặt đất. Nhưng bây giờ đám côn đồ mới thực sự bắt đầu. Gậy gộc toàn bộ đều đánh đến trên người bọn chúng, thật sự đánh cho chết. Nhất là Hỗ Ca, rất nhanh đã nằm trong vũng máu, thân thể không ngừng co quắp. Những người khác cũng không khá hơn. Toàn bộ bị đánh một trận. Trong phòng Diệp Quân Lâm không tâm những chuyện này. NH tin tưởng lão cửu có năng lực xử lý tốt. Hơn nữa còn có thể xử lý tốt những chuyện phía sau. Ít ra đến khi anh ra ngoài. Sẽ không còn nhìn thấy vết máu. Quân Lâm, cháu làm sao lại lợi hại như vậy? Lục Học Văn kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mỉm cười, chú cứ yên tâm, hiện tại cháu đã đủ mạnh mẽ. 6 ngày sau, cháu sẽ làm cho bọn người Diệp gia quỳ gối trước mộ Vân Đình, sám hồi, mạng đền mạng. A2. Lục Học Văn cảm thấy như vậy quá điên cuồng. Nhưng vừa thấy chuyện vừa xảy ra, ông lại cảm giác được một tia hy vọng. Chú. Gì, từ nay về sau cháu xin nhận hai người làm cha mẹ nuôi. Đi, chú và dì chúng ta sẽ dọn ra ngoài trước đêm nay. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm mang theo vợ chồng Lục Học Văn rời khỏi nơi này. Trong sân không thấy một chút dấu vết nào, một vết máu nhỏ cũng không có. Thậm chí, người của Hỗ Ca nhiều như vậy đã đi hết, một chút vết tích cũng không có. Buổi tối Diệp Quân Lâm sắp xếp cho hai người ở một khách sạn 5 sao. Ngày thứ hai, Diệp Quân Lâm mua cho hai người già một căn biệt thự. Lúc này, Diệp gia bỏ qua thiệp mời của Diệp Quân Lâm. Diệp Nhất Long cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm dám bảo mọi người Diệp gia chúng ta vào 6 ngày sau đến trước mộ Lục Vân Đình đền mạng. Ý nghĩa thực sự kỳ lạ. Diệp Kiện Sâm không thèm quan tâm nói, Diệp Quân Lâm thực sự không hiểu Diệp gia này đã đáng sợ tới mức nào sao. Ha ha, chúng ta sẽ chờ 6 ngày sau. Nghĩ tới vẻ mặt tuyệt vọng của Diệp Quân Lâm, tôi cũng cảm giác thoải mái. Diệp Đông Huy và Diệp Tây Huy bật cười. Diệp Nam Huy là người khá cẩn thận, hỏi, Nhất Long,
cháu xác định phía sau Diệp Quân Lâm là lão cửu đúng không? Diệp Nhất Long nói, chú, cháu khẳng định, ngày hôm nay lão cửu đi thăm mộ Lục Vân Đình, còn đến thôn thành trung tìm cha mẹ Lục Vân Đình. Có người nói họ còn đánh bỏ Hỗ Ca. Khẳng định chính là hắn ta. Không sêu. Diệp Nam Huy lúc này mới gật đầu, nói như vậy, cháu lại càng yên tâm. Nhưng vẫn nên cẩn thận. Nam Huy yên tâm đi, chúng ta đã liên hệ được Đỗ Việt Sinh, anh ta sẽ đến, còn gọi tất cả mọi người tới trợ uy cho chúng tết. Diệp Kiện Sâm âm hiểm mỉm cười. 6 năm trước chúng ta có thể làm cho Diệp Quân Lâm thân bại danh liệt, 6 năm sau, ta sẽ cho nó hiểu rõ, muốn nó đi vào địa ngục là chuyện cực kỳ dễ dàng. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm gọi điện cho Trần Tĩnh Huyên, trong điện thoại Trần Tĩnh Huyên ấp úng, như có chuyện gì. Nói cho tôi địa điểm, tôi sẽ đến tìm. Diệp Quân Lâm không nhịn được nói. Nhà hàng Tây Tô Tây ở trung tâm Tô Hàng. Trần Tĩnh Huyên nói địa điểm cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lái xe thẳng đến trung tâm Tô Hàng. Lúc này, trong phòng ăn của Tô Tây, Trần Tĩnh Huyên đang ngồi với vẻ mặt lúng túng. Ở bên cạnh cô là một cặp vợ chồng trung niên, đó là ba mẹ cô Trần Vạn Hoa và Tô Cầm. Ngồi đối diện còn có một thanh niên trẻ tuổi cùng một đôi vợ chồng trung niên khác. Hôm nay Trần Tĩnh Huyên bị ba mẹ gọi tới ở xem mặt. Dù sao nàng và Diệp Quân Lâm giống nhau, sắp qua 30 rồi. Người nhà luôn rất sốt ruột. Người đàn ông đối diện là An Phi Vũ, bản thân tự thân gây dựng sự nghiệp, tài sản đã có mấy triệu. Gia đình anh ta có 5 căn hộ ở trung tâm Tô Hàng. Đối với việc xem mắt hôm nay, An Phi Vũ cũng không thoát được. Mặc dù Trần Tĩnh Huyên rất ưu tú, nhưng anh ta thấy bản thân vẫn ưu tú hơn, hoàn toàn có thể đè ép đối phương. Ba mẹ anh ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên lúc xem mắt, phía An Phi Vũ có thái độ rất cao ngạo. Vợ chồng Trần Vạn Hoa rất hài lòng với vị hôn phu này. Lão Trần, nếu như mọi người cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta có thể ước định chuyện này nhé. Cha của An Phi Vũ là An Long Kỳ nói. À, được rồi, tôi cũng nghĩ vậy, Phi Vũ rất ưu tú, tôi cũng rất hài lòng. Trần Vạn Hoa và Tô Cầm rất vui mừng. Kỳ thực mọi điểm ở An Phi Vũ rất thích hợp mình, nhưng trong đầu Trần Tĩnh Huyên xuất hiện một hình bóng. Cô lập tức cự tuyệt nói, không được, tôi cảm thấy chúng ta cần tìm hiểu về nhau hơn. À, như vậy còn chưa đủ hiểu rõ sao? Còn muốn hiểu rõ thế nào? An Long Kỳ cùng An Phi Vũ sắc mặt thay đổi. Chúng ta chỉ quen nhau chưa đầy 1 tháng, quá nhanh. Trần Tĩnh Huyên tuyệt đối không đồng ý. An Phi Vũ kinh ngạc nhìn Trần Tĩnh Huyên hỏi, à. Không thể, hai dù có tìm hiểu để hiểu nhau hơn nữa cũng thế thôi, hơn nữa tôi cảm thấy cũng không có gì khác. Dù sao tuổi của chúng ta đều đến lúc kết hôn rồi. Trần Vạn Hoa, An Long Kỳ lập tức gật đầu, đúng đúng đúng. Đúng lúc này, một người lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Chính là Diệp Quân Lâm. Anh trực tiếp cầm cánh tay Trần Tĩnh Huyên nói rằng, đi, tôi tìm cô có việc. Tất cả đều ngây ngắn cả người. Ngay cả Trần Tĩnh Huyên cũng ngắn ra. Cô không ngờ Diệp Quân Lâm sốt ruột như vậy, thậm chí còn kéo tay cô. Anh là ai? Anh muốn làm gì hay bỏ tay ra? An Long Kỳ tức giận nói. Trần Vạn Hoa và Tô Cầm cũng tò mò nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, con gái đây là ai? Nhìn rất quen. Trần Tĩnh Huyên bất đắc dĩ trả lời, ba mẹ đây là Diệp Quân Lâm. Trần Vạn Hoa và Tô Cầm sắc mặt thay đổi, cái gì? Diệp Quân Lâm hai hèn gì cảm thấy rất quen. Nó đang gì đấy? Con với nó có quan hệ gì? COOSIL7 chúng ta là bạn học nên có chuyện sẽ liên lạc nhau. Trần Tĩnh Huyên giải thích. An Long Kỳ phía đối diện lập tức chất vấn, lão Trần, đây là ý gì? Lẽ nào hai người sắp xếp xem mặt cùng lúc hai nhà? Diệp Quân Lâm giờ mới hiểu được thì ra bọn họ xem mắt. Trần Vạn Hoa lập tức giải thích, không phải. Đây chỉ là bạn học của con gái tôi. Nó làm sao có thể so sánh với Phi Vũ? Phi Vũ có gia sản lên tới mấy triệu, tên kia chỉ là một kẻ tội phạm mới ra từ nghèo hèn. Ngay cả một công việc đều không có, làm sao có với Phi Vũ? Nghe vậy, sắc mặt An Long Kỳ dịu đi nhiều. Dù sao bọn họ cũng thấy ánh mắt của Trần Tĩnh Huyên có gì đó rất lạ, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Phi Vũ cũng thở dài, dùng ánh mắt ché giễu đánh giá Diệp Quân Lâm cười nói. Tĩnh Huyên, bạn học của em không có việc làm sao? Đội bảo vệ công ty anh vẫn còn chỗ trống, hay để anh ta đến đó làm đi.
Với bề ngoài của anh ta có thể đủ tiêu chuẩn. Vì nể mặt Tĩnh Huyên, một tháng 6.000 được không? Diệp Quân Lâm không để ý đến anh ta, nói với Trần Tĩnh Huyên, xin lỗi, quấy rối chuyện xem mắt của cô. Trần Tĩnh Huyên lập tức lắc đầu, không có chuyện gì, anh có chuyện gì gấp sao? Tôi muốn mua nhà cho chú và dì, cho nên mới tìm cô. Diệp Quân Lâm nói, thì ra là muốn mua nhà, anh có chú và dì cần mua nhà. Hạ An Long Kỳ cùng An Phi Vũ cũng lộ ra nụ cười khinh miệt. Mua nhà. Trong mắt bọn họ, Diệp Quân Lâm cùng lắm chỉ mua được 100 thước vuông trong vòng, 2,3 triệu là quá sức rồi. Vợ chồng Trần Vạn Hoa nghĩ rằng, anh tìm Trần Tĩnh Huyên, chính là muốn kiếm được chút ưu đãi từ Trần Tĩnh Huyên. Dù sao Trần Tĩnh Huyên là một quản lý, cô có rất nhiều ưu đãi khác nhau. Mấy năm nay, vì Trần Tĩnh Huyên làm quản lý, không ít người tìm đến Trần Tĩnh Huyên để mua nhà. Mục đích chỉ có một, ưu đãi cao hơn, tiết kiệm không ít tiền. Thậm chí có những ưu đãi chết khấu mấy trăm ngàn. Nói vậy Diệp Quân Lâm tìm Trần Tĩnh Huyên cũng vì mục đích đó. Hiểu, tôi không thích hoa viên Đông Phương. Trần Tĩnh Huyên cũng là người từng trải. Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy, cô hiểu ngay. Diệp Quân Lâm muốn mua biệt thự. Không đúng vậy sẽ không tới tìm nàng, trực tiếp ở Đông Phương hoa viên giải quyết rồi. Được. Diệp Quân Lâm gật đầu. Công ty chúng tôi có những gì anh muốn, tôi đem anh đi. Trần Tĩnh Huyên hướng về An Long Kỳ, An Phi Vũ nói rằng, An thúc thúc, A Di. Con đi xử lý chuyện mua nhà cùng người bạn này, con sẽ nhanh quay lại. Hát An Long Kỳ đứng dậy, cười nói, như vậy đi, chúng ta đều đi cùng con. Chúng ta muốn biết rõ hơn công việc của con. Đúng vậy, Tĩnh Huyên chúng ta cùng đi xem sao. An Phi Vũ rất kích động, liếc mắt giễu cợt nhìn Diệp Quân Lâm. Trần Tĩnh Huyên ban đầu không đồng ý, nhìn về phía Diệp Quân Lâm, như muốn hỏi ý kiến của anh. Diệp Quân Lâm gật đầu, được, cùng đi. Tốt, vậy chúng ta cùng đi hết. Khi ra khỏi nhà hàng, An Phi Vũ có ý đi lấy hóa đơn tính tiền. Hóa đơn được lấy lại, còn cầm ra cười nói, mỗi người 800, 6 người 5.000 cũng không cao, cũng rẻ rồi. Trần Vạn Hoa cười nói, Tiểu An bình thường đều phải tham gia các buổi tiệc lớn, mỗi người 800 thật sự quá rẻ. An Phi Vũ nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt cười nói, đúng vậy. Công việc cần như vậy, mỗi bữa ăn mỗi người đều không dưới 2.000. Vợ chồng Trần Vạn Hoa càng vừa lòng An Phi Vũ. Đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, Trần Tĩnh Huyên nhìn Diệp Quân Lâm nói, ngồi xe của tôi chở anh đi. Tốt, không thành vấn đề, nơi này cô vẫn quen thuộc hơn. Cuối cùng, Trần Tĩnh Huyên lái xe chở cha mẹ cùng Diệp Quân Lâm, An Phi Vũ lái xe chở cha mẹ anh ta, trực tiếp đi theo. Đi được khoảng một giờ, hình như đã ra tới ngoại ô. An Long Kỳ cùng An Phi Vũ cười nói, cũng sắp đến ngoại ô rồi, chắc là mua nhà ở thôn Thành Trung. Mẹ An Phi Vũ cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ của anh ta có thể mua nhà đã là tốt rồi. Nhưng sau nửa giờ, Trần Tĩnh Huyên dừng lại ở khu biệt thự. Tĩnh Huyên không phải mua nhà sao? Tới khu biệt thự làm gì? Sau khi xuống xe An Phi Vũ tò mò hỏi. Trần Tĩnh Huyên kinh ngạc nhìn anh ta rồi nói, mua biệt thự A. Vừa rút lời, mọi người đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người đều ngây ngắn. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm cùng Trần Tĩnh Huyên tỏ vẻ không dám tin. Mua biệt thự. Giọng nói An Phi Vũ rõ ràng đang run rẩy. Đúng vậy, chính là tới mua biệt thự. Nếu mua nhà bình thường hoặc căn hộ lớn, thì ở Hoa Viên Đông Phương là được rồi. Trần Tĩnh Huyên nói. An Phi Vũ và An Long Kỳ trợn tròn mắt. Nhà bọn họ ở Hoa Viên Phương Đông, dù là một căn nhà cũng là bọn họ có gắng hết sức. Càng đừng nói đến khu biệt thự thuộc Hoa Viên Phương Đông. Nơi này một căn biệt thự không thấp hơn 3-4 ngàn vạn. Loại cao cấp có thể lên đến 100 triệu. Nhưng bọn họ không tin Diệp Quân Lâm có thể mua biệt thự. Ngay cả Trần Vạn Hoa và Tô Cầm cũng không tin. Dù sao bọn họ tự cho rằng biết rõ về Diệp Quân Lâm. Sao có khả năng mua biệt thự được? Cũng không phải là Diệp Quân Lâm của 6 năm trước có giá trị tài sản vài tỷ. Nhưng sau đó, có một đám người đi ta từ khu biệt thự. Người dẫn đầu thì Trần Vạn Hoa và Tô Cầm đều biết. Chính là Vu Thụ Long đại boss của bất động sản Phương Đông, là cấp trên của Trần Tĩnh Huyên. Bọn họ đã từng gặp qua trong buổi gặp mặt thường niên. Nhìn thấy Vu Thụ Long đi nhanh, đến trước mặt Diệp Quân Lâm, rất kích động nói,
Chào Diệp tiên sinh, ngài đã tới không nói tôi biết một tiếng, tôi sẽ tiếp đón từ đầu. Hoan nghênh Diệp tiên sinh đến. Nhóm nhân viên làm tại khu biệt thự nhân viên đều hô vang, bọn họ đứng thành hai hàng, còn bắn pháo hoa chúc mừng. An Long Kỳ và An Phi Vũ đều trợn mắt. Đây là đãi ngộ gì vậy? Trần Vạn Hoa và Tô Cầm đánh giá Diệp Quân Lâm thêm một lần nữa. Diệp Quân Lâm nhàn nhạt nói, không cần phiền như vậy, tôi chỉ tới đây mua một căn biệt thự mà thôi. Phóc! Nghe được Diệp Quân Lâm nói như vậy, đám người An Long Kỳ quả thực muốn hộc máu. Vợ chồng Trần Vạn Hoa như ý thực được điều gì, không cầm lòng mà hỏi Trần Tĩnh Huyên, lúc trước nó từng mua nhà ở đây sao? Đúng, tất cả những khu VIP của Hoa Viên Phương Đông, 500.000 vạn. Hiện tại là hội viên cao cấp của bất động sản Phương Đông. Trần Tĩnh Huyên nói. Hai vợ chồng Trần Vạn Hoa thiếu chút nữa ngất xỉu. Quá mức khó tin. Mua nhà 5.000 vạn. Diệp tiên sinh, xin theo tôi. Phu Thụ Long tự mình tiếp đón Diệp Quân Lâm vào trung tâm mua bán. Bên trong đã sớm dọn xong sâm panh, xem ra tiệc thiết đãi khách đã xong. Không biết Diệp tiên sinh muốn xem biệt thự nào? Phu Thụ Long hỏi. Tốt nhất. Diệp Quân Lâm không chút do dự. Những nối tiếc dành cho Lục Vân Đình, anh muốn đền bù cho ba mẹ anh ta. Một căn biệt thự thật sự không là gì cả. Đối với Diệp Quân Lâm là chuyện bình thường. Đam Mỹ Hài, An Long Kỳ, An Phi Vũ cực kỳ sợ hãi. Công ty của anh ta cùng với tài sản đều không tới 100 triệu, người kia mua một căn biệt thự hơn 100 triệu. Nghĩ đến việc lúc nãy bọn họ còn chào phúng Diệp Quân Lâm, bọn họ tự dưng đỏ mặt. Có lẽ trong mắt Diệp Quân Lâm, bọn họ chỉ là trò hề mà thôi. Diệp tiên sinh bên này, đây là khu biệt thự cao cấp nhất của Phương Đông tại tỉnh Kim Lăng, 100 triệu 2.000 vạn. Có thể ưu đãi Diệp tiên sinh 2.000 vạn, 100 triệu. Đây là căn biệt thự được xây dựng theo tiêu chuẩn là 3 vạn khối 1 mét vuông. Phu Thụ Long bắt đầu giới thiệu biệt thự. Được, nếu có thể, tôi muốn đêm nay dọn vào. Có được không? Diệp Quân Lâm hỏi. Hoàn toàn có thể, bố trí 3 bảo mẫu, một quản gia, một người chuyên trông coi xe, một tài xế chuyên trách. Phu Thụ Long lập tức nói. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng quẹt thẻ, mua một căn biệt thự hơn 100 triệu. Diệp Quân Lâm chỉ về Trần Tĩnh Huyên nói, đơn hàng này là của cô ấy. Cái này tôi hiểu, Diệp tiên sinh yên tâm. Phu Thụ Long mỉm cười. Trần Tĩnh Huyên dở khóc dở cười. Một đơn hàng này, cô, ít nhất, có thể được 5 triệu. Trong khi trên cơ bản cô không làm gì cả. Sau khi biết được mọi việc, Trần Vạn Hoa và Tô Cầm nhát thời cảm thấy An Phi Vũ rất bình thường, mấy triệu kia không là gì. Sau căn hộ của An gia cũng chẳng là gì. Lão An, chuyện của bọn trẻ chúng ta cứ thư thư. Sau này hãy tính tiếp. Trần Vạn Hoa vô tình nói. À hay không, không sao. Ba người An Long Kỳ trợn tròn mắt. Chỉ là Trần Vạn Hoa bọn họ đã đi xa. Buổi tối, Diệp Quân Lâm đưa vợ chồng Lục Học Văn vào biệt thự. Cha nuôi mẹ nuôi, hai người yên tâm ở lại đây. Con sẽ thay Vân Đình hiểu thảo với hai người. Sau khi sắp xếp cho hai người, trong lòng Diệp Quân Lâm lúc này mới an ổn hơn. Diệp gia vẫn theo dõi toàn bộ hoạt động của Diệp Quân Lâm. Diệp Nhất Long cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm còn mua cả nhà cho hai vợ chồng già Lục Học Văn, lại còn tuyên bố báo thù cho Lục Vân Đình. Hừ, nó chỉ là một thằng vô dụng, ngay cả Lục Vân Đình chết như thế nào chắc gì đã tra được, chứ đừng nói đến báo thù. Ngô Nhã Lệ tỏ vẻ khinh thường. Lý gia chắc là chưa biết chuyện này. Nhất Long, đi nói với Lý gia chuyện 5 ngày sau, Lý gia cũng phải đến cùng. Ta muốn để mọi người Lý gia nhìn thấy Diệp Quân Lâm chết như thế nào. Rốt cục ta có thể thay Diệu Dương báo thù. Diệp Tây Huy lùng lùng nói. Diệp Nhất Long bất ngờ đến nhà Lý gia, làm cho đám người Lý Thiên Hạo sợ hãi. Khi biết chuyện vài ngày nữa sẽ phải đến phần mộ kia, mọi người trong Lý gia càng sợ hãi. Diệp Nhất Long uy hiếp nói, sau 5 ngày, tôi không thấy các người xuất hiện trước phần mộ Lục Vân Đình, Lý gia chắc chắn bị diệt. Diệp công tử yên tâm, tất cả thành viên Lý gia chúng ta nhất định có âm. Lý Thiên Hạo sợ đến mức suýt chút nữa phải quỳ xuống. Sau khi Diệp Nhất Long rời đi, Lý Thiên Hạo giận dữ. Tên Diệp Quân Lâm đúng là tai họa, tại sao đi trêu chọc Diệp gia làm cái gì, làm chúng ta ra đều liên lụy. Tôi thực sự hận không thể giết Diệp Quân Lâm. Đi, mọi người chúng ta đến nhà Lão Tam.
Lý Thiên Hạo mang theo rất nhiều người tới nhà Lý Văn Uyên. Muốn Lý Văn Uyên báo cho Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm tới đây. Ở dưới lầu có rất nhiều xe tới đậu. Sau khi vào nhà, càng khiếp sợ hơn, bên trong đầy người. Tất cả mọi người Lý gia đều đến rồi. Diệp Quân Lâm, mày là đồ súc sinh, mày hại chết Lý gia rồi. Mới vừa vào cửa, Lý Văn Uyên nhìn về phía Diệp Quân Lâm chửi ầm lên. Những người khác cũng nhao nhao của trách Diệp Quân Lâm. Sau khi Lý Tử Nhiễm hiểu rõ mọi chuyện, cũng không còn cách nào mà nhìn Diệp Quân Lâm, cô khóc nức nở nói, tôi không phải nói anh rồi sao? Không nên đi trêu chọc Diệp gia, anh cũng không nghe tôi. Tôi biết anh muốn báo thù cho Lục Vân Đình, nhưng anh có từng nghĩ đến chúng tôi không? Anh từng nghĩ đến tôi không? Vì ầu Diệp Quân Lâm vừa mở miệng đã bị ngắt lời. Không phải, anh không hề, anh chỉ nghĩ gì làm đó. Hiện tại anh hoàn toàn đắc tội với Diệp gia. Chúng ta bị họ giận chó đánh mèo. Chỉ cần một người trong Diệp gia không hài lòng, Lý gia ở Tô Hàng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chúng tôi đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh muốn ép tôi chết mới được sao? Nói đến đây, Lý Tử Nhiễm khóc như mưa. Diệp Quân Lâm không giải thích. Hiện tại anh có giải thích cái gì thì cũng ai không nghe. Bây giờ nên làm sao đây? Lý Văn Uyên suy nghĩ nát óc. Lý Thiên Hạo lên tiếng, hiện tại chỉ có một biện pháp giải quyết. Để cho Tử Nhiễm và anh ta ly hôn đi, Diệp Quân Lâm với chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Đám người Trương Tùng và Lý Tùng Khuê lập tức hùa theo, đúng, phải ly hôn. Như vậy mới có thể bảo toàn Lý gia. Mặc dù Lý Văn Uyên vẫn luôn bị bài xích, nhưng trong chuyện này, bọn họ vẫn cùng Lý gia đứng chung một chỗ. Lý Văn Uyên lạnh lùng nói, anh gặp rắc rối thì anh tự đi mà giải quyết, đừng liên lụy chúng tôi. Chúng tôi cũng đồng ý ly hôn. Triệu Nhã Lan gật đầu, đúng, nhanh ly hôn đi, vốn tưởng rằng có thể trải qua khoảng thời gian an ổn một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Anh không xứng ở lại Lý rồi. Trên dưới Lý gia đều cứng rắn yêu cầu Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm ly hôn, một khắc cũng không cho phép Diệp Quân Lâm ở lại Lý gia. Đối với cách nhìn của những người này, Diệp Quân Lâm cơ bản không để bụng. Anh chỉ quan tâm Lý Tử Nhiễm nghĩ như thế nào. Ánh mắt Diệp Quân Lâm nhìn về phía Lý Tử Nhiễm, hỏi, em nghĩ sao? Anh tôn trọng suy nghĩ của em. Nếu như Lý Tử Nhiễm cũng muốn ly hôn, Diệp Quân Lâm sẽ không từ chối, anh tôn trọng lựa chọn của Tử Nhiễm. Nói thật, anh làm tôi quá thất vọng rồi. Đang êm đẹp, cần phải tranh chấp với Diệp gia, chuyện này không chỉ là vấn đề của anh, toàn bộ Lý gia đều bị anh làm cho phiền phức. Diệp gia lúc này sẽ tàn nhẫn đối phó anh, chỉ cần bọn họ nói một câu. Lý gia sẽ không còn tồn tại. Giọng nói lạnh băng của Lý Tử Nhiễm. Lý Thiên Hạo bọn họ rất hài lòng với kết quả này. Chỉ cần nghe lời nói Lý Tử Nhiễm trách tội Diệp Quân Lâm, có thể ly hôn, Lý gia cũng chỉ có thể lo thân mình. Sau này anh làm gì cũng phải suy xét, vì người khác mà suy tính một chút. Vì tôi không muốn liên lụy người nhà, tôi quyết định. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm nhắm mắt lại. Cô đúng là muốn ly hôn. Tôi quyết định rời khỏi Lý gia, về sau Lý gia và tôi không có bất kỳ quan hệ nào. Tôi lựa chọn cùng chồng tôi đối mặt với mọi chuyện. Lý Tử Nhiễm đi lên trước một bước, lựa chọn cùng Diệp Quân Lâm đứng chung một chỗ. Oanh! Quyết định này làm cho Diệp Quân Lâm đều bối rồi. Anh ta vô cùng vui mừng vì quyết định này. Quả nhiên là vợ của mình. Quyết định của Lý Tử Nhiễm cũng làm cho mọi người Lý gia bối rối. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Nan la lớn. Tử Nhiễm con làm sao vậy? Ly hôn, phải ly hôn. Lý Tử Nhiễm lắc đầu, không được, con không ly hôn. Nếu muốn ly hôn, con cần gì cho anh ta 6 năm? Ông nội, nếu như mọi người muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn, vậy thì trục xuất con khỏi gia tộc đi. Chuyện này, suy cho cùng cũng là cháu gái mình, hơn lại đang phát triển một dự án lớn như vậy, Lý Thiên Hạo cũng có chút không nỡ. Ông nội nhanh quyết định đi, hy sinh một mình nó. Bảo vệ toàn bộ Lý gia. Trương Tùng không kịp chờ đợi mà nói. Những người khác cũng lần lượt thúc giục. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan chỉ có thể đứng nhìn. Giữa lúc Lý Thiên Hạo tuyên bố quyết định, Diệp Quân Lâm lại cười nói, các người không tin tôi sao? Chỉ cần các người tin tưởng tôi giải quyết chuyện này. Sẽ để Lý gia chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Điều kiện tiên quyết là Tử Nhiễm không bị trục xuất gia tộc. Ai còn tin tưởng anh chứ? Mặt mũi anh lớn vậy sao? Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng thất vọng về anh,
huống hồ là người khác. Diệp Quân Lâm lời này vừa ra, gây nên những người khác bất mãn mãnh liệt. Cây Mẫn Nhiễm cũng không tin, chớ đừng nói chỉ là những người khác. Lý Thiên Hạo lạnh như băng, vô tình nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm, tuyên bố, được, ta quyết định trục xuất Lý Tử Nhiễm khỏi Lý gia. Từ nay về sau các người không có bất cứ quan hệ gì với Lý gia. Ta lập tức đến Diệp gia nói rõ, cũng sẽ để truyền thông đưa tin. Từ nay về sau, Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm không có bất kỳ quan hệ gì với Lý gia. Các người tự gây họa thì tự giải quyết. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thất vọng nhìn Diệp Quân Lâm, tức giận nói, mày chính là một phế vật, từ đầu đến chân mày đều là phế vật. Ngay cả bảo hộ cho vợ mình cũng không làm được. Vợ của mày bị trục xuất ra khỏi gia tộc mà mày còn làm ngơ. Mày không phải một thằng đàn ông. Diệp Quân Lâm dẫn Lý Tử Nhiễm rời đi. Trước khi đi, anh nhìn mọi người Lý gia cười lạnh nói, các người sẽ vì quyết định hôm này mà. Hừ, làm chúng tôi. Chuyện không tưởng. Mọi người nhao nhao cười lạnh nói. Rất nhanh truyền thông Tô Hằng đã công bố tin tức Lý Tử Nhiễm đã bị trục xuất khỏi Lý gia, điều này đã gây chấn động không nhỏ trong giới. Dù sao nguyên nhân cũng từ Diệp Quân Lâm, mà nhiều người biết đến Lý Tử Nhiễm. Lý Thiên Hạo tự mình đến Diệp gia nói rõ tình huống, Diệp Nhất Long bật cười. Ha ha, chuyện này ổn rồi, ngay cả Lý gia cắt đứt quan hệ rồi. Diệp Quân Lâm thực sự thành một tên sĩ quan giấy rồi. Hừ, Diệp Quân Lâm chờ xem, đến lúc đó ngay cả lão cửu cũng vứt bỏ nó. Nhìn nó làm sẽ sao? Diệp Quân Lâm đáng chết, đến lúc đó vừa vặn ở chuẩn bị một phần mộ chôn cắt anh ta thôi. Mọi người Diệp gia nhao nhao bật cười. Trong suy nghĩ của bọn họ, vài ngày sau Diệp Quân Lâm có kết cục rất thảm. Về đến nhà, Diệp Quân Lâm cười nói, Tử Nhiễm, em đang tin tưởng anh. Không phải, tôi không tin anh. Tôi không tin anh có năng lực giải quyết chuyện này, nhưng tại tiệc sinh nhật đêm đó tôi đã nói, cả đời này chọn theo anh. Dù cho chết tôi cũng không sợ hãi. Lý Tử Nhiễm nghiêm túc nói. Diệp Quân Lâm cười cười. Anh thật mong nhanh đến thời điểm vài ngày sau rồi. Thời hạn mà anh dành cho Diệp gia cũng gần đến rồi. Buổi tối, Thanh Long đột nhiên đưa tin tức, báo rằng đã tra được chân tướng cái chết của Lục Vân Đình. Lúc đầu, có người quay lại video lúc Lục Vân Đình chết. Nhìn đến đây, Diệp Quân Lâm bỗng dưng đứng phắt dậy. Làm cho Lý Tử Nhiễm giật mình hoảng sợ. NHD ra ngoài một chút. Diệp Quân Lâm sốt ruột đi khỏi. Đi tới cửa hoa viên Đông Phương, Thanh Long lái một chiếc xe Việt dã đang chờ ở xa. Sau khi lên xe, Thanh Long giải thích, tướng quân, 6 năm trước ngài bị bỏ tù, Lục Vân Đình tiên sinh giữ vững công ty, anh ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Làm cho Diệp gia không có khả năng đụng vào công ty. Đối với năng lực của Lục Vân Đình, Diệp Quân Lâm biết rõ. Thiên tài trong kinh doanh nhi nhất là vận dụng các loại quy tắc một cách thuần thục. Chính vì là trở ngại của Diệp gia, bọn họ mới diệt trừ Lục tiên sinh. Cho nên Diệp gia thiết kế hãm hại, ngụy tạo một loạt chứng cứ, như tham ô công khoản, ngay trước ngày anh ấy kết hôn. Tài khoản cá nhân của Lục tiên sinh bỗng nhiên sinh có 1 tỷ. Còn có người lấy danh nghĩa Lục tiên sinh đứng tên bất động sản, trong nhà có phụ nữ lạ, cũng chính là truyền thông công bố Lục tiên sinh nuôi dưỡng tình nhân. Còn có các loại chứng cứ phạm tội của Lục tiên sinh. Thậm chí có người lấy danh nghĩa Lục học văn tham ôi. Sau khi nghe Thanh Long giải thích, Diệp Quân Lâm hiểu rõ, đây là do Diệp gia lên kế hoạch từ lâu. Không chỉ diệt trừ chính mình, còn muốn diệt trừ phụ tá đắc lực của mình. Hiện tại thế nào? Bốn ả nhân tình kia tôi đã cho người tìm được. Đang trên đường tới đây. Thanh Long nói. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu lên hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Đi văn phòng thám tử tư Hắc Dại. Văn phòng thám tử tư này luôn hoạt động trong bóng tối, chuyên đào bới lịch sử đen tối. Rất nhiều bí mật của người giàu có, thậm chí là nổi tiếng ở Tô Hàng đều nằm trong tay bọn họ. Đêm mà anh Lục chết, tình cờ bị thám tử tư bắt gặp. Thanh Long giải thích. Tốt, đi văn phòng thám tử tư Hắc Dạ lấy chứng cứ. Mặc dù biết Lục Vân Đình chết là do Diệp gia làm. Nhưng Diệp Quân Lâm muốn biết đến tột cùng vì cái gì mà Lục Vân Đình bị ép đến nhảy lầu. Dính tới những người đó. Dính tới những chuyện kia. Đều phải rõ ràng. Văn phòng thám tử Hắc Dạ ở tại một tòa nhà xa hoa trong trang viên. Nếu Diệp Quân Lâm không được biết trước, anh cũng không thể ngờ văn phòng thám tử lại ở chỗ này. Khi đến cửa,
xuống xe và thông qua kiểm tra. Thanh Long lặng lẽ nói, tướng quân, tôi vẫn chưa tiết lộ thân phận của mình. Diệp Quân Lâm gật đầu, được, tốt. Diệp Quân Lâm quan sát một chút, cánh cửa này là hợp kim đặc chế, có thể chống đạn. Bảo vệ gác cửa bước chân trầm ổn, hơi thở nội liếm, đều là được huấn luyện qua. Thậm chí trên người còn có sát khí, rất có thể từng ở chiến trường và được xuất ngũ. Những thủ vệ mang bao tay trắng bắt đầu kiểm tra người. Sau thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, xác nhận không có gì đáng nghi, mới để Diệp Quân Lâm và Thanh Long đi vào. Sau khi đi vào trang viên, có người đưa họ vào lối đi bí mật. Sau đó không lâu, hai người tới một phòng họp. Đối diện ghế salon bằng da thật là một người đàn ông trung niên đang ngồi, tóc trải về sau rất tỉ mi, tay trái bưng ly rượu đỏ, tay phải cầm một điều xì gà guanava. Phía sau ông ta là những gã đàn ông mặc đồ tây đứng nghiêm chỉnh, từ ánh mắt đến khí tức thê đoán được, đều là cao thủ. Những thủ hạ của lão cửu, tam gia cũng không so sánh được. Hơn nữa những người vệ sĩ này có màu da khác nhau, chắc chắn đây là lính đánh thuê. Tướng quân, đây là ông chủ của văn phòng thám tử Hắc Dạ, Trương Thiên Lâm, mọi người hay gọi là Hắc Gia. Rất nhiều người giàu có, các minh tinh sợ hãi khi nhắc đến ông ta. Thanh Long ở bên cạnh nhắc nhở. Trương Thiên Lâm hút một hơi xì gà cười nói, Diệp Quân Lâm. Anh cũng được ra từ rồi, có quen biết tới lão cửu cũng không tệ. Diệp Quân Lâm và Thanh Long luôn nhìn chăm chăm ông ta. Xem ra Trương Thiên Lâm thật sự không phải chỉ có hư danh. Những tin tức này đều có thể tra được. Đương nhiên những điều đó là do Diệp Quân Lâm muốn cho người ngoài biết. Hồ sơ của anh chính là cấp bậc SSSSSL toàn bộ Hoa Hạ chỉ có một người đủ quyền lực tra đến. Diệp Quân Lâm nhét miệng mỉm cười, xem ra ông cũng biết mục đích tôi tới đây. Đương nhiên biết. Người muốn đoạn video Lục Vân Đình nhảy lầu. Trương Thiên Lâm cười như không cười. Điều kiện gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Người sảng khoái. Trương Thiên Lâm để chén rượu xuống, dựng thẳng lên năm đầu ngón tay tới, 500 triệu. Chỉ cần 5 triệu video sẽ là của cậu. Híp Thanh Long như hít một ngụm khí lạnh. Lòng tham của Hắc Gia cũng không nhỏ. Giá hơi cao đấy, 500 triệu. Diệp Quân Lâm cười cười. Ai nha? Người anh em cũng biết là tôi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới có được. Đây chính là Diệp gia, chỉ cần sơ hở một chút họ sẽ tiêu diệt tôi ngay. Liên lụy quá nhiều người, huống hồ còn những người khác, chỉ cần tôi đưa video ra ngoài, nhiều gia tộc sẽ tìm giết tôi. Thật sự 500 triệu không nhiều. Trương Thiên Lâm kể lễ. Nhưng cũng cung cấp thêm một cái tin tức, tham dự chuyện còn có những người khác, không chỉ có Diệp gia. Diệp Quân Lâm ép tới gần. Nhìn mặt Trương Thiên Lâm cười lạnh nói, vậy ông không sợ tôi báo thù ông sao? Ken két ken két ken két. Vệ sĩ sau lưng bắt đầu hoạt động Trương Thiên Lâm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Chỉ cần Trương Thiên Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ xử lý Diệp Quân Lâm. Trương Thiên Lâm hít một hơi xì gà, cười lạnh nói, Nam Tiểu Đỗ, Bắc lão cửu quả thực đáng sợ. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một tên lỗ mãng mà thôi. Tôi sẽ không đặt ông ta trong mắt. Chứ đừng nói là cậu. Trương Thiên Lâm rất tự tin. Căn bản không để lão cửu vào mắt. Ha ha, đúng là lão cửu không phải là đối thủ của ông. Diệp Quân Lâm có sao nói thế? Chỉ riêng cái khí phách toát ra từ trên người của Trương Thiên Lâm thì lão cửu đã không thể bì được. Diệp Quân Lâm thuận tiện ngồi xuống ghế salon, tự rót cho mình một ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ rồi cười nói, Hắc gia à. 500 triệu thì không thể rồi. Chúng ta có thể bàn bạc lại giá tiền một chút. Trương Thiên Lâm liếc nhìn Diệp Quân Lâm một cái, cười khẩy nói, Trương Thiên Lâm tôi luôn làm ăn dứt khoát, cậu cứ báo một cái giá đi. Diệp Quân Lâm không nói gì cả, giơ năm ngón tay lên. Sau khi Trương Thiên Lâm nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, cười nói, người anh em à cậu đang đùa giỡn với tôi à? 50 triệu sao? Không thể nào. 400 triệu tôi còn phải cân nhắc lại đấy. Diệp Quân Lâm cười cười, Hắc Gia nhìn lầm rồi, không phải là 50 triệu. Dầm. Trương Thiên Lâm dầm một cái đứng dậy, tức giận nói, 5 triệu. Diệp Quân Lâm cậu đừng có quá đáng. Tôi nói thật, một lão cửu tôi hoàn toàn coi không ra gì rồi. Nếu cậu chọc giận tôi thì sẽ không có tốt đẹp gì đâu. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ bả vai của Trương Thiên Lâm, Hắc Gia không nên nổi giận. Sao có thể là 5 triệu được chứ? Vẻ mặt của Trương Thiên Lâm hơi dịu lại,
chỉ coi những lời vừa nãy của Diệp Quân Lâm là lời nói đùa. Chẳng qua câu nói tiếp theo của Diệp Quân Lâm khiến cho ông ta cảm thấy kinh hãi. Ý của tôi là 5 tệ cơ. Với cái ngữ khí không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không ngừng, khi Diệp Quân Lâm vừa dứt câu, cả phòng họp liền bùng nổ. Ầm. Trương Thiên Lâm vỗ mạnh lên bàn, giận dữ hét vào mặt Diệp Quân Lâm, con mẹ nó mày đang giỡn với tao à? Tao giết chết mày. Ken két ken két. Trong thoáng chốc, 6 tên vệ sĩ sau lưng Trương Thiên Lâm dồn dập rút ra những con dao ba cạnh sắc bén lập lòe ánh sáng ra. Tạch 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 tạch. Cùng lúc đó cửa phòng họp mở toang ra, hơn 30 mấy người từ bên ngoài xông vào trong. Tổng cộng có 40 người bao vây Diệp Quân Lâm và Thanh Long một cách chặt chẽ. Bọn họ đều là quân đội đặc chủng với sức chiến đấu siêu mạnh mẽ. Trương Thiên Lâm nhìn Diệp Quân Lâm cười gằn, sao mày không hỏi thăm lão cửu thử đi? Khắp cái thành phố Tô Hàng này con mẹ nó ai dám động vào Trương Thiên Lâm tao? Cho dù là ông trùm đứng đầu Đỗ Việt Sinh cũng phải nể mặt tao. Thằng nhãi con như mày cũng dám đùa giỡn với tao hả? Tự tìm đường chết. Trương Thiên Lâm vô cùng giận dữ. Diệp Quân Lâm mỉm cười, tôi không đùa với anh. Tôi thật tâm muốn mua video mà. Một video nhỏ giá 5 tệ đã tốt lắm rồi. Nghe thấy Diệp Quân Lâm nói câu này, Trương Thiên Lâm cùng với hơn 10 tên vệ sĩ đều phẫn nộ dữ tợn. Muốn mua video giá 500 triệu với giá 5 tệ à? Chắc không phải anh ta đang nằm mơ đấy chứ? Trương Thiên Lâm nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, mày nghiêm túc sao? Đúng vậy, tôi đang rất nghiêm túc, mua video với giá 5 tệ. Diệp Quân Lâm gật đầu. Con mẹ nó tao cũng đang nghiêm túc đây. Hoặc là mày mua video với giá 500 triệu, hoặc là tao chém đứt hai tay của mày. Mày tự chọn đi. Trương Thiên Lâm tức đến độ thở hỗn hển. Ha 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 ha. Nhưng mà sau khi Diệp Quân Lâm và Thanh Long nghe xong liền cười. Điều này khiến cho Trương Thiên Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mọi người đều dồn dập sững sờ. Mày nghĩ hai tụi mày có thể tự do ra vào chỗ này của tao hả? Trương Thiên Lâm cười. Mày biết vì sao tao có thể đứng vững ở cái thành phố Tô Hàng này không? Đó là vì tao có mấy chục tên vệ sĩ này. Nói thật cho tụi mày biết, bọn họ đều là lính đánh thuê và bộ đội đặc chủng đã về hưu ở chiến trường Trung Đông và ở Châu Phiêu, từng người đứng ở đây đều đã xông pha chiến trường cả, ít nhất đã giết chết mấy chục người. Bọn người lão cửu không thể nào so được với sức chiến đấu của bọn họ đâu. Bởi vì có bọn họ, không có ai ở Tô Hàng dám đụng đến tao. Bao gồm cả Đỗ Việt Sinh. Tao đã tiêu hàng triệu tệ để đào tạo từng vệ sĩ. Mỗi năm tao tốn ít nhất cũng mấy chục triệu vì bọn họ. Nói đến đây, Trương Thiên Lâm hét lớn với Diệp Quân Lâm, mày dựa vào cái gì mà muốn đối chọi với tao? Dựa vào lão cửu kia sao? Nực cười. Thanh Long đã từng điều tra qua, những gì mà Trương Thiên Lâm nói đều là. Chớ có nghĩ đây chỉ là một văn phòng thám tử bình thường. Ở thành phố Tô Hàng này quả thật không có ai dám dụng đến ông ta. Mấy chục tên vệ sĩ của ông ta thật sự rất mạnh. Ông đã tự cao tự đại xong chưa? Diệp Quân Lâm thản nhiên hỏi. Đập chết bọn nó cho tao. Nghe anh nói thế, Trương Thiên Lâm liền phẫn nộ ra lệnh cho bọn vệ sĩ. Nhưng ông ta lại thấy Thanh Long đang đứng bên cạnh Diệp Quân Lâm đang chậm rãi cởi áo sơ mi, chỉ còn mặc một cái áo ba lỗ bên trong. Lạch cạch. Sau khi Thanh Long lột chiếc áo ba lỗ ra khỏi cơ thể, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Mọi người đều thấy rõ từng vết thương kinh khủng dữ tợn trên vai, trên cánh tay cũng như sau lưng của Thanh Long, chúng dày đặc đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tối thiểu cũng có mấy trăm vết thương trên người anh ta. Từng vệ sĩ đứng ở đây đều xuất ngũ từ chiến trường, bọn họ hiểu rất rõ những vết thương này là do đâu. Rất nhiều vết thương do đạn xuyên qua da. Có những vết thương hình thành từ vết cứa của bom, cũng có những vết đã thối rữa, chắc là do ảnh hưởng của vũ khí hóa học. Ngay cả những kẻ xông pha chiến trường như bọn họ cũng không tài nào tưởng tượng được vì sao trên người anh ta lại dày đặc vết thương như thế. Chỉ có những người được tôn sùng là thần trên chiến trường mới có những thương tích này. Bọn họ đã trải qua hàng ngàn chiến dịch nên trên cơ thể mới dày đặc vết thương như vậy. Mọi người ở đây đều kết luận rằng Thanh Long cũng là quân nhân. Là chiến thần siêu cấp từng chiến đấu nơi xa trường. Trương Thiên Lâm thấy những tên vệ sĩ đã ngồn vô số tiền bạc của ông ta dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi liền vô cùng bực bội, tức giận hét lên, tụi mày bị gì vậy? Sợ à, mới có vài vết thương mà tụi mày đã bị dọa sao?
bắt nó lại cho tao, ai bắt được đầu tiên tao thưởng 10 triệu. Ông ta vừa dứt lời, cuối cùng cũng có kẻ nhịn không được nữa cầm dao xông lên. Am, Thanh Long chỉ cần dùng một cú đá liền đánh bay tên đó, tên này bị văng ra phía sau mười mấy thước rồi nện lên tường, ngã xuống đất co quắp người lại không dậy nổi. Tất cả lên hết cho tao. Những tên vệ sĩ ở đây đều lao lên hết. Rầm, rầm, rầm. Phun, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong phòng. Một lúc sau, trong phòng họp chỉ còn mỗi Thanh Long và Trương Thiên Lâm đang đứng, Diệp Quân Lâm vẫn yên vị trên ghế salon không nhúc nhích gì cả. Mà 40 tên vệ sĩ thì nằm la liệt đầy đất co rúm người lại, vết máu bắn đầy mặt đất trông vô cùng kinh khủng. Đến lúc này Trương Thiên Lâm đã sợ đến sây sẫm mặt mày, không thể nào tưởng tượng được mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Ngũ đại chiến vương của quân đội Hoa Hạ, Thanh Long. Còn có chiến thần Côn Luân đầu tiên của Trung Quốc. Những tên lính đánh thuê té đầy đất đã nhận ra Thanh Long và Diệp Quân Lâm. Dù gì bọn họ đã từng cùng xuất hiện. Có một khoảng thời gian, truyền thuyết về chiến thần Côn Luân xuất hiện ở khắp chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Những tên lính đánh thuê này thậm chí còn coi Diệp Quân Lâm là thần. Côn Luân chính là linh hồn của quân đội bọn họ. Hiện tại chính mắt bọn họ được nhìn thấy chiến thần Côn Luân, những tên lính đánh thuê đã giải ngũ này liền quỳ xuống đắt lại Diệp Quân Lâm. Côn Luân tướng quân. Hắc gia chuyên thu nhập tình báo cũng như những tài liệu mật nên hắn cũng biết chuyện Côn Luân tướng quân đến Tô Hàng. Thậm chí ông ta còn biết nhiều thứ hơn những người khác. Bây giờ nghe những tên vệ sĩ nhắc đến Côn Luân tướng quân, ông ta lập tức biết hai người trước mắt mình chính là Côn Luân tướng quân và Thanh Long thiếu tướng. Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc giá cả được chưa? Diệp Quân Lâm lắc lắc ly rượu. Xóc xách. Trương Thiên Lâm quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Giống như phát điên hô lên, Côn Luân tướng quân, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin ngài tha cho cái mạng chó của tôi. Tôi xin ngài. Rầm, rầm, rầm. Trương Thiên Lâm không ngừng dập đầu trước mặt Diệp Quân Lâm, đầu đập vào sàn nhà vang dội. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, tôi muốn mạng chó của ông làm gì? Thứ tôi muốn là video. Côn Luân tướng quân, video tôi hai tay dâng cho ngài. Ngài muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Trương Thiên Lâm thực sự là bị giật mình. Nói rồi, 5 đồng chính là 5 đồng. Diệp Quân Lâm nói. Thanh Long từ trong túi móc ra 5 đồng, ném vào người Trương Thiên Lâm. Tướng quân tôi cũng không cần tiền. Trương Thiên Lâm lộ ra một nụ cười so với khóc khó coi thần sắc tới. Bảo ông cầm ông cứ cầm. Diệp Quân Lâm gầm lên giận dữ. Trương Thiên Lâm ngoan ngoãn đem tiền cất vào trong túi. Rất nhanh Trương Thiên Lâm đem video đưa tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Mở reel. Nghe được mệnh lệnh, Trương Thiên Lâm đem video đưa lên máy chiếu. Rất nhanh video liền mở ra, cảnh tượng rõ ràng ở trên sân thượng tập đoàn Quân Lâm. Hiện trường có rất nhiều người. Bị chia làm 3 nhóm. Lục Vân Đình là một người. Diệp Gia là một người, bao quát Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ, Diệp Diệu Dương, Diệp Phú Phi, Diệp Thiên Thiên. Những người trẻ của Diệp gia. Nhóm người thứ ba là vài nam nữ trẻ tuổi. Tiết Tử Long, Dịch Bằng Phi, Trương Lan cùng với Quách Linh Phi. Những người này đều là bạn bè tốt của Lục Vân Đình, mà Quách Linh Phi là nữ thần của Lục Vân Đình, Lục Vân Đình luôn theo đuổi cô. Trước đây Quách Linh Phi chấp nhận Lục Vân Đình, sau hôn lễ Diệp Quân Lâm mới chính thức qua lại. Trong hôn lễ Diệp Quân Lâm, Lục Vân Đình là phù rể, Quách Linh Phi là phù dâu. Kế tiếp nội dung của video rất đơn giản. Diệp gia áp chế Lục Vân Đình, nếu như hắn không chết, Quách Linh Phi cùng bạn bè anh ấy sẽ chết. Còn có cha mẹ anh ấy sẽ gặp tai họa. Vì cha mẹ, vì người thương, vì bạn bè. Bị ép đến đường cùng, không còn cách nào Lục Vân Đình thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt khi Lục Vân Đình, sắc mặt Quách Linh Phi và 4 người kia có biến hóa, lộ ra nụ cười. Thì ra bọn họ đã sớm cùng một ruột Diệp gia. Vì bức Lục Vân Đình nhảy lầu. Chỉ cần Lục Vân Đình nhảy lầu, toàn bộ tập đoàn Quân Lâm coi như sụp đổ rồi. Diệp gia rất dễ dàng cắn nuốt. Sau khi xem xong video, Diệp Quân Lâm sắc âm trầm vô cùng, ngay cả trong phòng nhiệt độ như giảm xuống vài độ. Trương Thiên Lâm nhìn không được run rẩy một chút. Người đàn ông trước mắt thật là đáng sợ. Phảng phất hắn giận dữ, thì xác chết chát thành núi rồi. Côn Luân tướng quân chuyện chính là như vậy.
là Quách Linh Phỉ bốn người kia, kể cả Diệp gia hãm hại Lục tiên sinh. Sau khi Lục tiên sinh chết, Quách Linh Phỉ từ Diệp gia nhận được chỗ tốt, trở thành tổng tài giải trí Tinh Vũ. Bạn thân của Lục tiên sinh cũng nhận thăng chức, mỗi người chấp trưởng một công ty. Bọn họ trên truyền thông nói xấu Lục tiên sinh, làm hình tượng Lục tiên sinh bị bôi đen. Trương Thiên Lâm giải thích. Răng rắc. Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Quân Lâm bóp vỡ ly thủy tinh. Đều phải chết. Diệp Quân Lâm trong kẻ răng chui ra mấy chữ. Đem Trương Thiên Lâm sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Đi, ngày mai thăm hỏi Quách Linh Phi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Mang theo Thanh Long rời đi. Dù cho hai người ly khai, Trương Thiên Lâm vẫn còn quỳ trên mặt đất. Toàn thân ông ta đầy mồ hôi lạnh. Hai ngày trước, Đỗ Việt Di sinh gọi cho ông ta, muốn ông cùng đến trước phần mộ Lục Vân Đình trấn áp Diệp Quân Lâm và Lão Cửu. Lúc đó, Trương Thiên Lâm cũng đồng ý. Hiện tại cho ông ta mượn một vạn lá gan cũng không dám đi. Đó là Côn Luân tướng quân. Trương Thiên Lâm hiện tại cũng hiểu rõ, vì sao trước đây không điều tra được tin tức Diệp Quân Lâm ở ngục giam, chỉ biết là hắn cùng Lão Cửu ở cùng nhà giam. Bây giờ quá rõ ràng, Diệp Quân Lâm đã sớm không còn ở trong ngục giam. Thông tin của anh ta là tài liệu tuyệt mật của quân đội. Sau đó, Diệp Quân Lâm và Thanh Long đi tới một chỗ trang viên, đó là nơi ở của mấy người Thanh Long. Tướng quân, bốn người phụ nữ kia đã đến rồi. Thanh Long nhỏ giọng nói. Được, đưa tới. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Ngồi trên ghế salon, Diệp Quân Lâm nhìn qua tư liệu của bốn người kia. Trên danh nghĩa các cô đều là nhân viên của bốn công ty lớn, trong số họ là giám đốc điều hành. Nhưng trên thực tế những người phụ nữ này đều là tình nhân chuyên trách như thế nào tình nhân chuyên trách? Công việc chính của họ là quyền rũ tổng tài của các công ty lớn hoặc là một số nhân vật lớn, trở thành tình nhân của bọn họ, sau đó để lại chứng cứ, tạo thành tin tức, gián tiếp phỉ báng người này cũng giống như sự kiện của Lục Vân Đình. Những chuyện trước đó đã xảy ra, các cô đã từng dùng qua thủ đoạn đồng thời xuất hiện cùng Lục Vân Đình, như cùng đồng thời vào khách sạn, làm cho bọn chó săn quay chụp được. Lúc xảy ra chuyện, cái này cũng thành chứng cứ, các cô được Lục Vân Đình dùng ngân sách công ty bao dưỡng thành tình nhân. Công việc chính của bọn họ là làm những loại việc này, từ đó kiếm được một khoản thủ lao rất lớn. Rất nhanh, bốn người phụ nữ đã đến. Họ khác với những cô gái phong trần ở hộp đêm. Dù là khí chất, trang phục, ăn nói của các cô, đều có cảm giác là thành phần tri thức cao cấp. Bốn người phụ nữ lạnh nhạt, kiêu ngạo nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cầm tư liệu đối diện nói, Hoàng Phi Phi, Tạ Mạn Dung, Trịnh Tuyết Trúc, Vương Tuyết Nhi. Anh là ai hai dẫn chúng tôi tới nơi này có chuyện gì? Hoàng Phi Phi tứ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. E rằng các cô không biết tôi, tự giới thiệu mình một chút, tôi là Diệp Quân Lâm. Cái gì, Diệp Quân Lâm? Sau khi nghe xong, bốn người quá sợ hãi. Không vội. Tôi tới là muốn cùng các cô giải thích một chút về chuyện của 6 năm trước liên quan tới chuyện người anh em của tôi là Lục Vân Đình. Nói đến đây, Diệp Quân Lâm đột nhiên đề cao âm điệu, làm bốn người kia hoảng sợ. Chỉ cần các cô đem sự mọi chuyện nói ra rõ ràng cho tôi biết, tôi sẽ để các cô đi. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm bọn họ. Hoàng Phi Phỉ bốn người liếc nhau sau nói, những chuyện đó. Chuyện Lục Vân Đình truyền thông cũng đã đưa tin đầy đủ công khai rồi sao? Mọi việc đều đúng như vậy, hết thảy đều là anh ấy gieo gió gặt bão. Chúng tôi không có liên hệ gì cả. Anh mau thả chúng tôi ra, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí. Diệp Quân Lâm cười cười, nhưng tôi tra được tư liệu công việc chính của các co là làm gì. Người ngậm máu phun người. Chúng tôi không có, chúng tôi đều được Lục Vân Đình chu cấp. Huống chi anh ấy độc thân, chúng tôi ở cùng một chỗ cũng không có gì. Tất cả đều do tên phế vật Lục Vân Đình gieo gió gặt bão. Chúng tôi không làm gì cả. Được rồi, nhanh lên thả chúng tôi đi. Bằng không Diệp Quân Lâm anh không có kết quả hay ho đâu. Mấy người Hoàng Phi Phi uy hiếp nói. Các nàng cũng có hậu thuẫn, căn bản không sợ. Không nói. Diệp Quân Lâm hỏi. Không nói, cũng không có gì để nói. Hoàng Phi Phi lạnh lùng cao ngạo nói. Lạch cạch. Diệp Quân Lâm không nói gì, chỉ là đem một khẩu súng đặt lên bàn. Bên cạnh còn bày đặt mấy viên đạn vàng xanh. Thoáng chốc, sắc mặt Hoàng Phi Phi tứ thay đổi. Nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.
Ánh mặt Diệp Quân Lâm lạnh như băng nhìn về phía mấy người Hoàng Phi Phi. Hoàng Phi Phi hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, hù dọa ai hai anh còn có thể giết chết tôi à hai. Cả bốn người các cô đều có hậu thuẫn. Cảnh tượng nào còn chưa thấy qua. Các cô nghĩ rằng Diệp Quân Lâm chỉ đe dọa bọn họ, cho nên căn bản không sợ. Diệp Quân Lâm không nói gì, anh yên lặng cầm lên một viên đạn, mở ra, đỗ súng trên bàn rồi châm que diêm. Đánh! Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hướng về phía bốn người. Ây ai! Bến người Hoàng Phỉ Phi sợ đến mức lui về phía sau chạy trốn, rất sợ ngọn lửa kia thiêu chính mình. Lúc này, Thanh Long nắm lấy Hoàng Phi Phi, đưa đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lại mở ra một viên đạn, giải súng trên mặt Hoàng Phi Phi. Lúc này Hoàng Phi Phi giãy giụa, nhưng bị Thanh Long gắt gao khống chế, căn bản không thể động đậy. Những người khác cũng ý thức được nguy hiểm, thân thể run rẩy. Suýt TL. Diệp Quân Lâm lại đốt một cây diêm, lửa cháy sán, khoảng cách mặt của Hoàng Phi Phi chỉ mấy cm mà thôi. Chỉ cần Diệp Quân Lâm không cẩn thận, lửa và súng tiếp xúc nhau, khuôn mặt mềm mại của Hoàng Phi Phi sẽ lập tức bị thiêu đốt, cuối cùng chính là khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ bị hủy. Không muốn, không muốn, tôi nói hết gì. Hoàng Phi Phi nhìn lửa trên que diệp, sợ choáng váng, điên cuồng gào lên. Phù phù. Thanh Long buông tay sau, Hoàng Phỉ Phỉ cả người ngã xuống đất. Các cô thì sao? Diệp Quân Lâm nhìn về phía ba người kia. Phù phù. Những người này quỳ rạp xuống đất, chúng tôi đều nói. Ban đầu Diệp Nam Huy của Diệp gia tìm được chúng tôi, đồng thời sắp xếp mọi thứ. Bao gồm các bất động sản đứng tên Lục Vân Đình tiên sinh và số tiền 1 tỷ kia, đều là Diệp Nam Huy một tay làm. Chúng tôi nói thật, chúng tôi còn giữ lại một phần chứng cớ. Đang ở trong điện thoại di động. Bốn người phụ nữ đều là người thông minh, ít hay nhiều cũng giữ lại một chút chứng cứ. Những chứng cứ này cộng lại đã xác định chính là Diệp Nam Huy làm tất cả. Thì ra là hắn tai. Trong ấn tượng của Diệp Quân Lâm, Diệp Nam Huy một người đứng đắn nhất trong Diệp gia, mang mắt kính, luôn có bộ dáng phong độ của người trí thức, hắn tốt nghiệp ở trường danh tiếng quốc tế. Trong Diệp gia, người đối tốt với anh nhất là Diệp Nam Huy. Hiện tại xem ra Diệp Nam Huy mới là quân sự của Diệp gia, người có thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn nhát. Diệp gia lật đổ chính mình, sẽ chuẩn bị kế hoạch. Sợ là đều do Diệp Nam Huy ở sau lưng bày mưu tính kế. Ha ha ha, tôi biết rồi, để cho họ đi. Mấy người Hoàng Phỉ Phỉ từ nơi này rời đi, thình lình thấy vài người mặc quân trang đi lại. Mấy cô suýt chút nữa thì bị hù chết. Đối với thân phận hiện tại của Diệp Quân Lâm, nảy sinh ra tò mò. Chuyện Lục Vân Đình mọi thứ đều rõ ràng rồi. Quách Linh Phi phải không? Ngày mai tôi ngược lại muốn nhìn xem cô sống rất tiêu dao phải không? Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Ngày hôm sau, sáng sớm Diệp Quân Lâm liền đi trước công ty. Đi tới đại sảnh của tòa nhà, Diệp Quân Lâm thấy máy tắm áp phích Quách Linh Phi. Phía trên Quách Linh Phi như tỏa sáng vạn dặm, uy nghiêm tứ phương, như nữ thần. Trước chẳng qua lúc trước chỉ là người mẫu mới thôi. Có thể đi đến bước này, tất cả đều là dựa vào Lục Vân Đình mà leo lên. Ha ha! Diệp Quân Lâm ngắm áp phích, không khỏi cười lạnh nói. Bên cạnh Thanh Long nhỏ giọng nói, tướng quân tôi đã hẹn trước với Quách Linh Phỉ, lập tức tới ngay chúng ta. Được, tốt. Sau đó không lâu, một nhân viên tiếp đãi đã đi tới, Tiêu Thanh Long tiên sinh mời đi theo ta. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tầng 36. Trước cửa còn có nhiều bảo vệ trông giữ. Trải qua một hồi kiểm tra, mới để cho hai người Diệp Quân Lâm đi vào. Phòng làm việc Tổng Giám đốc, Quách Linh Phi đang làm việc. Nghe được có người tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên nói, Tiêu tiên sinh xin chờ một chút. Tôi xong ngay thôi. Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm mở miệng nói, Quách Linh Phi cô thật oai phong nhỉ. Gì cơ? Nghe vậy, Quách Linh Phi cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng nghe giọng nói này. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi cô thấy người trước mặt, cô kinh hô thành tiếng, Diệp Quân Lâm. Bây giờ Quách Linh Phỉ đương nhiên không sợ Diệp Quân Lâm. Có thể vì hỗ thẹn với Lục Vân Đình, nhìn thấy Diệp Quân Lâm vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Diệp Quân Lâm cười thoải mái, là tôi, cô khẩn trương cái gì? Quách Linh Phỉ lạnh run, ngoài miệng lại nói, tôi khẩn trương cái gì? Diệp Quân Lâm vẫn cười ngồi xuống ghế salon. Tôi chính là tới thăm cô một chút.
dù sao lúc tôi kết hôn, cô còn là phù dâu. Tôi rất khỏe, nhưng tôi với anh cũng không có gì nói với nhau, không cần anh ân cần hỏi thăm. Còn nữa tôi rất bận, anh về đi. Quách Linh Phi lập tức có ý đuổi khách. Cô khẩn trương cái gì? Tôi đến là cùng cô nói chuyện làm ăn. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Anh định cùng tôi nói chuyện làm ăn? Quách Linh Phi tò mò hỏi. Cùng cô thảo luận về một đoạn video. Diệp Quân Lâm mới vừa nói xong, Quách Linh Phi tức giận nói, tôi không cần video gì đó của anh mau đi đi. Cô cứ xem video trước, sau đó nói chuyện cũng không muộn. Diệp Quân Lâm lại mỉm cười. Quách Linh Phi hỏi lại, video gì? Trong điện thoại Diệp Quân Lâm phát đoạn video Lục Vân Đình nhảy lầu. Nhất thời, sắc mặt Quách Linh Phỉ hoàn toàn thay đổi. Sau khi xem xong, cô hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc hỏi, anh lấy video này từ đâu? Cô không cần quan tâm, tôi đang bàn chuyện làm ăn với cô. Diệp Quân Lâm tiếu cười. Không có khả năng, video này của anh là giả, là tên khốn Lục Vân Đình lừa gạt tôi sao có thể hại anh ta? Quách Linh Phi lập tức phủ nhận. Diệp Quân Lâm chuẩn bị đứng dậy, được, tôi đi đây. Chậm đã, anh ra điều kiện đi. Quách Linh Phỉ lập tức nói. Được rồi, tôi thừa nhận là do tôi làm thì đã sao. Nhưng anh cũng không tốt đẹp gì hơn tôi, không vì anh em mình báo thù, lại vẫn muốn lấy của tôi một khoản, anh cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Sao thế, hiện thực dạy cho Diệp Tổng biết cách đối nhân xử thế hơn. Muốn tống tiền tôi rồi sao? Ở góc độ Quách Linh Phi, bây giờ Diệp Quân Lâm vừa mới ra tù nửa bước khó đi, muốn lừa gạt cô một khoản để sống qua ngày. Cô không biết, Diệp Quân Lâm chỉ muốn chơi đùa cô một chút. Giá tổng cộng, 1 tỷ. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Cái gì, 1 tỷ, anh là tên điên, sao anh không tống tiền Diệp ra đi? Quách Linh Phi tức giận nói. Diệp Quân Lâm mỉm cười, y ôi phát video này ra ngoài. Diệp gia có năng lực giải quyết. Cô có sao? Tôi Quách Linh Phi luống cuống. Nhưng 1 tỷ quá nhiều, ta không có. Quách Linh Phỉ nói. Diệp Quân Lâm thiếu cười, trong video có 4 người, 1 tỷ không góp được sao? Tôi chỉ cho cô thời gian 1 ngày, sáng sớm ngày mai tôi không thấy tiền, tôi sẽ công khai video này ra ngoài. IPA Diệp Quân Lâm đứng dậy cùng Thanh Long rời đi. Phù phù. Quách Linh Phỉ cũng là tê liệt ngã xuống trên ghế salon, gương mặt tuyệt vọng. Tuy bây giờ cũng là tổng tài của công ty truyền thôn Tinh Vũ, 1 tỷ cũng không thể nói có là có, dù có chia đều thì mỗi người hơn 200 triệu cũng rất khó. Không được, tôi phải đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Sau đó, Quách Linh Phỉ bấm vài dãy số. Rõ ràng trong video một nhóm người cùng đứng với nhau, Tiết Tử Long, Dịch Bằng Phi, Trương Lan. 3 người này đều từng là bạn bè thân quen của Lục Vân Đình và Quách Linh Phi, với Lục Vân Đình vị trí của họ cũng ngang với người bạn thân Diệp Quân Lâm. Cuối cùng người phản bội anh cũng chỉ có mấy người này. Rất nhanh 3 người này đã tới phòng làm việc của Quách Linh Phi. 3 người hiện tại cũng là tổng tài của 3 công ty có tiếng, giá trị bản thân họ rất cao. Quách Linh Phi đem chuyện mới vừa xảy ra kể toàn bộ. Cái gì? Video? Thật sự có video? Trương Lan cảm thấy khó tin. Quách Linh Phỉ gật đầu, là thật, tôi nhiều lần xác nhận rồi, video không thể nào giả. Nói cách khác nếu 1 ngày video phát ra ngoài, chuyện chúng ta làm đều sẽ bị cho đưa ra ánh sáng. Tiết Tử Long lạnh lùng nói. Dịch Bằng Phi gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó Diệp gia cũng sẽ bị đưa ra ngoài sáng, nhưng chúng ta sẽ bị Diệp gia dùng làm ngựa oi hy sinh hết. Thủ đoạn Diệp Nam Huy còn chưa biết đến. Trương Lan cũng sắp khóc. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Quách Linh Phi bất a còng tôi gọi mọi người tới để cùng nhau nghĩ biện pháp. Không có gì biện pháp, trừ phi dùng 1 tỷ mua về, bằng không chúng ta chỉ có 1 con đường chết. Tiết Tử Long bát đắc dĩ nói. Đúng vậy, ngoại trừ giao tiền còn có thể có biện pháp nào? Dịch Bằng Phi ủ rũ cúi đầu. Các đại gia, đây là 1 tỷ đó, 1 người hơn 200 triệu, các người cam lòng chấp nhận bỏ ra không? Trương Lan nhắc nhở. Không còn biện pháp nào. Tiết Tử Long hỏi ngược lại. Lúc này, Quách Linh Phi trong con người hiện lên sát ý khát máu, còn 1 biện pháp. Cái gì? Mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía cô. Chúng ta hẹn Diệp Quân Lâm hẹn đến nơi đã định trước, sau đó giết anh ta. Quách Linh Phi lòng dạ độc ác lộ rõ.
Ba người kia hai mặt nhìn nhau, gật đầu, đúng rồi, giết chết Diệp Quân Lâm thì sẽ không sao. Tôi cùng lắm bỏ ra 10 triệu tìm mấy tên sát thủ. Không cần mất 1 tỷ đâu. Quách Linh Phi gật đầu, đúng, cứ làm như vậy. Sát thủ tôi sẽ liên hệ, tôi biết. Tiết Tử Long nhắc tay. Tôi và Trương Lan bỏ tiền. Dịch Bằng Phi cười nói. Say hát, tôi chịu trách nhiệm hẹn Diệp Quân Lâm tới nơi đã sắp xếp. Quách Linh Phi trong mắt lóe lên hàn quang. Sau khi mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, Quách Linh Phi vẫn chưa sốt ruột liên hệ Diệp Quân Lâm. Cho đến 11 giờ, cô gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh, tôi đã chuẩn bị xong tiền, 12 giờ chúng ta gặp nhau ở hội quán Hán Xa không gặp không về. Nhớ kỹ, tôi muốn video gốc. Quách Linh Phi nói. Diệp Quân Lâm đồng ý, tốt, không gặp không về. Lúc này mấy người Quách Linh Phỉ đang ở trong hội quán Hán Sa. Hội quán Hán Sa do Tiết Tử Long làm chủ, lựa họn ở chỗ này để xử lý công việc rất thuận tiện. Năm sát thủ kim bài tôi đã sắp xếp xong xuôi, mỗi vị 1 triệu. Tiết Tử Long nói. Tốt, hiện tại chờ Diệp Quân Lâm tới. Quách Linh Phỉ mơ hồ có một chút khẩn trương, nhưng nhiều nhất vẫn là sát ý. Sắp đến 12 giờ, Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long đã đến nơi. Quách Linh Phỉ đang ở cửa nghênh tiếp. Đoàn người đi tới phòng kín. Sau khi ngồi xuống, Diệp Quân Lâm hỏi, tiền đâu? Thanh toán ra sao? Nhưng mà trên mặt đám người Quách Linh Phỉ đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. Diệp Quân Lâm, anh còn muốn tiền sao? Cầm tiền của bọn tôi, anh nghĩ có mạng để dùng không? Tiết Tử Long sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận nói. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm, mày thật đúng là dễ gạt. Gọi mày tới là mày tới rồi. Dịch Bằng Phi cười rất âm hiểm. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Quách Linh Phi hỏi, sao nào? Cô có ý gì? Diệp Quân Lâm, mau đem video gốc giao ra đây. Tao tha cho mày một mạng. Quách Linh Phi giận dữ nói. Phanh! Cửa phòng bị mở ra, năm sát thủ kim bài đồng thời xuất hiện. Diệp Quân Lâm, mày đừng nghĩ từ chối. Đây chính là năm sát thủ kim bài. Mày không thoát được nơi này. Tiết Tử Long uy hiếp nói. Nhanh đem video gốc giao ra đây, nếu không, giết mày ngay lập tức. Bọn họ thúc giục. Diệp Quân Lâm khóe môi nở nụ cười sâu, nụ cười mang hàm ý gì đó. Đáng tiếc, video gốc không nằm trên người tôi, nhưng mà tôi có thể để họ đưa tới đây, có lẽ rất nhanh sẽ đến. Cái gì, video không có trên người anh? Bọn người Quách Linh Phi đều tức điên lên, giết chết nó. Tiết Tử Long ra lệnh cho sát thủ ra tay. Quách Linh Phỉ ngăn lại, khoan đã, chờ lấy được video gốc rồi hãy tính. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm nói video gốc đã tới rồi. Là Trương Thiên Lâm tổ cương thấy video gốc, Quách Linh Phỉ tự tay giật lấy, chỉ Diệp Quân Lâm đã ra tay trước chộp lại trong tay. Video gốc này có thể cho các người, nhưng các người phải giao tiền cho tôi. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Dịch Bằng Phi quát lạnh, Diệp Quân Lâm, mày sắp chết đến nơi, còn quan tâm tới tiền sao? Mày thực sự ngây thơ nghĩ rằng bọn tao sẽ đem tiền cho mày sao? Nói cho mày biết, ngày hôm nay video gốc bọn tao muốn hủy, cả mày bọn tao cũng muốn giết. Trương Lan cùng Tiết Tử Long lộ ra nụ cười dữ tợn. Quách Linh Phỉ bộ dáng cao cao tại thượng, hai cánh tay vòng quanh, như từ trên cao quan sát Diệp Quân Lâm. Anh quả thật ngu ngốc như Lục Vân Đình, quá ngây thơ. Nghe được câu này, Diệp Quân Lâm cúi đầu chậm rãi giơ lên. Khi thấy cặp mắt kia, bọn người Quách Linh Phỉ đều biến sắc. Sao lại có một cặp mắt đáng sợ như vậy? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, bọn họ như từ mắt thần của Diệp Quân Lâm chứng kiến cảnh tượng núi thây biển máu. Trong đầu của bọn họ vang lên vô số âm thanh oán linh dãy rua. Ánh mắt Diệp Quân Lâm thật sự có thể giết người. Ban. Thấy thế, Trương Thiên Lâm búng tay một cái. Phanh. Răng rắc. Cửa phòng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Ngôn Tình ngược. Từ bên ngoài xông vào mấy chục người. Bùm bùm. Năm sát thủ kim bài còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ nằm trong vũng máu. Đáng sợ nhất là bốn người bọn Quách Linh Phi đều bị chữa cúng vào đầu. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được đây chuyện gì. Thoáng chốc mồ hôi lạnh ướt cả người. Chuyện này, nhìn những người đàn ông có nước da màu đồng to con lực lưỡng, bọn người Quách Linh Phỉ lập tức trợn tròn mắt. Quách Linh Phỉ, các người cũng quá đơn giản rồi. Năm sát thủ cũng muốn giết chết vị này. Quả thực nực cười. Trương Thiên Lâm cười lạnh nói.
Ba người Quách Linh Phỉ đều nhìn về Tiết Tử Long, ý là ở hỏi hắn ta làm sao tìm được người như vậy chứ. Tiết Tử Long vẻ mặt ủy khuất nói, đây là sát thủ kim bài tôi tìm từ Nam Tiểu Đỗ có tiếng tăm lừng lẫy nhất sao? Ai biết sẽ yếu như vậy? Cùng bác lão cửu nổi danh có Nam Tiểu Đỗ, là con trai Đỗ Việt Sinh, anh ta đang làm chủ một công ty an ninh y, nhưng trên thực tế là một tổ chức sát thủ. Tiết Tử Long tìm 5 triệu mời 5 vị sát thủ có cấp bậc cao nhất, nhưng lại không chịu nổi một kích. Ba người Tiết Tử Long sợ hãi, thân thể vẫn run rẩy. Quách Linh Phỉ chấn định một chút, cô kinh ngạc nhìn về phía Trương Thiên Lâm hỏi, các người rốt cuộc là ai? Là tôi tìm đến. Diệp Quân Lâm nói. Anh cầm một nắm nĩa từ mâm trái cây trên bàn, từng bước đi tới trước mặt Quách Linh Phi. Quách Linh Phi toàn thân run lên, sợ hãi hỏi, anh. Anh muốn làm gì? Để cho cô nhìn thấy của sự phản bội. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm dùng nĩa đâm xuyên cổ Tiết Tử Long đang đứng cạnh Quách Linh Phi. Phụt! Thoáng chốc, máu nóng bắn tung tóe lên mặt Quách Linh Phi. Cô gục lọc gọc không, giờ khắc này, Quách Linh Phi muốn phát điên rồi. Hai chân cô không khống chế được, vẫn không ngừng run rẩy. Cô vô thức phát ra âm thanh ô ô. Cô bị dọa đến mức hồn phách lên mây. Phù phù, Tiết Tử Long đột nhiên té trên mặt đất. Bên kia Dịch Bằng Phi cùng Trương Lan sợ đến mức kêu lên thảm thiết. Sau ba ngày, ba người các ngươi tới trước mộ Vân Đỉnh sám hối, tôi sẽ suy nghĩ mà tha các ngươi một mạng. Nếu không, của hắn chính là tương lai của các ngươi. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ mặt Quách Linh Phi. Bọn người Quách Linh Phỉ hại chết Lục Vân Đình, nhất định phải đền mạng. Nhưng Diệp Quân Lâm trước tiên muốn bọn người Quách Linh Phi quỳ gối Lục trước phần mộ Vân Đình sám hối. Diệp Quân Lâm mang người rời đi, thuận tiện còn mang xác Tiết Tử Long đi theo. Mà ba người Quách Linh Phỉ đứng tại chỗ, thân thể không ngừng run. Đây tuyệt đối chuyện sợ hãi nhất trong đời bọn họ không muốn đối mặt. Sau khi rời khỏi hội quán Hán Sa, Diệp Quân Lâm nói với Trương Thiên Lâm, giúp tôi mua một cỗ quan tài. Ngày hôm sau, sáng sớm, trước cửa trang viên Diệp gia, đột nhiên có một tiếng hét kinh thiên động địa. Em eo thanh này kinh động mọi người Diệp gia. Diệp Kiện Sâm còn mặc đồ ngủ mau chạy ra đây xem chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy? Những người khác cũng nhao nhao nghỉ hoặc. Đi tới cửa trang viên vừa nhìn, mọi người sợ hãi. Thì ra ở cửa có một cỗ quan tài. Quan tài còn chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra. Vệ sĩ của Diệp gia cảnh giác nhìn quan tài, ai cũng không dám tiến lên một bước. Ai biết bên trong chứa cái gì? Người nào đưa tới? Diệp Kiện Sâm quát. Bao nhiêu năm rồi, chưa ai dám khiêu khích Diệp gia như vậy. Muốn chết sao? Diệp Tây Huy lạnh lùng nói. Ba, nhất định là tên Diệp Quân Lâm kia. Hắn tới cảnh cáo chúng ta. Đúng vậy, nhất định là Diệp Quân Lâm. Những người khác không có lá gan lớn như vậy. Diệp Kiện Sâm ra lệnh, người nào mở ra quan tài nhìn xem, bên trong là cái gì. Có thể Diệp gia không có người nào dám bước lên. Dù sao thứ này cũng quá dọa người rồi. Bên trong lỡ như có bom thì sao? Diệp Nhất Long muốn đi lại không dám, rất do dự. Lúc này, Diệp Nam Huy mang kính mắt nhìn qua đặc biệt nhã nhặn đi lên trước, một tiếng ầm vang đẩy ra nắp quan tài. 3.3 Khi mọi người nhìn thấy thi thể trong quan tài, ngược lại âm thanh hút khí lạnh bên tai không dứt. Là Tiết Tử Long. Diệp Nam Huy liếc mắt nhận ra được. Cái gì? Người Diệp gia sắc mặt thay đổi. Xem ra chuyện này Diệp Quân Lâm có chút bản lãnh, dĩ nhiên tìm được bọn họ. Còn tìm Quách Linh Phi hỏi. Diệp Nam Huy nói. Sau đó không lâu, ba người Quách Linh Phi đi tới Diệp gia, nói ra tất cả. Tổng hợp lại. Chính là Diệp Quân Lâm có chút bản lĩnh. Diệp Quân Lâm thật sự đáng sợ, bên cạnh hắn có rất nhiều vệ sĩ ngoại quốc. Chúng tôi mời sát thủ kim bài đều không làm gì được. Quách Linh Phỉ nhớ lại những chuyện đó, hoảng sợ nói. Hừ, chuyện này có gì đáng sợ, nhiều người hơn nữa có thể là đối thủ Diệp gia chúng ta sao? Đám người Diệp Nhát Long lơ đỉnh. Diệp Nam Huy cũng là tỉnh táo nói, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Vừa vặn con ở nước ngoài biết được một đội lính đánh thuê, vẫn còn thời gian, vừa vặn có thể mời bọn họ tới. Diệp Tây Huy lập tức cười nói, vậy là quá tốt, đến lúc đó Diệp Quân Lâm chết không có chỗ chôn. Ba người Quách Linh Phi biết Diệp gia đã chuẩn bị nhiều như vậy, rốt cục lộ ra nụ cười, Diệp Quân Lâm nếu kêu lên chúng tôi sám hối.
cứ chờ chết đi. Tôi thực sự mong chờ hai ngày sau, tôi ngược lại muốn nhìn con trai của chúng ta muốn dẫn cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào. Vợ chồng Diệp Đông Huy lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bọn họ trên danh nghĩa là cha mẹ Diệp Quân Lâm. Luôn đối với Diệp Quân Lâm như mà nuôi. Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ hắc hắc cười gian nói, chúng ta thật hy vọng thời gian nhanh tới một chút. Chúng ta sẽ bay lên sao ở nhà Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại của Lý Tử Nhiễm, cô gọi anh đến công trường. Sau khi Diệp Quân Lâm tới, kinh ngạc phát hiện chỉ có Lão Cửu Chính và thủ hạ đang làm việc. Những người khác và công nhân của Lý Tử Nhiễm đều không thấy đâu. Diệp Quân Lâm đi tới trước mặt Lý Tử Nhiễm hỏi, có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, còn không phải do anh sao? Sau khi truyền thông đưa tin chuyện tôi bị trục xuất khỏi gia tộc, công nhân viên của tôi đều biết. Bọn họ lo lắng tôi sẽ liên lụy đến bọn họ, tạm thời toàn bộ đều nghỉ việc. Công trường thi công, công ty Hoa Đình cũng bị như vậy. Hiện tại ngay thư ký của tôi cũng bỏ chạy. Anh nói đi làm sao bây giờ? Lý Tử Nhiễm nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng hiểu được suy nghĩ của những người này. Diệp gia nổi tiếng hung ác độc địa. Ai không bị liên lụy sợ chả. Nhất là Lý gia muốn thoát thân cũng trục xuất Lý Tử Nhiễm khỏi gia tộc. Bọn họ bỏ của chạy lấy người cũng đúng thôi. Diệp Quân Lâm ngại ngùng sờ đầu một cái, thật ngại quá. Tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Bây giờ anh nên biết chỉ vì anh mà ảnh hưởng biết bao nhiêu người cùng bao nhiêu chuyện. Ngươi làm sao lại không nghe ta đâu. Hiện tại cuộc sống của chúng ta không tốt sao. Diệp gia cũng không làm khó anh, tôi lại nhận được dự án lớn, không phải mọi chuyện rất tốt sao. Vì sao lại phá hủy đi mọi thứ? Lý Tử Nhiễm liên tục đặt câu hỏi. Diệp Quân Lâm hít một hơi, cười nói, không sai. Hiện tại tốt, thậm chí có thể nói hoàn mỹ. Nhưng người anh em của anh trên trời đang nhìn, anh có thể an tâm sao? Diệp Quân Lâm một thân đỉnh thiên lập địa, anh chưa bao giờ chủ động phạm tội, nhưng người khác lại đánh cho cơ thể anh bị tàn phế, để cho anh gánh thay thanh danh xấu xa, rồi bỏ tù anh, cướp hết tất cả của anh. Làm sao anh có thể chỉ lo thân mình? Cách làm việc của anh thì em cũng rõ ràng nhất, anh sẽ bao giờ lấy thứ gì của ai, nhưng người khác lấy đi đồ của anh thì phải trả lại. Nhất mạng của người anh em kia cùng vinh quang của anh. Mất đi anh nhất định sẽ đòi lại, dù cho anh có bị thương tích đầy mình. Lý Tử Nhiễm không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm. Giờ khắc này cô hiểu ra. Thì ra cô vẫn luôn quên mất cảm nhận của Diệp Quân Lâm. Anh mang theo rất nhiều thứ trên lưng. Lý Tử Nhiễm ôm lấy Diệp Quân Lâm, khóc thút thít nói, Quân Lâm, cho dù kết quả như thế nào, em nhất định sẽ ở cùng anh. Dù cho thịt nát xương tan. Cô liếc mắt nhìn công trường, cười nói, hai ngày sau, em rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn, em còn quan tâm những thứ này làm cái gì. Diệp Quân Lâm cảm động nói, Tử Nhiễm yên tâm đi, anh sẽ xử lý chuyện này. Được được, em tin tưởng anh. Lý Tử Nhiễm biểu hiện tin tưởng, kỳ thực chính là vì cổ vũ Diệp Quân Lâm. Trên thực tế, cô không cách nào cảm nhận được Diệp Quân Lâm biết có thể đánh bại Diệp gia đang chói sáng như mặt trời ban trưa, nhưng mà cô đã chuẩn bị xong, cùng Diệp Quân Lâm chết chung. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt sẽ đến quy định kỳ hạn. Ngày thứ hai, chính là Diệp Quân Lâm cùng Diệp gia ước hẹn thời gian, kỳ hạn một tháng. Đêm nay, Lý Tử Nhiễm chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ấp, còn lấy ra rượu ngon. Qua ba lần rượu, Diệp Quân Lâm cũng đột nhiên nói. Tử Nhiễm sau ngày mai chúng sẽ có cơ hội bay cao, em có muốn giúp người nhà em cùng bay cao? Cho bọn họ thêm một cơ hội. Anh, nghe được Diệp Quân Lâm nói như vậy, phản ứng đầu tiên của Lý Tử Nhiễm là muốn mắng anh. Lúc này là lúc nào rồi, còn mạnh miệng như vậy. Nhưng suy nghĩ đến ngày mai cô và Diệp Quân Lâm đều sẽ chết, Lý Tử Nhiễm thiện ý mỉm cười, thật sao? Chúng ta sẽ bay lên cao sao? Thời khắc cuối cùng. Làm cho Diệp Quân Lâm hài lòng một chút cũng được. Diệp Quân Lâm cho rằng Lý Tử Nhiễm tin tưởng, lập tức nói, nhất định là thật. Từ mai về sau tập đoàn Quân Lâm sẽ được thu hồi lại, có thể không bay lên sao? Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm nghiêm túc nói thật, anh cũng không nhìn thuận mắt người Lý gia. Nhưng dù sao cũng là người nhà của em, cho nên anh định cho họ thêm một cơ hội. Chỉ cần bọn họ bằng lòng đứng chung một chỗ với chúng ta vào ngày mai. Nhận sự sám hối cùng lời xin lỗi của Diệp gia. Sau khi xong việc này, tập đoàn Quân Lâm sẽ giúp bọn họ cùng phát tài, anh sẽ cố gắng để nâng đỡ Lý gia, làm cho Lý gia trở nhà giàu chân chính ở Tô Hàng.
Nghe Diệp Quân Lâm khoác lác, Lý Tử Nhiễm cảm thấy rất phiền. Thứ nhất, Diệp gia sẽ không xin lỗi. Thứ hai, Diệp Quân Lâm cơ bản không có cách đánh bại Diệp gia, càng không lấy lại được tập đoàn Quân Lâm. Nhưng suy nghĩ dù sao cũng là ngày cuối cùng, cô cũng không cắt ngang. Tốt, vậy anh hãy cho Lý gia thêm một cơ hội. Lý Tử Nhiễm cười cười. Diệp Quân Lâm gọi Lý Thiên Hạo. Diệp Quân Lâm anh muốn gì? Cầu cứu sao? Tôi cho anh biết, không có cửa đâu. Bên kia truyền đến âm thanh tức giận của Lý Thiên Hạo. Diệp Quân Lâm cười cười, nể mặt Lý Tử Nhiễm, tôi gọi ông một tiếng ông nội. Tôi định cho ông một cơ hội, chỉ cần ngày mai ông đứng cùng một chỗ với tôi cam đoan sẽ làm cho Lý gia thay thế vị trí Diệp gia. Cút đi, bệnh tâm thần, não có vấn đề sao? Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng hô đầy tức giận của Lý Thiên Hạo. Sau đó, Diệp Quân Lâm lại gọi điện thoại cho Lý Văn Uyên. Kết quả Lý Văn Uyên mắng Diệp Quân Lâm một trận. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ tới đón Tử Nhiễm, anh muốn chết chính mình chết đi. Tút tút tút. Cuối cùng Lý Văn Uyên tức giận cúp điện thoại. Chuyện này làm Diệp Quân Lâm an tĩnh lại. Lý gia bỏ qua cơ hội tốt nhất từ trước đến giờ. Lý Tử Nhiễm nở nụ cười. Nhất định là loại kết quả này. Ai sẽ tin tưởng mọi chuyện chứ? Trừ phi hắn là kẻ ngu. Lý Tử Nhiễm cười nhạo nói, được rồi, cự tuyệt anh là tiếc nuối lớn nhất của đời họ. Chúng ta cho họ cơ hội nhưng họ không cần. Đúng, quả thực, Lý gia bỏ lỡ. Buổi tối, trước khi ngủ, Thanh Long gọi điện thoại tới. Tướng quân, Tổng tư lệnh quân đoàn số 1 quân khu Tô Hàng vừa mới phát tới tin tức, mọi chuyện đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ngài muốn 10 vạn người đã chờ sẵn để xuất phát rồi. Diệp Quân Lâm nói, tốt, nghe mệnh lệnh của tôi. Ngày thứ hai, Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm đều thức dậy rất sớm. Lý Tử Nhiễm mở cửa xe đi tới phần mộ Lục Vân Đình. Dọc theo con đường này, Lý Tử Nhiễm chứng kiến từng chiếc xe tăng đi ngang qua, còn có trùng trùng binh sĩ chạy bộ tới trước, quy mô này làm cô không cách nào tưởng tượng được. Ước tính một chút, ít nhất có hàng chục vạn người. Xe quân đội xếp thành một hàng dài không biết đâu là đầu đâu là đuôi. Trên không còn có trực thăng bay tới bay lui, còn có nhiều máy bay ném bom xẹt ngang trời, tạo ra tiếng vang ong 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 tiếng cực lớn. Lý Tử Nhiễm kinh ngạc nói, đây là định diễn tập quân sự sao? Diệp Quân Lâm cười nói, chắc vậy. Quy này thực sự quá lớn, từ trước tới giờ em chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Lý Tử Nhiễm bị hù dọa. Cả máy bay đại pháo gì gì đó đều tới. Rất nhanh, hai người tới trước phần mộ. Người của Lão Cửu đã tu sửa phần mộ hoàn thành, Diệp Quân Lâm còn cho lập một tấm bia mộ. Lý Tử Nhiễm tế bái Lục Vân Đình. Cho tới bây giờ, Lý Tử Nhiễm vẫn không thể tin Diệp Quân Lâm có thể đánh bại Diệp gia. Chỉ dựa vào anh ấy đơn phương độc mã một mình sao? Vốn tưởng rằng Diệp Quân Lâm sẽ tìm người trợ giúp mình, hiện tại cũng chưa thấy một ai, Lý Tử Nhiễm triệt để thất vọng, không phải là tuyệt vọng. Lý Tử Nhiễm cũng bình thường trở lại. Vốn chính là muốn cùng Diệp Quân Lâm chết. Vẫn còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Sau đó không lâu, một chiếc hay vồ chạy như bay tới. Từ trên xe Lý Văn Uyên bước xuống cùng Triệu Nhã Lan. Diệp Quân Lâm vốn tưởng rằng Lý Văn Uyên nghĩ thông suốt, sẽ cùng mình đứng cùng nhau. Không ngờ Lý Văn Uyên lại bắt lấy Lý Tử Nhiễm rồi kéo vào trong xe. Lý Tử Nhiễm kinh hô, ba mẹ hai người làm gì vậy? Hai người kéo con làm cái gì? Con không thể ở đây chịu chết cũng tên phế vật kia được. Lý Văn Uyên quát. Đúng vậy, con phải đi theo chúng ta. Không thể cùng nó chịu chết. Triệu Nhã Lan gắt gao níu lấy Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm rốt cục ý thức ba mẹ mình muốn làm gì. Bọn họ muốn dẫn mình rời đi. Ý đê thầy bản thân cũng bị kéo vào trong xe rồi, Lý Tử Nhiễm nóng nảy. Lý Tử Nhiễm dùng rằng, hướng Diệp Quân Lâm kêu cứu. Quân Lâm cứu y mồ, cứu y mồ. Nó dám, nếu nó dám làm gì, ba và nó đồng quy vu tận. Lý Văn Uyên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm, vẻ mặt thờ ơ, vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Cuối cùng dãy giụa không có kết quả, Lý Tử Nhiễm bị đưa vào trong xe, Lý Văn Uyên khống chế được cô, Triệu Nhã Lan lái xe rời đi. Nhìn ra cửa sổ xe, thấy Diệp Quân Lâm cô độc. Lý Tử Nhiễm khóc như hoa lê đái vũ. Dưới cái nhìn của cô, có thể sau đó, chính là xa cách mãi mãi.
Nhưng dù cô khóc như thế nào, Lý Văn Uyên kiên quyết không buông tay. Đem Lý Tử Nhiễm đưa về nhà, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan tự mình theo dõi. Đem Lý Tử Nhiễm về, cũng là ý của Lý gia. Không cần thiết cùng Diệp Quân Lâm chịu chết. Bởi cùng Diệp Quân Lâm phủi sạch quan hệ, cho nên Lý gia ngày hôm nay sẽ không đi. Sau khi Lý Tử Nhiễm rời đi, Thanh Long, Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hỗ chính là ngũ đại chiến vương xuất hiện, bọn họ đều mặc tây trang màu đen. Thanh Long còn mang theo vợ chồng Lục Học Văn đến. Lý Tiểu Thư đã đi sao? Thanh Long hỏi. Đi cũng tốt, tạm thời tôi còn không muốn công khai thân phận của tôi. Diệp Quân Lâm nói. Kỳ Lân tiến đến bên cạnh Diệp Quân Lâm nói, tướng quân, tổng tư lệnh quân đoàn số 1 đã tới, tất cả chuẩn bị ổn thả ồ bọn họ trú đóng ở bên ngoài cách 3 cây số, 10 phút là có thể chạy tới. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm gật đầu, được, để cho bọn họ chờ mệnh lệnh của tôi. Đã giỏi. Kỳ Lân gật đầu. Lúc này, lão cửu tới, nhưng cũng không có mang bao nhiêu người. Người tới đều là lão đại như Tam gia. Những người này cũng nhao nhao ăn mặc tây trang, Diệp Quân Lâm ý bảo những người ở sau đứng sang bên cạnh. Thanh Long đứng ở bên cạnh Diệp Quân Lâm nói, tướng quân vừa mới nhận được tin tức, Diệp gia đang trên đường tới. Lúc này tại trên viên Diệp gia, Diệp Kiện Sâm cùng tất cả mọi người trong Diệp gia chờ xuất phát. Diệp Tây Huy đã nôn nóng không đợi nổi. Diệp Diệu Dương con của hắn bây giờ còn đang nằm viện, có người nói hy vọng tỉnh lại vô cùng nhỏ. Hắn thề nhất định phải đem Diệp Quân Lâm chém thành muôn mảnh. Còn Diệp Nam Huy vẫn duy trì một bộ dáng nhã nhặn, khóe miệng còn câu ra một nụ cười, có vẻ rất cao thâm khó lường. Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ liếc nhau cười nói, 6 năm trước ta có thể đánh tàn phế em trai của ta, lúc này đâu, ta vẫn có thể đánh ngươi thành tàn phế lần nữa. Còn nhớ rõ cây gậy bóng chày này không? Đúng vậy, chính là 6 năm trước dùng nó đánh tàn phế ngươi. Ha ha ha. Diệp Nhát Long lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đem gậy bóng chày bỏ vào cốp sau. Diệp Đông Huy cùng vợ là Ngô Vạn Nhược cũng cười lạnh nói, con trai a, năm đó nếu không phải là chúng ta nhặt được con đã sớm chết rồi. Bây giờ còn muốn giết cha mẹ nuôi sao? Quả thực nực cười. Lúc này ba người Quách Linh Phi cũng tới đến nơi. Nhanh lên một chút, chúng ta hận không thể nhanh chóng nhìn Diệp Quân Lâm làm trò. Diệp Kiện Sâm chống một cây gậy chạm khắc đầu rồng, dựa vào cửa xe cùng đợi. Cha, chúng ta tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Lão Tam đã mời tới nhóm lính đánh thuê, toàn bộ đến nơi rồi. Diệp Đông Huy nói. Diệp Kiện Sâm gật đầu, được, người của chúng ta có thể tiêu diệt người của Diệp gia, bọn người lão cửu cũng không là gì cả, chứ đừng nói là có cả đám người của Đỗ Việt Sinh. Lúc này, ta vì diệt Diệp Quân Lâm, thuận tiện làm cho Tô Hàng biết Diệp gia ta cường đại bao nhiêu. Cha, Đỗ Việt Sinh tới Tiên Cương Diệp Nam Huy chạy tới. Quả nhiên tại cửa trang viên Diệp gia một chiếc xe màu đen có rèm che đậu dài. Chiếc thứ hai là Lincoln dài hơn xe trước. Cửa xe mở ra, một ông lão bước xuống, cả người một màu đen, trong tay nắm bắt hai khỏa dạ Minh Châu. Hắn thoạt nhìn trông đã lớn tuổi. Làm cho người ta cảm thấy như có cảm giác hấp hối. Trong tròng mắt tỏa ra tia tinh quang, làm cho người khác không thể xem thường. Nhất là khi hắn ngẩng đầu, trong nháy mắt, như có một cỗ áp lực nặng nề như núi Thái Sơn áp đỉnh tràn ra, khiến người ta không thở nổi. Hắn chính là đệ nhất lão đại của Tô Hàng Vương Đỗ Việt Sinh. Danh xưng như ý nghĩa, Tô Hàng Vương tới. Đi theo phía sau Đỗ Việt Sinh có 13 người. Được xưng thập tam thái bảo ở Tô Hàng không có địch thủ. 13 vị siêu cấp cao thủ. Thập tam thái bảo đã từng giống như lão cửu, làm lão đại một phương, sau đó đều bị Đỗ Việt Sinh thu phục, toàn bộ ở dưới trướng làm việc cho Đỗ Việt Sinh. Không chỉ như vậy, còn có Nam Tiểu Đỗ cũng tới. Hắn chính là người đứng sau lưng tổ chức sát thủ an nhìn thấy Đỗ Việt Sinh đi tới, Diệp Kiện Sâm lập tức mang theo mọi người Diệp ra ra nghênh tiếp. Lấy năng lực của Diệp gia bây giờ cũng không dám chống lại hắn. Hôm nay mời Đỗ lão tới đâu, chính gia tăng thanh thế, cơ bản không cần động thủ. Ngài ra tay một cái, tuyệt đối làm Diệp Quân Lâm nghe thấy đã sợ mắt mật rồi. Diệp Kiện Sâm cười nói. Đỗ Việt Sinh lơ đễnh, ngày hôm nay để cho hắn ra mặt, giống như dùng dao trâu mô gà. Hắn nhìn Diệp Kiện Sâm hỏi, hạng mục mà ông đã nói đâu? Diệp Kiện Sâm lập tức nói. Ngày mai là có thể tiến hành.
thì ra Diệp gia dùng một hạng mục có quyền lợi phong phú đổi lấy việc Đỗ Việt Sinh ra mặt. Tốt, Đỗ Việt Sinh gật đầu. Rất nhanh, lại có nhiều chiếc có rèm che đi tới nơi này. Trên xe đi xuống là những người đàn ông trung niên. Đây là người nắm trong tay một nửa các câu lạc bộ giải trí ở Tô Hàng, Thiếu Diện Phật. Hắn rất bận rộn, nhưng ở trên đường Tô Hàng, trừ ta ra, không ai là đối thủ của hắn. Đỗ Việt Sinh cùng Diệp gia giới thiệu người trung niên mập mạp cầm đầu, mập mạp cười a a, rất là quen mặt, nhưng là người có thủ đoạn độc ác. Vị này đây, buôn bán ngọc thạch châu báu, Bát gia, thế lực trải rộng khắp Tô Hàng, lão cửu cũng chịu nhiều thua thiệt trong tay hắn. Còn vị này, có lai lịch rất lớn, có 6 sòng bạc ở Hong Kong, Ma Cao và những nơi khác, làm ăn kinh doanh muốn hiểu rõ cứ hỏi Tương lão. Nghe Đỗ Việt Sinh giới thiệu, trong mắt mọi người Diệp gia đều phải bay ra ngoài. Lần này các nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm của Tô Hàng đều tới. Chỗ dựa vững chắc của Diệp Quân Lâm chỉ một trong những thế lực nhỏ, bọn họ có thể cùng lão cửu cạnh tranh, so với lão cửu cũng mạnh hơn rất nhiều. Những người này ở chung một chỗ, kết hợp với thế lực của Diệp gia, có thể nói 100 Diệp Quân Lâm cũng khó thoát được. Đỗ Việt Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, cười lạnh nói, đã đến giờ, vậy lên đường đi. Xuất phát, chọt, từng chiếc xe xếp thành hàng dài, xuất phát đi đến trước phần mộ của Lục Vân Đình. Không ít người chứng kiến cảnh đoàn xe xếp thành hàng dài này, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tô Hàng đang xảy ra chuyện lớn gì rồi? Sau khi Lý gia biết chuyện này, đều sợ quá khóc. Ngôn Tình Sủng, Đỗ Việt Sinh, Thiếu Diện Phật, Bát gia toàn bộ đều có mặt, quá dọa người. Trương Tùng lạnh run, Lý Thiên Hạo ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ông trời ơi! Lúc này Diệp Quân Lâm gặp tai họa trời giáng rồi. Thật đáng sợ, có người nói người dưới trướng họ đi theo phải hơn ngàn người. May mắn chúng ta đúng lúc phủi sạch quan hệ, nếu không. Lý gia chắc chắn bị GNS cương mấy người. Lý Tùng Khuê hít vào một hơi. Lý Văn Hải bật cười, Diệp Quân Lâm thật đúng là ngây thơ. Nó lấy cái gì đấu cùng Diệp gia chứ? Diệp gia hiện tại cường đại đến vô địch rồi. Trên đường Tô Hàng đoàn xe đi theo hàng dài có rất nhiều người biết, Lý Tử Nhiễm cũng nghe được tin tức này. Chứng kiến nhiều người với hàng xe dài như vậy, nước mắt Lý Tử Nhiễm khóc đến sắp khô rồi. Làm sao Diệp Quân Lâm một mình đối phó được chứ? Không cho con đi ra ngoài, dù hôm nay Diệp Quân Lâm chết, con cũng không được đi ra ngoài. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn chòng chọc vào cô. Diệp gia cùng Đỗ Việt Sinh hùng hổ đi đến trước phần mộ kia. Trên đường, Đỗ Việt Sinh cùng Diệp Kiện Sâm nói chuyện với nhau nói, tiểu tử Trương Thiên Lâm lại không tới. Diệp Kiện Sâm cười hắc hắc nói, hắn chính là một vị lão đại ẩn thân, loại chuyện nhỏ này chắc là không muốn tham gia. Đỗ Việt Sinh cười cười, vậy cũng được, nếu không phải xem trọng dự án này, tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt. Trước phần mộ Lục Vân Đình, tất cả mọi người đang đợi. Vợ chồng Lục Học Văn có vài phần lo lắng, khuyên nhủ vài câu, Quân Lâm. Hay là coi như xong đi. Diệp gia quá cường đại, cuối cùng chỉ là lấy trứng chọi đá. Diệp Quân Lâm mỉm cười, chú và dì yên tâm, một Diệp gia nho nhỏ con còn không coi vào mắt. Mấy người lão cửu cùng Tam gia cũng cười nói, mặc kệ là người nào tới, cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối ở đây. Rất nhanh, từng đợt âm thanh gầm rú truyền đến. Làm sao Diệp Quân Lâm một mình đối phó được chứ? Không cho con đi ra ngoài, dù hôm nay Diệp Quân Lâm chết. Con cũng không được đi ra ngoài. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn chòng chọc vào cô. Diệp gia cùng Đỗ Việt Sinh hùng hổ đi đến trước phần mộ kia. Trên đường, Đỗ Việt Sinh cùng Diệp Kiện Sâm nói chuyện với nhau nói, tiểu tử Trương Thiên Lâm lại không tới. Diệp Kiện Sâm cười hắc hắc nói, hắn chính là một vị lão đại ẩn thân, loại chuyện nhỏ này chắc là không muốn tham gia. Đỗ Việt Sinh cười cười, vậy cũng được, nếu không phải xem trọng dự án này. Tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt. Trước phần mộ Lục Vân Đình, tất cả mọi người đang đợi.